mà đạo này bảy màu sấm sét, chính là Hồng Quân lão tổ lưu lại sấm sét căn nguyên. Nếu như là thiên tuyển chi tử, vậy tất có thể chịu đựng cái này đạo lôi đình. Như nếu không phải, liền làm chui luyện sấm sét một phen. Thu hồi lại, tiếp tục chờ đợi trễ một người. Bảy màu sấm sét chính là Hồng Quân lão tổ mang đến, cùng 33 thiên thái thượng thần khí cùng, có cái này thế gian cường đại nhất độ cứng. Chỉ bất quá Hồng Quân lão tổ cũng không đem liệt vào 33 thiên nhóm, mà là đơn độc giao cho Kỳ Lân yêu thánh. Sau đó thời đại hồng hoang làm tan rã, thế lực mới quật khởi. Hơn nữa một ít tu sĩ cố ý tạo nên, hồng hoang bảy thánh đi tới loài người phía đối lập. Chiến tranh chạm một cái liền bùng nổ, chư thiên vạn giới rơi vào hỗn loạn. Mà chúng bảy người thì là chúng gian kế của đối phương, bị thương chạy trốn, cuối cùng bị bắt vào cái này trấn thần tháp bên trong, chủ yếu là dựa vào sấm sét thần bia tới chân áp. Hồng Quân lão tổ tiên đoán, in ở nó đầu óc bên trong, vẫy không đi. Tiếp theo, liền xem Diệp Thần có thể hay không tiếp được cái này đạo bảy màu sấm sét. Oanh! Chấn thiên hưởng thanh âm, ở Diệp Thần đỉnh đầu quanh quẩn. Diệp Thần đột nhiên ngẩng đầu, ngưng thần nhìn lại. Chỉ gặp bảy màu sấm sét biến dạng hư không, hóa thành một cái lưới lớn đáp xuống. Im hơi lặng tiếng, trừ sắc thái tươi đẹp ra, cũng không chỗ kỳ lạ. Nhưng Diệp Thần rõ ràng, cái này đạo bảy màu sấm sét đã vượt qua tầm thường thần lôi phạm vi, mang theo thiên đạo sát ý. Nếu như hắn không thể kháng trụ, liền sẽ ở đây đạo lôi đỉnh dưới tan xương nát thịt. Đối diện yêu thánh, đúng là có ít đồ. Nhưng Diệp Thần không tới cuối cùng, tuyệt sẽ không nhẹ nói buông tha. Bàng bạc như biển luân hồi lực, từ hắn lỗ chân lông trong đó tràn ra, hướng bề mặt bơm vào đi qua. Thử! Diệp Thần mặt ngoài thân thể lôi quang lóe lên, tràn đầy vô cùng lôi quang chói mắt. Hỗn độn thần lôi cơ hồ toàn bộ bùng nổ, thúc giục lực lượng cường đại nhất, cơ hồ không giữ lại chút nào. Bởi vì nó cũng rất rõ ràng, Diệp Thần chết, vậy hỗn độn thần lôi rất khó lại tìm cái thứ hai tu luyện sấm sét vạn pháp tu sĩ. Hoặc là nói căn bản không tìm được. Lấy ta máu, mở ra hỗn độn. Diệp Thần cắn bể đầu ngón tay, trên đất vẽ ra một vòng đơn sơ phù lục trận văn. Sấm sét vạn pháp, ảnh lôi thiên liệt. Hắn cả người đều bị sấm sét vần quanh, rồi sau đó nhanh chóng thúc giục huyết mạch lực lượng, ngưng tụ cuồn cuộn vô tận mây sấm. Đen thui như mực mây sấm, bao phủ cả tòa lôi tiêu, luôn luôn thoáng qua một đạo kinh điện. Màu xanh đen sấm sét ngưng tụ thành hình, hóa là điều điều du xà, vỗ vào ở Diệp Thần trên mình, theo lỗ chân lông vào bên trong cơ thể. Nhưng cái này còn không đủ. Cho dù Diệp Thần dùng hỗn độn thần lôi, cũng không cách nào ngăn lại vậy đạo bảy màu sấm sét hạ rơi xuống khuynh hướng. Liền hỗn độn thần lôi cũng chiến minh không dứt. Diệp Thần nhất thời vô cùng kinh ngạc, hỗn độn thần lôi nhưng mà đản sanh vu lúc thiên địa sơ khai căn nguyên, sấm sét hơi thở vô cùng là mênh mông, còn có thứ gì là nó đáng sợ hãi. Vậy đạo bảy màu sấm sét càng đè càng rơi xuống, cho dù Diệp Thần thân thể như cũ đứng thẳng, nhưng sấm sét rơi xuống lúc đó, liền cũng là hắn ngày rỗ. Kỳ Lân yêu thánh nhìn một màn này, thở dài một cái. Thiên tuyển chi tử vẫn là không có tới. Xem ra là nó quá lo lắng. Cái khác hồng hoang sáu thánh vậy rõ ràng liền nguyên do trong đó, yên tĩnh đứng tại chỗ hội. Thấy như vậy cảnh tượng, liền cho Diệp Thần xuống tử hình. Đi thôi, đi ra một chuyến lại được hao phí không ít yêu lực. Toàn nghệ yêu thánh, dẫn đầu xoay người đi trở về. Cái khác yêu thánh vậy rối rít trở lại. Bất quá nhưng vào lúc này, hơn để ý tỷ hưu yêu thánh gì một tiếng. Các người mau xem bên kia. Nghe vậy, chị yêu thánh quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp vậy bảy màu sấm sét đã tới Diệp Thần trước mặt. Nhưng Diệp Thần lại cũng không bị hắn nghiền được nghiền. Trong hư không xuất hiện một đạo nho nhỏ thiết vòng, chậm rãi xoay tròn, nhưng tản ra mênh mông vô cùng sức mạnh to lớn. Kỳ Lân yêu thánh rõ vẻ mặt, xuất hiện to lớn chập chờn. Bởi vì vậy đạo hơi thở, nó hết sức quen thuộc. Hồng Quân lão tổ. Vậy lại là Hồng Quân lão tổ nơi lưu lại đồ. Cái khác mấy tên yêu thánh cũng là rối rít hoảng sợ. Dưới con mắt mọi người, vậy thiết vòng ngăn ở Diệp Thần trước mặt, thay hắn đỡ được bảy màu sấm sét đánh vào, một bên là hấp thu, mà bên kia chính là đổi thành. Tinh khiết sấm sét lực lượng, tràn vào Diệp Thần trong cơ thể, cùng trong cơ thể luân hồi huyết mạch đụng vào nhau, bạo phát ra kinh người phản ứng. Mà Diệp Thần chính là nhanh chóng vận chuyển luân hồi huyết mạch,
lấy sấm sét vạn pháp là phụ tá, đem vậy từng đạo tinh khiết lôi lực ngưng luyện thành hình, hóa cho mình dùng. Trong veo trong suốt thần phách, bị hắn hút vào bên trong cơ thể, cùng ngũ tạng lục phủ nơi dung hợp. Vậy từng đạo lôi lực, phảng phất có ý thức như vậy, ánh sáng rực rỡ rạo rực, cuồn cuộn không ngừng, điên cuồng rèn luyện. Vô tận sấm sét hội tụ ở Diệp Thần phía trên đỉnh đầu, không ngừng ngọa nguậy, khuynh khắc gian ùn ùn kéo đến hạ xuống tới, cùng vậy xương trắng hòa chung một chỗ, tựa như nguyên cái thiên địa sấm sét cũng nhập làm một thể. Lôi quang hòa lẫn huyết quang, xem mưa như chút nước mưa to, ầm ầm rơi xuống, tràn ngập ở toàn bộ cửu lôi thần tháp trong đó. Mà một đạo cơ hồ siêu thoát thế giới hiện thật lực lượng cường đại, cũng là đột nhiên bùng nổ. Thân ở cửu lôi thần tháp trong đó rất nhiều người, cũng hơi khiếp sợ. Cái này đạo khí thế vô cùng cường thế, tựa như siêu thoát quy luật, áp đảo đạo vận bên trên. Thuộc về duy nhất luân hồi chi chủ khí thế, ở cả tòa thiên lôi núi thần khuếch tán ra lúc đó, Huyền Minh nhị lão cùng với rất nhiều thái lôi thần tông cao tầng, vậy rối rít mang mục bên mong. Chợt, bọn họ phát giác cái gì, thần sắc đổi được vô cùng khiếp sợ. Huyền Minh nhị lão kiến thức rộng nhất, trải qua sự việc cũng là tối đa. Bọn họ ánh mắt lóe lên chỉ chốc lát sau, liền lập tức kịp phản ứng. Luân hồi chi chủ. Nghe được cái tên này, toàn bộ tông phái cao tầng đều kinh hãi. Luân hồi chi chủ, chính là ngưng tụ thiên địa tạo hóa người, còn được thông hồng mông, hạ có thể đạt tới vạn cổ, đáng sợ cực kỳ. Liền liền thái thượng thế giới cao cấp cường giả, đối với luân hồi chi chủ cũng có rất nhiều kiêng kỵ. Cửu lôi thần tháp ở giữa cảnh tượng, hiện lên ở tông môn quảng trường bên trong, Huyền Minh nhị lão vận dụng tông chủ quyền hạn, cưỡng ép chuyển vận tầng thứ 9 hình ảnh. Rất nhanh thì có hình ảnh ném ra tới, có chút mơ hồ, dẫu sao ngày trước tế trong đó tràn ngập sấm sét, thanh thế quá mức kinh người. Nhưng một đạo thân ảnh ở trong lôi đình qua lại tự nhiên, tiện tay lấy, để cho người thán phục không thôi. Đó chính là luân hồi chi chủ. Liền liền thân ở cửu lôi thần tháp trong đó đệ tử, vậy rối rít từ trong tu luyện thức tỉnh. Chuyện gì xảy ra, vì sao ta cảm thấy một cổ chấn động mãnh liệt? Ta cũng không biết. Rất nhiều tân sinh chính là chố mắt nhìn nhau, có người không tự chủ đưa mắt về phía vậy hạng đồng hồ. Phía trên biểu hiện Diệp Thí Thiên ở vào tầng thứ 8. Đó là tới gần thực tập lúc kết thúc, mới phải xuất hiện hạng tình huống, để cho người dự thi biết, mình đại khái ở vào cái gì vị lần. Không ít người nhìn chằm chằm bia đá kia con số, không khỏi đổi được khẩn trương. Diệp Thần như cũ duy trì hạng nhất vị trí, hơn nữa hắn tên chữ trong đó có lưu quang lóe lên. Diệp sư huynh, không phải là muốn đột phá đến tầng thứ 9 liền chứ? Có người dè đặt hỏi. Bất quá rất nhanh, thì có tông môn đệ tử cũ phản bác hắn. Đừng nói bậy, ngươi lấy là tầng thứ 9 là muốn vào liền vào sao? Từ Thái Lôi Thần Tông thành lập đến nay đã qua mấy trăm ngàn năm, nhưng không một người có thể thành công lên đỉnh tầng thứ 9. Cho dù không có leo lên tầng thứ 9, cái này Diệp Thí Thiên vậy đủ để tái nhập Thái Lôi Thần Tông sử sách. Xem ra lôi đế nơi giữ ghi chép muốn bị phá. Lúc này đã đến gần tu luyện hồi cuối, phần lớn người cũng hoàn thành thực tập, chờ đợi cửa tháp mở. Khi bọn hắn thấy hạng tình huống lúc đó, không khỏi được nghị luận, rối rít thán phục tại Diệp Thần thực lực cường đại, để cho người không theo kịp. Ứng Hồng Nhan cùng Vương Thành các người trước mắt mừng rỡ. Diệp Thần lấy được thành tích càng chói mắt, bọn họ liền có thể đi theo thơm lây. Dẫu sao bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền lựa chọn đứng ở Diệp Thần bên này, nếu như Diệp Thần tương lai lên đỉnh tông môn đỉnh, nhất định không thiếu được đối bọn họ chiếu cố. Cơ hội tốt như vậy, làm sao có thể mất đi? Hy vọng Diệp Sư Huynh có thể thành công đột phá đến tầng thứ 9, như vậy tới một cái đêm sẽ sáng lập một cái chưa từng có ai, cũng có thể là sau không người tới truyền thuyết. Vương Thành không khỏi phải nói, lúc này hắn là phát ra từ con tim kính nể. Bọn họ cái nhóm này người mới, tuy nói là cùng Diệp Thần đồng thời kỳ tiến vào, nhưng lần thực tập này sau đó, sợ rằng đem sẽ kéo ra hồng câu vậy rãnh trời. Ứng Hồng Nhan cũng là cảm thán không thôi. Diệp sư huynh so với luân hồi chi chủ tới, sợ rằng đều không hoàng hơn để cho. Nhưng luân hồi chi chủ dù sao không phải là lôi tu, không cách nào cùng Diệp sư huynh sinh ra cạnh tranh quan hệ. Cho nên ta nhận định Diệp sư huynh sẽ là lôi tu trên thế giới nhất lóng lánh viên kia tinh. Ứng Hồng Nhan cơ hồ là lấy bình tĩnh giọng. Nàng vừa dứt lời, một khắc sau, làm người ta rung động hơi thở nhô lên, đánh tan vân tiêu,
liền trên bầu trời vô số mây đen cũng làm kêu gào, rối rít tản ra là hắn nhường đường. Đó là như thế nào khí thế bàng bạc? Ngũ hành sáu nói, bát quái âm dương, đều là tại thiên đạo quy tắc gian lưu truyền. Lửa cháy bừng bừng hừng hực, nước đánh bầu trời mênh mông, tật phong tàn phá, mặt đất hỗn loạn, vạn mộc triều thánh. Ngũ hành lực lượng tụ họp tới, ở thiên lôi thần phong bầu trời, toát ra chói mắt nhất dị tượng. Thiên lôi thần phong rất nhiều tông phái đều bị kinh động, rối rít nhảy lên giữa không trung, tới tra xem. Đây là biết bao vô cùng lực lượng mạnh mẽ, mới có thể câu thông thiên địa, điều động ngũ hành. Từ xưa tới nay, có vài người liền trời xanh là vương, cho dù là tiết lộ ra liền một tia khí tức, cũng sẽ bị người ký hiệu đừng. Luân hồi chi chủ, leo lên cái này tầng thứ 9 người, lại là luân hồi chi chủ. Thật không tưởng tượng nổi. Diệp thần ngưng luyện 7 màu sấm sét căn nguyên lúc đó, luân hồi huyết mạch vậy bung ra, truyền khắp toàn bộ thiên lôi thần phong. Đây là không được đã mà thôi. Nhưng Diệp thần cũng không hối hận. Thân ở tầng thứ 8 danh giới hắn, đã một cái chân bước chân vào tầng thứ 9. Đợi hắn mở ra hai tròng mắt, sấm sét điện hồ đồng loạt nhảy, giống như một phiến mênh mông biển khơi, bị cuồng mãnh gió bão cho nhấc lên sóng gió kinh hoàng, nhất thời hỗn loạn không dứt. Mà Diệp thần vậy mượn cái này tia gió đông, bước chân vào tầng thứ 9. Bất quá cùng lúc đó, 7 màu sấm sét cùng hỗn độn thần lôi tới giữa nhẹ nhàng đụng chạm, kéo xé ra một nơi hư không lối đi. Ngắn ngủi trong nháy mắt, chỗ kia lối đi bên trong liền xuất hiện một người. Lại là Ứng Hồng Nhan. Bỗng nhiên tới chỗ này, Ứng Hồng Nhan cũng là mặt đầy ngạc nhiên, kinh ngạc không thôi. Tha Phương Tài còn lưu lại ở tầng thứ 4, đang đắm chìm trong khiếp sợ trong đó, một lần thần, cũng đã đi theo Diệp thần cùng, tới giống như tiên cảnh vậy tầng thứ 9. Đứng ở nàng trước mặt Diệp thần, nụ cười ôn hòa. Không nên giật mình, ta chỉ là mời ngươi để hoàn thành một chuyện. Ứng Hồng Nhan trong cơ thể trí âm lôi lực, giờ phút này có thể phát huy tác dụng. Mà Diệp thần tại hấp thu 7 màu thần lôi sau đó, vậy tiếp thu được một chút liên quan tới chấn thần tháp ý niệm. Đó là Hồng Quân lão tổ lưu lại. Chờ lát nữa ngươi chỉ cần buông ra tâm thần, ta linh hồn đem cùng ngươi hòa làm một thể, chung nhau phá vỡ sau cùng cấm chế, có thể làm được không? Diệp thần nhẹ giọng hỏi nói, giọng nhu hòa. Ứng Hồng Nhan không chút do dự nào. Được. Nàng lập tức nhắm hai mắt lại, cả người để chống tâm thần. Hồn phách vậy đi theo phiêu đáng, xuất hiện to lớn lỗ hổng. Lúc này chỉ cần Diệp thần dùng điểm lực, liền có thể chiếm cứ nàng cái này cái thân thể, đem hồn phách bắt. Nhưng Diệp thần cũng không sẽ làm như vậy. Hắn vốn là muốn cùng Ứng Hồng Nhan kết hợp âm dương, ở song tu dưới trạng thái, mới có thể đem âm lôi cùng dương lôi dung hợp với nhau. Bất quá hiện tại hắn hấp thu 7 màu sấm sét, liền có càng vòng vèo phương thức. Quanh co là không tệ. Bất quá vẫn phải chiếm đối phương chút tiện nghi. Ứng cô nương, xin lỗi. Diệp thần cắn răng, rồi sau đó cúi đầu. Hai phiến mềm mại, ngay tức thì giáp nhau. Ứng Hồng Nhan cả người run lên, nhất thời mở ra mắt đẹp, tràn đầy kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Mà lúc này, một cổ lực lượng nhu hòa, từ Diệp thần trong miệng ra, tiến vào Ứng Hồng Nhan trong cơ thể, dịu dàng nhu hòa, tư bổ thần hồn. Nàng trợn to mắt, thật là không dám tin. Nhưng từ từ, lại đón nhận sự thật trước mắt. Người trước mắt vừa là Diệp Thí Thiên lại là Luân Hồi Chi Chủ. Mà nàng nơi sùng bái người, chính là Luân Hồi Chi Chủ, hết thảy các thứ này giống như là mộng vậy xảy ra. Ứng Hồng Nhan lần nữa nhắm lại mắt đẹp, đắm chìm trong cái này thỏa mãn khoái cảm trong đó. Hai người xít sao tướng theo, duy trì mập mờ tư thái, mà ở đỉnh đầu bọn họ bên trên, chính là do hai cổ sấm sét xen lẫn nhau quấn quanh, chạy về phía trời cao. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai chọc thủng tầng thứ 9 cuối cùng bình phong che chở. Vẹt ra mây đen gặp trăng sáng. Diệp thần đi tới tầng thứ 9, trong truyền thuyết không người leo lên cảnh giới. Nơi đây quả thật giống như tiên cảnh, khắp nơi cũng lộ ra mông lung thần bí đẹp. Mà hắn thực lực lại đột phá một cái cảnh giới nhỏ, làm tiến vào tầng thứ 9 lúc đó, hết thảy cũng xu hướng tại viên mãn, nước chảy thành sông. Đem cái này tầng thứ 9 cảnh tượng thu hết vào mắt sau đó, Diệp thần nhất thời rõ ràng, tự lẩm bẩm ta biết, thì ra là như vậy. Đây là hắn mới phát hiện, ngực mình còn ôm Ứng Hồng Nhan. Ứng Hồng Nhan bị động vận dụng trong cơ thể trí âm lôi lực, thể xác và tinh thần bị thiếu, lúc này đã chầm chầm ngủ đi. Cảm ơn ngươi,
Hiện tại ngươi đi nghỉ ngơi đi. Diệp Thần tay vịn qua gò má mặt nàng, sau đó mở ra bầu trời hoàng tuyển đồ, đem thả vào trúc xanh bên cạnh ao. Một nén nhang thời gian sau này, toàn bộ cửu lôi thần tháp thực tập thời gian đến đây kết thúc. Vây quanh ở thần tháp vòng ngoài khủng bố mây sấm, chậm rãi thối lui. Làm những đệ tử kia đi ra lôi tháp lúc đó, bị sợ hết hồn, bởi vì cả tòa tháp chung quanh, đều bị rất nhiều tông phái cao thủ bao vây. Huyền Minh nhị lão lại là đứng ở phía trước nhất, ngắm nhìn người lôi tháp, không nói một lời, vẻ mặt nghiêm nghị. Mọi người đều biết luân hồi chi chủ mạnh mẽ, nhưng cũng biết vạn cần thần điện cùng ngày Cũ Minh cũng muốn diệt trừ hắn. Mà Huyền lão dĩ nhiên biết, luân hồi chi chủ không bị thế gian người thống trị nơi cho. Hắn lo lắng hơn, là hôm đó Thánh Lôi Hải là một. Diệp Thần nếu là luân hồi chi chủ, vậy Thánh Lôi Hải vô cớ biến mất, nhất định cùng hắn có liên quan. Thánh Lôi Hải nhưng mà hắn tương lai xưng bá lôi thu thế giới dựa vào, há có thể bị người tùy tiện cướp lấy. Vô luận như thế nào, hắn đều không thể để cho luân hồi chi chủ chạy mất. Toàn bộ tông phái bầu không khí cũng đổi được vô cùng là khẩn trương, gươm thuốc vỏ, nỏ dương dây, chạm một cái liền bùng nổ. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Cửu lôi thần tháp hoàn toàn đóng kín một khắc trước, Diệp Thần trong cơ thể lôi trụ bất ngờ thành hình. Ngắn ngủi ngay tức thì, hắn phóng lên cao, đâm rách vân tiêu, giống như một tôn kinh thiên chiến thần. Luân hồi chi chủ, mặc vào tầng mây trong đó. Cùng lúc đó ngưng tụ một đạo trong cơ thể bổn nguyên lực lượng, ở lại mây mù bề mặt, có thể làm xáo trộn bọn họ tầm mắt chốc lát. Hắn hiện tại muốn đuổi đi chấn thần tháp. Bởi vì hắn đã thu được tầng thứ 9 bảo vật, chính là mở chấn thần tháp chìa khóa. Hồng Hoang thất đại yêu thánh, chính là bị tống giam ở chỗ này. Chỉ cần giải cứu ra, đem sẽ là hắn sử dụng. Mà lúc này, ở đó chấn thần tháp bên trong, vạn yêu sôi trào. Chúng bị kẹt ở chỗ này, đã có ngàn năm vạn năm. Hiện tại Kỳ Lân yêu thánh nói cho bọn họ, tên kia trẻ tuổi quá đáng loài người tu sĩ, trong tay nắm mở chấn thần tháp chìa khóa. Thật sự là quá mức không tưởng tượng nổi, làm người ta khó tin. Hồng Hoang bảy thánh, giờ phút này thần sắc nghiêm nghị, tôn Diệp Thần là vương. Kỳ Lân yêu thánh dẫn đầu nói, lão tổ từng cho chúng ta lập được thiên đạo lời thề, chỉ cần là thu nạp liền bảy màu sấm sét người, chính là chúng ta thống soái. Một khi đem chúng ta giải cứu ra, cuộc đời này liền muốn đi theo tại hắn, các ngươi có thể nhớ. Nhớ, ta nguyện đi theo. Hôm nay đánh một trận, bọn họ cho dù ở vào chấn thần tháp bên trong, vậy nhìn chân chân thiết thiết. Đó là thuộc về Hồng Quân lão tổ bổn mạng khí vật. Chỉ có thiên tuyển chi tử, hay hoặc là đại khí vận người mới có thể có. Nói cách khác, Hồng Quân lão tổ đã sớm bố trí. Luân hồi chi chủ là có đại khí vận trời xanh đế vương, trải qua luân hồi, nhất thế so nhất thế mạnh, đến hiện tại, bước vào thiên đạo luân hồi, tu thành thời gian sông dài khí vận nhân quả. Trọng yếu hơn chính là, đời này luân hồi chi chủ lại vẫn và thiên yêu, huyền yêu các người liên hệ quan hệ. Chúng tin chắc, luân hồi chi chủ có thể dẫn chúng đi về phía không thể so sánh đỉnh cấp. Liên toan nghệ yêu thánh, vậy cúi xuống đầu cao ngạo. Yêu thế giới 10 phần đơn giản, người thắng làm vua, người thua làm giặc, thể hiện được tinh tế. Ai nếu như mạnh, ai là được xưng vương xưng bá. Quả đấm, quyết định hết thảy. Trong chớp mắt, Diệp Thần đi tới chấn thần tháp trước, giống như đế vương hạ xuống. Ác liệt khí vận, mang theo khỏa vô số tinh không mảnh vỡ, hóa thành nước lũ, che khuất bầu trời, cuồn cuộn đi tới trước, chư thiên vạn giới đạo uẩn quy tắc cụ tượng hóa, cùng nhật nguyệt đồng huy, phi tinh không mộng y. Rồi sau đó toàn bộ tụ vào chấn thần tháp bên trong. Các ngươi, có thể nguyện thần phục, Diệp Thần dửng dưng mở miệng nói. Hắn lời này, không chỉ là nhằm vào thất đại yêu thánh. Còn có chấn thần tháp ở giữa cái khác mạnh mẽ tồn tại. Nhàn nhạt lời nói ở toàn bộ chấn thần tháp thế giới truyền ra, hời hợt, nhưng lại hàm chứa không thể nghi ngờ thần thánh uy nghiêm. Chính mắt thấy cái này kinh thiên một màn yêu ma trong lòng lại không bất kỳ may mắn, bò lổm ngổm trên đất, thành kính quỷ bái. Ta quý tê nhất tộc tông nguyện thần phục với luân hồi chi chủ. Ta càn khôn ma chim, nguyện thần phục với luân hồi chi chủ. Ta... Lôi đỉnh thế giới tinh không đỉnh, một cái toàn thân bao phủ ở ánh sáng trắng trong đó bóng người quân lâm thiên hạ, không người dám nhìn thẳng hắn chói lọi. Lấy Hồng Hoang bảy thánh cầm đầu, chấn thần tháp ở giữa mấy triệu yêu tộc,
đều là thần phục ở Diệp Thần dưới quyền. Mặc dù nói còn chưa từng hoàn toàn giải khai chấn thần tháp phong ấn, nhưng thân ở trong đó yêu ma, đã cảm nhận được liền giãn ra. Bao nhiêu năm rồi, đều không người có thể cứu chúng tại nước lửa bên trong. Nhưng hiện tại, lại có người cũng nhanh làm được. Vì vậy, chúng nhìn về tinh không đỉnh đạo nhân ảnh kia ánh mắt đổi được càng phát ra sùng kính, thậm chí còn cuồng nhiệt. Diệp Thần bề ngoài tỉnh bơ, nội tâm âm thầm vui vẻ yên tâm. Lần này tới, chưa tìm được lôi bia ra, còn thu phục mấy triệu cường đại yêu tộc, cũng coi là thu hoạch rất phong phú. Hắn thân là đế hoàng, vậy nên cầm ra đế hoàng khí thế tới. Các ngươi nhập ta luân hồi trận doanh, trở thành ta dưới quyền cuộc chiến đem, hành động này là chính xác. Quay về ta người luân hồi, mà cùng đều có thể tự đi phát triển, không cần làm ra hy sinh, trung thành cảnh cảnh người, ta tự sẽ cho dư tưởng thưởng. Luân hồi thần quang chiếu sáng hồng hoang, phúc trạch muôn vàn, đại lộ âm như tiên lữ chuông lớn ông minh không ngừng, rung động chấn thần tháp bên trong lũ yêu tâm thần. Mà Diệp Thần đã mở ra bộ phận phong ấn, có thể thúc dục dùng một món thần hồn tiến vào chấn thần tháp bên trong. Thao Thiết Yêu Thánh nghe lệnh. Thao Thiết Yêu Thánh lập tức rời bước ra, phi độn như thoi đưa, tại ngay tức thì hóa thành hình người, chắp tay. Thần Thông Thiên, nghe đế quân thần lệnh. Thao Thiết Yêu Thánh giọng và thần sắc đều hết sức cung kính, giống nhau đã phụng luân hồi chi chủ làm chủ. Ta hiện phong ngươi là hồng hoang người đại diện, đại biểu ta ý chí, quản lý cái này chấn thần tháp ở giữa mấy triệu yêu tộc, trọng tố tàn phá vũ trụ căn nguyên, thay ta chia sẻ trách nhiệm nặng nề, ngươi, có bằng lòng hay không? Thần vào nơi dầu sôi lửa bỏng, chết vạn lần không chối từ. Thao Thiết Yêu Thánh lúc này nhận lệnh. Cuồn cuộn thiên uy bên tai không dứt, cậy thế người, cái khác sáu thánh thuộc hạ dưới quyền giáo đổ giống vậy lựa chọn khuất phục. Tỳ Hưu Yêu Thánh dâng lên tộc quần trong đó quý báu nhất thần trượng, cung kính nói, thần Tỳ Hưu trước tiên tộc cung nghênh luân hồi chi chủ, dính luân hồi thánh quang, được vạn thế vinh xương. Trong ngày thường cao cao tại thượng, thanh tâm quả dục Tỳ Hưu Yêu Thánh lại vậy học biết liền nịnh hót. Cái này để cho hắn năm thánh vậy sợ ngây người, rối rít kịp phản ứng, móc ra chí bảo, hiến tặng cho Diệp Thần. Toàn Nghệ Yêu Thánh trần chờ chốc lát, vậy vẫn là lấy ra đồ. Vậy đạo lôi đình ngưng tụ hư ảnh, rốt cục thì không có thể lừa gạt được Thái Lôi Thần Tông. Luân hồi chi chủ, người không chạy thoát được. Thanh âm tức giận chấn động truyền ra. Huyền Minh nhị lão phát hiện có cái gì không đúng. Cửu Lôi Thần Tháp phong ấn đã giải trừ, vì sao Diệp Thần nhưng chậm chạp không ra. Đến khi cái thần ảnh kia lúc xuất hiện, bọn họ phát động tấn công, nhưng phát hiện không phải Diệp Thần. Hoặc là nói chỉ là Diệp Thần lưu lại một đạo tàn ảnh mà thôi. Chân chính Diệp Thần, đã tới chấn thần tháp trước, mưu toan giải khai phong ấn. Huyền Minh nhị lão thần sắc, soạt một tí liền biến. Chấn thần tháp hạ, phong ấn vạn cổ ma vật, còn có thần thánh lực lượng nguồn, làm sao có thể để cho hắn tùy tiện phá hoại. Ngươi tự tìm cái chết. Huyền lão nhất thời giận dữ, trong con ngươi của hắn hiện ra sát khí, lãnh khốc vô tình, gợn sóng phun trào. Một đạo sấm sét bàn tay lớn, ngang trời tới, trên đó còn quấn mọi thứ lực lượng cấm kỵ. Cuồn cuộn uy áp cuốn tới, vô số sấm sét đều dựng tại trong hư không. Vô số sấm sét lăn xuống, đem nơi đây hoàn toàn bao vây. Huyền lão thực lực đã bước chân vào thiên quân lão tổ tầng thứ, cho dù dõi mắt tất cả lớn cổ tộc nhân vật cầm quyền, cũng là số một số hai tồn tại. Hắn ra tay một cái, phong lôi phun trào, tựa như cấm kỵ hạ xuống. Diệp Thần ở vào chấn thần tháp bên bờ, nhìn về Huyền lão, nhất thời thần sắc nghiêm nghị. Đối phương thực lực cường đại đến không cách nào tưởng tượng, sợ rằng hắn tạm thời còn không cách nào tiếp. Diệp Thần thân hình cấp tốc lui về phía sau, giống như là nhanh như tia chớp mau lẹ, đảo mắt tới giữa, liền lui đến vân tiêu chỗ. Huyền lão nhất kích rơi vào khoảng không, nhưng hừ lạnh một tiếng, ngay tức thì vỗ ra hơn 10.000 trưởng, mỗi một trưởng cũng ẩn chứa sấm sét thần ấn. Thần lôi hóa vật, trời phạt cầu. Từng đạo cổ ấn tiếp liền lan tràn ra, bịch bịch tiếng nổ vang bên tai không dứt, Huyền lão nhìn như là ở qua loa đánh ra, nhưng trong thực tế nhưng rất có quy luật. Mấy chục ngàn đạo lôi ấn bành trướng sau đó, ở Diệp Thần trước sau chừng nối thành bốn chỗ cổ cầu, lôi quang tràn ngập, điện mang lóe lên, giống như bốn cái hàng dài quanh co ra, phong kín Diệp Thần tất cả đường đi. Diệp Thần muốn thoát khốn, lúc này có thể không chỉ có thể bằng vào lôi pháp lực lượng. Bát bộ phù đồ khí.
Diệp Thần xòe ra năm ngón tay, cong trưởng thành chộp, mỗi một đầu ngón tay cũng vang vang có lực, sắc bén tựa như nhận. Làm cái này năm ngón tay hung hăng đánh vào trong hư không lúc đó, mịn kẽ hở cấp tốc lan tràn, từng đạo kim quang bạo dũng ra, đem Diệp Thần toàn thân chìm ngập. Mà hắn sau lưng, nổi lên một tôn kim quang đại Phật. Đấu chiến thắng Phật, nguy nga, thực lực mạnh mẽ, là chư thiên thần Phật bên trong chiến đấu người điên. Đấu chiến thắng Phật chấp tay hành lễ, giống như tiếng chuông gõ, nhức mắt kim quang bốn tản ra, hết sức bành trướng. Rào 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 rào. Vậy mấy tòa lôi kiều tiếp xúc tới Phật quang sau đó, toàn bộ vỡ vụn. Bất quá Huyền lão cũng không có bị ảnh hưởng, ngược lại thì cùng tới đây mấy tên trưởng lão, gặp này chập chờn sau đó, bị càn quét ra, ngực sụp đổ, máu tươi ói như điên. Bất quá rất nhanh, Minh nữ chính là thả ra một tầng băng xương sấm sét, bao trùm bốn phía không gian, hình thành một mặt mặt tấm thuẫn. Minh nữ mặt mũi cùng tầm thường người phụ nữ cũng giống như nhau, nhưng người biết chuyện chính là biết được. Nàng năm nay đã rất lớn tuổi, chẳng qua là chú nhan hữu thuật, tài lộ vẻ được như vậy trẻ đẹp. Chỉ là gương mặt đó, giống như vạn cổ không đổi băng xương, vĩnh viễn đều là treo một loại diễn cảm. Chưa bao giờ người gặp qua nàng toàn lực ra tay, nhưng cứ nghe, hắn thực lực chân thật không có ở đây Huyền lão dưới. Diệp Thần cho dù là luân hồi khu, có cường đại huyết mạch, lại thêm lấy sấm sét phụ tá, nhưng cùng Huyền lão cường giả loại này giao thủ, vẫn là cảm thấy cố hết sức. Hai người ở mây sấm trong đó xuyên tới xuyên lui, đã qua trên trăm chiêu. Người phía dưới chỉ có thể thấy, vậy đám mây tiêu trong đó, lôi quang lóe lên, hơi thở kinh người, bọn họ liền nửa bước cũng không dám đến gần. Bất quá so với Diệp Thần tới, Huyền lão trong mắt kinh ngạc vẻ chính là càng ngày càng đậm. Hắn là đường đường thiên quân cường giả. Toàn bộ Thái Lôi Thần Tông trừ Tiền Nhậm Tông chủ ra, hắn là xứng đáng không thẹn người thứ nhất. Cho dù đối phương là luân hồi chi chủ, nhưng cũng không lớn lên. Thiên phú chắc tuyệt thì như thế nào? Rơi vào bên trong tay hắn, liền mặc hắn cầm nặn. Nhưng chân chính động tới tay, sự thật cũng không phải như vậy. Hiện tại, hắn cái này người thứ nhất liền ra trên trăm chiêu, đều không cách nào đồng phục một cái lần đầu rời nhà tranh tiểu tử. Tiểu tử này thủ đoạn nhiều vô số kể, cực kỳ quỷ dị, hàm chứa không thể địch nổi lực lượng. Huyền lão có thể chắc chắn, lại cho thằng nhóc này 10 năm thời gian, chư thiên vạn giới trẻ tuổi một đời, sợ rằng lại không hắn đối thủ. Huyền lão thậm chí có chút hối hận, ban đầu vì sao phải lợi dụng hắn đi làm vật hy sinh. Nếu là có thể thật tốt đối đãi, thành tâm đào tạo, có lẽ thật có thể bồi dưỡng ra một tên kinh thiên động địa nhân vật lớn. Vậy đến lúc đó, hắn há chẳng phải là cũng có thể cây lớn phía dưới tốt hóng mát. Nhưng sự thật đã như vậy. Không cách nào sửa đổi. Huyền lão cho tới bây giờ không phải là một người không quả quyết, dứt khoát một không làm hai không nghỉ. Cho dù ngươi là luân hồi chi chủ thì như thế nào? Hiện tại nhưng mà ở địa bàn ta. Ngút trời cuồng lôi. Huyền lão hét lớn một tiếng, như côn bằng dương cánh, bay lượn chín tầng trời, vậy đôi sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú Diệp Thần. Trên bầu trời, mây sấm lăn lộn, nồng nặc đến cực hạn lôi tương nghiêng vẩy xuống. Giống như là sóng thần như vậy, long trời lở đất, gào thét thành đoàn, đem Diệp Thần ở địa phương đó toàn bộ chìm ngập. Tên này thực lực chân thực quá kinh khủng. Diệp Thần cực nhanh lui về phía sau, chỉ có thể trốn một chút lại tránh. Cho dù hắn đối với lôi pháp cảm ngộ sâu hơn dày, thực lực trên cũng có căn bản chênh lệch. Như vậy chênh lệch, cũng không phải là chính là mấy đạo lôi pháp là có thể bù đắp. Diệp Thần vừa đánh vừa lui, đồng thời suy nghĩ thoát khốn phương pháp. Hắn bây giờ đã bại lộ thân phận, nếu như muốn lấy được lôi bia, sợ rằng được dùng thực lực thủ thắng. Nếu không lần sau lại tới, đem sẽ hoàn toàn không có cơ hội. Thằng nhóc, cầm ta lực lượng cho ngươi mượn một phần đi. Thuộc về luân hồi mộ địa ở giữa hoang lão, lúc này mở miệng nói. Ta ngươi vậy cầm lấy đi. Huyền Hàn Ngọc cũng là mở miệng. Hỗn độn lôi đế cùng hỗn độn viêm đế tiếp liền từ luân hồi mộ địa bên trong tỉnh lại. Muốn giúp Diệp Thần giúp một tay. Nhưng Diệp Thần lắc đầu một cái, cự tuyệt bọn họ ý tốt. Không, trừ hắn ra, còn có một tên cường giả đồng đẳng cấp, sợ rằng mượn các ngươi lực lượng, cũng không cách nào đánh lui bọn họ. Diệp Thần hết sức rõ ràng, đây chính là hai người thứ thiệt thiên quân lão tổ. Trừ bọn họ ra, còn có mấy tên trưởng lão, đã bước chân vào thiên quân lão tổ tầng thứ.
đánh lui một cái, còn có một cái khác. Cuồn cuộn không ngừng, cuối cùng hao hết đều là hắn lực lượng. Đối hắn mà nói, chạy trốn dễ dàng, nhưng nếu là muốn lần nữa đến gần chấn thần tháp, đem sẽ thành được vô cùng khó khăn. Mắt thấy một màn này, phía dưới người xem cuộc chiến đều là đổi được ngây người như phỗng, trố mắt nghẹn họng, tạm thời tới giữa, không biết nên nói cái gì. Một khắc trước Diệp Thần, còn đột phá tông môn ghi chép, bị phụng là thiên chi kiêu tử, tiền đồ vô lượng. Nhưng một khắc sau liền bại lộ thân phận chân thật, nguyên lai là luân hồi chi chủ lẻn vào tông môn, nhất định có mưu đồ khác. Chân hình vũ đứng ở trong đám người, khóe miệng nụ cười nâng lên, vẫn không có dừng lại. Hắn cực hận Diệp Thần, để cho hắn ngay trước mọi người bêu xấu, bị buộc lui cách, là hắn cho tới nay nguyện vọng. Hắn nguyện vọng đạt thành. Vì vậy làm Diệp Thần thân phận bại lộ, gặp gỡ đuổi giết sau đó, hắn liền nổi lên xem kịch vui tâm tư. Có thể chẳng biết tại sao, những cái người mới kia lựa chọn tin tưởng Diệp Thần. Khi bọn hắn bị chân hình vũ ngăn ở tầng thứ hai, tiến thối lưỡng nan lúc đó, là Diệp Thần kịp thời xuất hiện, bức lui kẻ địch. Cử động như vậy, cũng không phải là ai cũng có thể làm được. Nhưng rất hiển nhiên, bọn họ ý kiến không cách nào tả hữu chiến cuộc. Thái Lôi Thần Tông biết được Diệp Thần mục tiêu sau đó, như cũ hành động. Đại trưởng lão dẫn đội ngũ, phong tỏa chấn thần tháp, hơn nữa phái ra tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão, phong tỏa hai cái đường ra. Rất nhiều cao thủ điều động, đem nơi này vây được bí mật không ra gió, liền tầm thường mũi đều không cách nào tiến vào. Nhưng không có người chú ý tới, ở đó Thiên Lôi núi thần danh giới rừng rậm, có một đạo ánh mắt lạnh như băng, thẳng tắp nhìn về bên này, sau đó liền biến mất không gặp. Thái Lôi Thần Tông, đỉnh núi. Bành! Hai đạo vô cùng lôi lực, lần nữa phát sinh va chạm. Mà lần này, vậy đạo màu xanh đen lôi quang không có chịu đựng ở, bạo lui hơn 10.000 mét, đập mặc đất tầng, mấy chục dặm cổ mộc cũng chặn ngang gãy. Huyền lão một cước bước ra, nồng nặc sấm sét, thật sâu vùi lấp xuống dưới đất, giống như là hàn đao, sắc bén đến có thể khai thiên địa. Diệp Thần đành phải vận dụng luân hồi qua lại, không ngừng trốn tránh đối phương công kích. Hắn lớn có thể sử dụng ba đại thiên kiếm, hay hoặc là đại thiên trọng lâu trường. Nhưng lập tức liền bước lui huyền lão, còn có minh nữ. Đại trưởng lão vậy ở phía xa mắt lom lom. Làm như vậy pháp, chỉ sẽ để cho mình thể lực càng dây dưa càng nhanh, từ đó rơi vào khốn cảnh. Huyền lão tự nhiên vậy nhìn thấu Diệp Thần suy nghĩ trong lòng, lúc này hừ lạnh một tiếng, quát ngắn nói, muốn đến gần chấn thần tháp. Liền xem ngươi có bản lãnh kia hay không. Điên cuồng sấm sét, gầm thét ra, không thể địch nổi, hết sức nghiền ép. Huyền lão vận dụng trong nhà bản lãnh, to lớn sấm sét đầy trời chiếm cứ, sấm tia chớp vần quanh thành trụ, diễn sinh ra vô số sấm sét phi đao. Thủy tường dốc hết, sáng mờ vạn trượng. Đạo này sấm sét ngang nhiên rơi xuống, giống như thiên đạo quy luật, hóa là thật hình, phúc trạch mặt đất. Khoáng đạt khí tượng, giống như là cao nhất đỉnh cấp, tránh thoát từng tầng một quy tắc trói buộc, bùng nổ hơi thở, làm người ta xem thế là đủ rồi. Mà huyền lão cả người trên dưới lôi quang phân bố, lộ vẻ được thần thánh uy nghiêm. Giờ phút này hắn hóa thân là sấm sét chủ, khống chế thế gian mọi thứ lôi đạo, có tư cách ở cái này ở giữa thiên địa lưu danh sử xanh. Sấm sét cao như nhật nguyệt, điện mang hành vi như sao rơi. Vô số đạo sấm sét tí tách chảy qua, giống như kinh văn ngâm tụng. Huyền lão truyền thừa, đến từ thời đại thượng cổ một vị chính xác lôi đế. Vị kia lôi đế thi triển tuyệt chiêu lúc đó, giống như thần chi, thần thánh trói lọi hạ xuống thế gian, để cho địch nhân ở khen ngợi cùng sùng bái bên trong, mất đi tánh mạng. Mà lúc này huyền lão đúng là như vậy. Cường hãn như thế lôi lực, cơ hồ để cho Diệp Thần kế cận nghẹt thở. Hắn điên cuồng vận chuyển trong cơ thể luân hồi huyết mạch, hỗn độn thần lôi vậy đang điên cuồng ném xuống. Nhưng dù vậy, Diệp Thần cũng không cách nào đột phá tầng này cấm kỵ. Đáng ghét, tên này nơi phóng thích ra lôi quang hoàn toàn đem đường đi phong tỏa. Diệp Thần muốn nhúc nhích, nhưng phát hiện huyết dịch cả người giống như là bị đọng lại liền vậy, không có phản ứng chút nào. Hắn lúc này nếu như muốn chạy trốn, sợ rằng chỉ có vận dụng trong cơ thể hư bia. Thật chẳng lẽ buông tha sao? Diệp Thần có lòng không cam lòng. Hiện tại buông tha có thể không chỉ là lôi bia, còn có chấn thần tháp ở giữa hồng hoang yêu thánh, cùng với vậy mấy triệu cường đại yêu tộc. Diệp Thần đã gieo linh hồn dấu vết,
những cái kia yêu tộc thần phục sau đó là tuyệt đối không thể phản bội hắn. Nếu có thể đem thu phục, thành là thủ hạ mình vô địch yêu quân, tương lai có thể giúp hắn càn quét chư thiên. Tâm niệm chớp động lúc đó, vậy phiến sấm sét đã ầm ầm hạ xuống. Bây giờ nhìn lại, hai người trong đó chỉ có thể chọn một mà thôi. Hắn cắn răng, trong cơ thể hư bia đã dục dịch. Bất quá nhưng vào lúc này, bầu trời một tiếng vang thật lớn, tựa hồ là có sấm rền nổ tung. Cơ hồ tất cả mọi người đều ngưng động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời chỗ sâu. Vậy đạo lôi tiếng thật sự là quá mức kinh người, vạn trượng sấm sét lấp lánh tề hạ, cơ hồ phải đem nguyên phiến chân trời chiếm hết. Ta đây muốn thăm các ngươi ai dám động hắn. Một đạo nhu hòa thanh âm từ chân trời truyền tới, nhưng vang vang có lực, hiện ra hết bá đạo nghiêm nghị. Bành! Thiên lôi hạ xuống, cuồng rắn bay lượn, chạy thẳng tới Huyền lão đi. Huyền lão ánh mắt lóe lên chốc lát, vẫn là không có lựa chọn đón đỡ, mà là lui tới vạn dặm ra ngoài. Vậy lôi quang bên trong bao quanh một bóng người. Làm thần lôi tiêu tán, Huyền lão các người thấy rõ người kia diện mạo. Tại chỗ tất cả người, con người đều ác tàn nhẫn co giúp một cái. Hắn trên mình cũng có bạc lôi nhảy, hắn thân hình cao lớn, oai hùng phi phàm, mi mắt như kiếm. Vậy đôi rộng lớn bàn tay lại là dụ cho người nhìn chăm chú. Đôi tay này trưởng chính là hắn đồ sắc bén, cũng là hắn dựa vào thành danh tuyệt học. Chính là thần bí mất tích hơn nữa bị truyền rơi xuống tiền nhậm thái lôi điện chủ, Diệp Tụ Vinh. Làm sao, Huyền lão, thấy ta rất kinh ngạc sao? Thái lôi điện chủ cười mỉa nhìn hắn, nhưng trong mắt đã có cửu hận hội tụ. Đoạt vị thù, không đội trời chung. Hôm nay hắn chính là trở về đòi nợ. Còn lại trưởng lão vậy rối rít ngây ngẩn, trừ minh nữ sắc mặt, như cũ như hàn xương không thay đổi. Trong tông môn cái khác cao tầng, đều là sững sờ như vậy, chợt đổi được không dám tin. Tông chủ, không phải đã. Bọn họ giống như biến thành người câm vậy, hoàn toàn không dám tin tưởng. Thái lôi điện chủ nhìn về phía Huyền lão, nhàn nhạt nói, các ngươi nghe được tin tức, là ta tử trận đúng không? Ha ha, cái gì cái gọi là tử trận? Bất quá là Huyền Minh hai người bày ra âm mưu mà thôi, chính là muốn để ta táng thân tại bên ngoài, cuộc đời này đổi là du hồn dã quỷ, không được về lại tông môn. Lời này vừa nói ra, bốn chỗ đều kinh hãi. Đám người tuyệt đối không nghĩ tới, tông chủ chân chính nguyên nhân tử vong lại là hắn giết, mà không phải là độ kiếp thất bại. Những cái người mới kia đệ tử nghe được sửng sốt một chút. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua Diệp Tụ Vinh. Chỉ biết là Diệp Tụ Vinh ở độ kiếp lúc tử vong, Thái Thượng trưởng lão đoàn vì kỷ niệm hắn, còn ở quảng trường chỗ là hắn lập pho tượng. Nhưng vô luận như thế nào bọn họ cũng không nghĩ tới, Thái Lôi Điện chủ không chỉ có không có chết, hơn nữa còn từ trong nghịch cảnh giết trở về, rũ ra chân tướng, đưa tới đám người một phiến xôn xao. Lạnh nhất hiên tĩnh người không phải hắn, ngược lại là Huyền lão. Trải qua lúc ban đầu sau khi khiếp sợ, Huyền lão nheo cặp mắt lại, đánh giá Thái Lôi Điện chủ. Ngươi mặc dù còn sống, nhưng lôi lực căn nguyên đã bị lôi kiếp phá hoại được xong hết rồi, mặc dù có thể khôi phục thực lực, hoàn toàn là dựa vào một cổ cường đại ngoại lực chống đỡ. Huyền lão sấm sét mắt thần, đã từng qua dị hỏa rèn luyện, vì vậy có thể nhìn thấu Thái Lôi Điện chủ tình huống hôm nay. Thái Lôi Điện chủ thân thể đã mình đầy thương tích, liền khí hải cũng là bể cho thỏa đáng mấy múi, một hồi đen thui ngọn lửa quấn quanh thành tơ, duy trì khí hải vận chuyển. Nếu như cái này tơ ngọn lửa biến mất, Thái Lôi Điện chủ thể xác sẽ trực tiếp nổ lên. Mà vậy yếu ớt thần hồn cũng không phục tồn tại. Gặp một màn này, Huyền lão như chút được gánh nặng, chợt ánh mắt đổi được giọng mỉa mai, khinh thường. Người vóc người này thân thể còn có thể kiên trì được bao lâu? Trở lại tông môn, không là chịu chết là cái gì? Huyền lão hoàn toàn không quan tâm chân tướng như thế nào, hiện tại sự việc đã thành định cục. Hắn mới là Thái Lôi Thần Tông người nắm quyền cao nhất. Mạnh hiếp yếu, cho tới nay chưa từng đổi qua. Lời này vừa nói ra, lại là đưa tới sóng to gió lớn. Đám người tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay bọn họ Diệp Tụ Vinh, đã là kéo mệt mỏi khu. Loại trạng thái này đi tới Thái Lôi Thần Tông, đối mặt Huyền Minh nhị lão, chẳng lẽ sẽ không sợ hoàn toàn chết sao? Phải chăng chịu chết không phải ngươi định đoạt? Diệp Tụ Vinh xem thường. Khóe mắt hiện ra vẻ chế nhạo. Còn nữa, hắn chuyện, là ta gợi ý, các ngươi không muốn làm khó tại hắn. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Tụ Vinh nhìn cách đó không xa Diệp Thần.
hôm nay nếu không phải Diệp Thần bại lộ, hắn sẽ không dễ dàng xuất hiện. Có thể tình huống bây giờ khẩn cấp, không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Hắn sở dĩ trở về, trừ báo thù, còn có những thứ khác nguyên nhân. Nghe nói như vậy, Huyền lão quát lạnh, ha ha, ta Tốt điện chủ, xem ra ngươi đây là muốn hoàn toàn phản bội Thái Lôi Thần Tông, ngươi làm thật không biết hắn là luân hồi chi chủ. Một bộ giọng chất vấn khí, làm cho cả chung quanh khí thế đổi được vô cùng lạnh. Những người khác chỉ có thể xúc động Huyền lão không biết xấu hổ. Rõ ràng là hắn thiết kế hãm hại tông chủ, lúc này lại ngược lại một chậu nước giơ tát đến người bị hại trên mình. Chỉ gặp Huyền lão quanh thân, nhiệt độ ngay tức thì chợt giảm xuống. Những cái người mới kia, đang cảm thụ đến như vậy khí thế vô cùng cường đại, lại trình độ cao nhất đến lạnh như băng nhiệt độ, cũng ngay tức thì lui về phía sau. Liền Thái Lôi Thần Tông cao tầng, dù là phần lớn đều là thiên quân lão tổ cảnh giới. Cái loại này bỗng nhiên bộc phát ra tư thế, làm bọn họ đều có chút kinh hồn bạt vía. Diệp Tụ Vinh con người đông lại một cái, khinh thường nói, hôm nay ta chính là muốn mang hắn đi, còn như ân oán giữa ngươi và ta, đó lại là một khoản khác chương mục. Hắn biết rõ mình thân thể đã mình đầy thương tích, hôm nay có thể chạy tới nơi này, hắn đang toàn lực duy trì khí hải vận chuyển. Chỉ là cái này một chút ngọn lửa biến mất, như vậy hắn thể xác, đem sẽ hoàn toàn nổ lên. Ngay cả mình thần hồn, vậy sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Hoặc là nói hắn thần hồn vậy thuộc về nứt ra trạng thái, nếu như mạnh chống tổn thương thân thể để chiến đấu, đem sẽ chịu đựng rất lớn nguy hiểm. Huyền lão thấy vậy, lập tức quát mắng, ngươi coi là thật lấy làm cho này bên trong vẫn là ngươi đỉnh núi. Các vị trưởng lão, hiện tại nên là các ngươi thời điểm xuất thủ, hy vọng chớ có để cho chúng ta thất vọng. Hắn ánh mắt rét một cái, nhìn trong tông môn những cao tầng kia. Rất nhiều cao tầng lâm vào quấn quýt. Không dễ trả lời cần phải nhưng cũng không tiện cự tuyệt, dứt khoát trực tiếp tựa đầu chặn đi qua. Hai đảm nhiệm tông chủ đều ở đây này, bọn họ không cách nào lựa chọn. Bất kể là lựa chọn ai, ở đạo nghĩa trên vẫn là sau này tương lai trên, đều là một đạo sẽ ảnh hưởng tự thân tương lai đề mục. Vẫn cùng bọn họ nói thêm cái gì, trực tiếp lên đi, ngày hôm nay có một cái tính một cái, cũng được lưu lại. Minh nữ sắc mặt giống như hàn sương. Tựa hồ cũng không muốn nhiều lời nói nhảm. Huyền Minh nhị lão, lập tức đem bọn họ hoàn toàn vây lại. Vô tận sấm sét quy luật, đem trước mặt Diệp Tụ Vinh thật chặt bao vây, mà băng xương lôi pháp, hướng Diệp Thần khỏa mang theo đi, mưu toàn đem bọn họ hoàn toàn lưu lại. Sấm sét đan vào băng xương, giống như một bức lóa mắt đẹp băng thiên tuyết địa đồ, xen lẫn lập lòe sấm sét, toàn bộ bầu trời cũng đổi được âm tối lại. Ha ha, ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Kết quả là người nào muốn lưu lại hắn. Ngay tại lúc này, bầu trời phương xa, bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm vang dội. Một cổ đặc biệt thâm thúy hắc ám lực lượng, bỗng nhiên tiến vào những thứ này sấm sét băng xương bên trong, mơ hồ có thả đối kháng thế. Không biết lại là vị bằng hữu kia tới. Huyền lão trần chờ hồi lâu, vẫn là hướng chỗ kia bầu trời chắp tay, trơ cháo không cười nói. Nhưng hắn và minh nữ phối hợp thân mật kháng khít. Biết đối phương người tới không tốt, liền hai mắt nhìn nhau một cái, hai người lập tức kéo ra phòng ngự trận thế. Chỉ thấy được một tên áo bào đen nam tử, bỗng nhiên từ chân trời xuất hiện, chỉ thấy được hắn quanh thân lại là đặc biệt mịt mờ hắc ám quy luật, vậy một cổ như ẩn như hiện lực lượng, lại là tới từ Ma Tổ Vô Thiên. Cửu U Lực, không biết các hạ và Ma Tổ Vô Thiên là quan hệ như thế nào? Huyền lão sắc mặt rốt cuộc có chút biến hóa, người này như và Vô Thiên có chút liên lạc. Hôm nay sợ rằng không thể từ bỏ ý đồ. Ma Tổ Vô Thiên, đây chính là cực kỳ cường đại tồn tại. Không chỉ là ở một lãnh vực, mà là ở toàn bộ chư thiên vạn giới, cũng là tuyệt đối bá chủ. Người tới chính là Diệp Thần bạn tốt, Già Thiên Ma Đế. Hắn cùng Diệp Tụ Vinh cùng nhau, đuổi đến nơi này. Chỉ bất quá giờ phút này hắn cũng không có trả lời Huyền lão mà nói, mà là đi tới Diệp Thần bên người. Ngươi không có sao chứ? Già Thiên Ma Đế mặt không cảm giác, nhưng lời nói bên trong đều là nồng nặc quan tâm. Diệp Thần lắc đầu nói, không sao, ngươi làm sao tới. Ngươi khí tức trên người, là Ma Tổ Vô Thiên. Trước không cần phải để ý đến là ai, ta nếu là không tới nữa, sợ rằng ngươi hôm nay liền không thể rời. Diệp Thần gật đầu một cái, hắn biết Già Thiên Ma Đế trong lòng sẽ có cân đòn. Cái gì có thể làm, cái gì lại không thể làm.
hắn có thể so với mình rõ ràng hơn. Mọi người ở đây đều không khỏi được kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới cái này luân hồi chi chủ mạng giao thiệp như vậy rộng. Cái này tuấn tú người trung niên hẳn cùng ma tổ vô thiên có thiên ti vạn lũ quan hệ, hay hoặc là truyền nhân của hắn. Nếu thật sự là như thế, cái này chờ tin tức truyền đi, sợ rằng sẽ khiếp sợ chư thiên vạn giới. Dẫu sao ma tổ vô thiên dưới quyền, còn chưa từng có chân chính truyền nhân. Ma tổ vô thiên là nhân vật nào? Đó là liền bọn họ Huyền Minh nhị lão đều không thể đi trêu chọc tồn tại, cái loại này xưng bá chư thiên nhân vật, làm bọn họ trong lòng áp lực rất lớn. Thấy hai người lại coi thường mình, tượng đất còn có ba phần tức giận, Huyền lão sắc mặt không vui. Các hạ chẳng lẽ thật làm nơi này là nhà của mình? Cho dù thật và ma tổ vô thiên có chút liên quan, nhưng nơi này là ta Thái Lôi Thần Tông, muốn mang luân hồi chi chủ rời đi. Nhưng có hỏi qua ta ý kiến? Huyền lão giọng vô cùng bá đạo, không cho phép nghi ngờ. Thái Lôi Thần Tông lúc nào lại đến phiên ngươi làm chủ? Diệp Tụ Vinh sấm sét lực ngay tức thì ngưng tụ. Sau lưng nổi lên một đạo lôi quang hư ảnh, trên trán vậy hiện ra một cái sấm sét quy luật dấu vết. Sấm sét nơi chiếu sáng chỗ, tương đương vạn trượng ánh sáng, nhìn qua trước đó chưa từng có mênh mông. Làm sao, người cái này mình đầy thương tích khu, cũng muốn mưu toan tranh với ta đấu một phen. Huyền lão hơn nữa tức giận, hắn có thể giết đối phương lần đầu tiên, cũng có thể giết lần thứ hai. Lần đầu tiên là lén lút là âm mưu quỷ kế. Mà lần thứ hai trải qua như vậy dáng dấp ngày giờ, hắn đã có chắc chắn đem Diệp Tụ Vinh chém tại dưới quyền. Chỉ là liền hắn cũng không ngờ tới, đối phương lại sẽ trở về được nhanh như vậy. Có gì không thể? Hai đạo thân ảnh, ngay tức thì đụng vào nhau. Vào giờ khắc này, che khuất bầu trời, hai người chung quanh thiên địa, ngay tức thì tất cả loại tiếng sấm lần lượt thay nhau, vậy giống như thiên lôi chấn áp mặt đất uy áp, đè đám người phảng phất có chút không thở nổi. Mà vô tận thiên lôi, giống như sinh mạng linh thể, từ Diệp Tụ Vinh trên mình không ngừng đánh mất qua lại. Để cho chung quanh hắn thiên địa cũng đổi được không ngừng vặn vẹo, sấm sét hơi thở tiếng giống giận, trầm thấp lại vang khắp. Cái loại này tới từ sấm sét phương pháp lực lượng, nhất thời để cho Huyền lão sắc mặt biến đổi, con người bên trong, hiện ra vẻ kinh ngạc. Thật không nghĩ tới, người kéo như vậy đổ nát không chịu nổi thân thể, vẫn có thể sử dụng lực lượng lớn mạnh như vậy. Diệp Tụ Vinh cũng không trả lời, vào giờ khắc này, hắn tựa như hóa thân sấm sét. Đã đem toàn thân cao thấp tất cả lực lượng toàn bộ thúc dục, muốn trực tiếp đem đối phương hoàn toàn phá hủy. Huyền lão không cam lòng yếu thế, sau lưng sấm sét rực không ngừng biến hóa. Đó tựa hồ là một đạo chín màu lưu quang, hiện ra hết sấm sét thần uy. Hai bên nhìn như chênh lệch chừng mực, nhưng là khác biệt một trời. Diệp Tụ Vinh trong lòng rất rõ ràng. Đạo này uy áp sau này, mình đem sẽ đèn cạn dầu. Lấy còn như mình thần hồn, cũng sẽ hoàn toàn tiêu tán ở giữa trời đất. Có thể hắn hiện tại nhưng không được như vậy nhiều, giết chết trước mặt Huyền lão, đã là hắn chọn đời tâm nguyện. Giờ khắc này, ở giữa thiên địa mưa gió biến hóa, hai loại bất đồng sấm sét phương pháp, đang tiến hành không ngừng va chạm. Hai bên tạm thời tới giữa khó phân cao thấp. Một bên minh nữ, không nhịn được nhíu mày. Toàn lực duy trì mình thần hồn lực lượng, để cho mình thực lực trong thời gian ngắn đổi được tương đối mạnh mẽ. Diệp Tụ Vinh đã là đang toàn lực duy trì, có thể ngay cả là loại trạng huống này. Đã đạt tới thiên quân lão tổ Huyền lão, cũng là không chịu nổi gánh nặng, thậm chí sẽ người bị thương nặng. Mà hiện tại tông môn bên trong cái khác cao tầng thái độ còn không quá mức trong sáng, hắn hai người chúng ta không thể hy sinh quá nhiều. Minh nữ chợt đang chuẩn bị ra tay. Chỉ gặp Diệp Thần và Già Thiên Ma Đế, giống như hai đạo to lớn, yên tĩnh đứng lặng ở mình trước mặt, ánh mắt kia bên trong, đầy mang khinh thường. Nàng vậy trương như băng xương vậy lãnh đạm gương mặt, không buồn không vui. Làm sao, các ngươi muốn ngăn ta lại đường đi? Thấy cái này hai người cản đường, mình nữ ánh mắt hơi có vẻ không thích, nếu như không phải là Huyền lão tình huống khẩn cấp, nàng không ngại đem điều này cùng ma tổ vô thiên có liên quan người vậy lưu lại. Không cần băn khoăn, hôm nay bọn họ ba người cũng được lưu lại. Đang minh nữ đang lúc chủ trừ, cách đó không xa đang tại chiến đấu Huyền lão phân tâm nói, ánh mắt bên trong đều là oán độc, hôm nay quấy rối hắn tốt cục, sẽ không để cho ba người tốt hơn. Minh nữ hơi hàm thủ, ngay tức thì thúc giục sấm sét băng xương lực, vô tận sấm sét băng xương quy luật, ngay tức thì liền lan tràn ở toàn thân, một hồi ánh sáng chói mắt,
để cho tông môn bên trong cái khác cao tầng, đều không khỏi nhíu mày. Minh nữ thực lực lại mạnh lớn. Như vậy hiển hiện ra tin tức, làm bọn họ đều có chút không biết làm sao. Hôm nay chàng này lựa chọn, kết quả là thật là xấu xa. Bọn họ trong lòng, đã không có xác định câu trả lời. Xem ra hôm nay muốn đánh đau chó rớt xuống nước. Già thiên ma đế hướng Diệp thần nhìn, hắn biết rõ người này đạt tới thiên quân lão tổ cảnh giới, cho dù hắn và Diệp thần liên thủ, vậy không nhất định sẽ là đối thủ. Vô tận ma lực ngay tức thì thúc giục, tràn đầy quỷ dị. Những lực lượng này ngay tức thì hướng minh nữ bung ra, kinh khủng sấm sét băng xương quy luật, lại không cách nào đánh lui những thứ này ngút trời ma khí. Minh nữ trong mắt đều là hắc ám, mà trước mặt già thiên ma đế, tựa như đã hóa thân hắc ám, làm hoàn toàn dung nhập vào, liền nàng cũng không thể phân biệt thanh đối phương chân thân. Không hổ là và ma tổ vô thiên có liên quan nhân vật. Phù đồ thần tháp, bát bộ phù đồ khí. Diệp thần trực tiếp đem phù đồ thần tháp đập về phía xa xa minh nữ. Ở nơi này ngay tức thì, thúc giục ra bát bộ phù đồ khí, một tôn cổ xưa tượng Phật, sừng sững ở giữa thiên địa. Đầy mang vô hạn kim quang, vô cùng là chói mắt. Đáng ghét. Đứng ở đám người bên trong chân hình vũ, sắc mặt nhưng vô cùng khó khăn xem. Hắn cực hận Diệp thần, muốn để cho hắn ngay trước mọi người bêu xấu. Nguyên bản còn lấy làm cái này nguyện vọng có thể đạt thành, hắn cũng có xem kịch vui tâm tư. Có thể bây giờ nhìn lại, Diệp thần tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Kết quả lại còn có trước bao nhiêu thủ đoạn không có sử dụng được. Luân hồi chi chủ coi là thật cường đại như vậy. Những cái người mới kia, nhìn chung quanh đây thiên địa không ngừng biến ảo một màn này. Cũng không khỏi rơi vào trầm tư, loại trình độ này tỉ thí, có thể nói là cực kỳ xuất sắc. Liền bọn họ đều có chút chắc chắn không cho phép như vậy mạch lạc. Còn như tông môn bên trong cái khác cao tầng, càng là không cần nhiều lời. Diệp thần và già thiên ma đế, hai người tới giữa phối hợp tương đương thích hợp. Một công một thủ, liền minh nữ cũng không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Chỉ gặp lúc này minh nữ, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Vô tận băng xương ngay tức thì ngưng là thật thế chấp, đem những cái kia ngút trời ma khí ngay tức thì đông. Đến từ thiên quân lão tổ cấp bậc uy áp, ngay tức thì đáp xuống giả thiên ma đế trên mình. Giả thiên ma đế lập tức phát động cửu u ma công, từng luồng ma khí, từ hắn toàn thân thúc dục phát, đầy trời phân bố dưới, cưỡng ép đem những băng này xương chấn vỡ. Thời khắc này Diệp thần triệu hoán tượng Phật, vậy sừng sững ở trên trời thần Phật, chắp hai tay. Sau lưng vô tận kim quang lập lòe, hướng vậy đã hóa là thực chất băng xương lãnh vực, phát động hắn ngang nhiên kim chỉ công kích. Loại trình độ này cường hãn công kích, trong chốc lát làm hắn có chút không cách nào chừng. Ha ha, xem ra các người cái này hai tên còn có một chút bản lãnh. Minh nữ cười lạnh một tiếng, lôi đình pháp tác lực tiếp tục gia trì, hóa thành thiên lôi cuồn cuộn, bầu trời bên trong mây đen dày đặc, vậy vô tận sấm sét, giống như giọt mưa rơi xuống nhân gian, phân bố ở nơi này chút ngút trời ma khí dưới. Già thiên ma đế tạm thời không xem kỹ. Muốn ngăn trở cũng đã lại tới không đạt tới. Một hơi máu lạnh bỗng nhiên phun ra, hai bên lúc này mới giao thủ không lâu, lại đã rơi vào hạ phong. Chút tài mọn, nhìn cái này cùng ma tổ vô thiên có liên quan nhân vật, mấy chiêu mấy thức tới giữa liền bị mình đánh hộc máu. Minh nữ khóe miệng hiện ra vẻ khinh thường, ở trước mặt nàng, còn muốn mưu toan mang đi Diệp thần. Mà lúc này, vô tận kim chỉ công kích, đã hướng những băng xương kia lãnh vực xuất phát. Muốn cùng một tranh thư hùng. Minh nữ thong thả, sấm sét băng xương lẫn nhau lần lượt thay nhau, ở trước mặt hình thành một đạo có rực rỡ tươi đẹp màu xanh to lớn lưới sét. Làm những kim quang này công kích, đến trên người thời điểm, giống như đá chìm biển khơi. Căn bản không có tung lên bất kỳ gợn sóng nào, dù là cộng thêm phù đồ thần tháp không ngừng đập tới, như cũng không thể dung chuyển một chút nào. Mà một bên khác, Diệp Tụ Vinh và Huyền Lão tới giữa chiến đấu bất phân thắng phụ. Đây là Diệp Tụ Vinh toàn lực thúc giục trên người mình lực lượng, mới có thể vào Huyền Lão không phân cao thấp. Huyền Lão nội tâm lạnh như băng, hắn nguyên bản còn lấy làm tướng hắn hoàn toàn giết chết. Sau đó thuận lý thành chương cướp lấy toàn bộ Thái Lôi Thần Tông quyền hành, lại không nghĩ rằng đối phương lại vẫn còn sống. Mệnh cách quá cứng rắn, mà hiện tại, đây tựa hồ là đối phương trước khi lâm trung toát ra hoa mỹ lửa khói. Chỉ cần hắn chống hiện tại, như vậy Diệp Tụ Vinh muốn báo thù tâm nguyện.
đem sẽ như mộng bọt nước, hết thảy trở thành vô căn cứ, lại cũng sẽ không có khả năng thực hiện. Ngươi thật lấy là, ta chỉ có chút bản lãnh này sao? Hoặc giả là thấy được nội tâm hắn ý tưởng, Diệp Tụ Vinh không giận ngược lại cười, tiếp tục ra chỉ trước trên người mình lực lượng. Vậy một chút ngọn lửa, bỗng nhiên thiêu đốt càng cường đại hơn. Dù là có sấm sét mắt thần gia trì, hiện tại Huyền lão tựa hồ có chút không nhìn thấu đối phương. Đầy trời thần lôi. Diệp Tụ Vinh gầm thét một tiếng, quyền quyền đến thịt, mỗi một quyền cũng hàm chứa vô tận lôi đình lực. Đi đôi với vô cùng kinh khủng cương phong, lăng không bốc lên, hướng Huyền lão không ngừng công kích. Ở trên người, lại có thể nhìn ra từng luồng ngọn lửa sấm sét ánh sáng, ngọn lửa đi đôi với sấm sét, từ quả đấm phát ra, liền tựa như một cái bị ngọn lửa lôi quang chiếu sáng cự nhân. Vậy một loại hủy diệt hết thảy lực lượng, ngay tức thì liền đập vào Huyền lão trên mình. Cũng may chuyện hắn trước kịp chuẩn bị, tạm thời không cần lo lắng. Huyền lão thong thả, ngay tức thì khởi động cường đại phòng ngự cơ chế. Mỗi lần thi triển phòng ngự cơ chế, là có thể mượn dùng đến từ sấm sét lực lượng cường đại. Để cho sấm sét hóa là thật thế chấp, bảo vệ hắn tim. Hắn hôm nay, đã là đạt tới thiên quân lão tổ cảnh giới, tự nhiên không cần càng nhiều hơn sợ. Hắn tin chắc, chống nổi đoạn thời gian này, đến khi Diệp Tụ Vinh chân chính đèn cạn dầu. Lần này hắn nhất định sẽ không lại để cho đối phương có bất kỳ mạng sống cơ hội. Hỗn độn thần lôi. Diệp thần nhanh chóng thu hồi phù đồ thần tháp, này cùng lực lượng đối với minh nữ mà nói, đã không có tác dụng quá lớn. Thần lôi vừa ra, ngay tức thì không thể ngăn trở. Vậy muốn phá hủy hết thảy linh lực kinh khủng tư thế, đi đôi với Diệp thần bàn tay chậm rãi nâng lên. Chỉ gặp hắn tay hoàn toàn đã hóa thành lôi đình lực, đó tựa hồ là hơn nữa tinh thuần sấm sét lực lượng. Kèm theo ở hỗn độn bên trong, phá hủy hết thảy thần lôi. Đang lúc mọi người ánh mắt nhìn soi mói, phát ra từ từ thanh vang, hướng những băng xương kia lãnh vực, hóa thành một cái màu xanh cự long, như muốn hoàn toàn nhân diệt. Vô tận hỗn độn thần lôi, hướng phát ra băng xương lĩnh vực minh nữ không ngừng công kích, nguyên phiến thiên địa, đều là thấy đầy trời thần lôi xen lẫn băng xương gió bão, cùng với vô tận cửu u ma khí. Hỗn độn thần lôi hóa thành sấm sét mảnh vỡ, ầm ầm nổ tung, nhưng cửu u ma khí nhưng vẫn cứng. Thấy cái này nhìn như quỷ dị cực kỳ một màn, minh nữ không giận ngược lại cười. Chỉ thấy chung quanh nhất thời băng thiên tuyết địa, xương giá vạn dặm, mà chung quanh đây thiên địa, quy tắc cũng đổi được cực kỳ rối loạn. Liền liền cái này nguyên sơn môn, tựa hồ cũng là xuất hiện một màn ban trắng. Toàn bộ thế cục lộ vẻ được dị thường hỗn loạn, như vậy băng xương, chạy dài vô số bên trong. Vậy phảng phất chín tầng trời thần lôi to lớn uy mãnh lực lượng, ngược lại hướng Diệp thần chấn áp đi. Tựa hồ như muốn hoàn toàn chiếm đoạt trong đó. Làm những thứ này sấm sét lực lượng và băng xương lãnh vực ngưng tụ chung một chỗ, vậy vô số đạo lôi quang tạo thành lôi vực, giống như bị điên cuồng chọc giận cự long. Đổi được càng thêm cuồng bạo mãnh liệt, nhiệt độ chung quanh, đổi được càng thêm thấp. Mà giờ khắc này Diệp thần, chính là thong thả triệu hoán ra Long Uyên Thiên Kiếm. Nồng nặc huyết quang bay lên trời. Nhất thời có một cái to lớn huyết long chiếm cứ, lộ vẻ được tư thế oai hùng hiên ngang. Mà một bên Già Thiên Ma Đế, đồng dạng là hiện ra hết thần công. Liên quan cái này tất cả cường đại lực lượng, hơn nữa vô tận hắc ám, quanh quẩn ở minh nữ chung quanh. Cái này để cho minh nữ nhanh chóng xen lẫn ra một đạo lôi vực, hàm chứa băng xương quy luật, lạnh thấu xương gió lạnh, hoàn toàn thổi vang ở cái này đầy trời đỉnh núi. Giống như một cái băng xương đến mức cực kỳ cự long. Ở chỗ này phát ra trầm thấp tiếng rồng ngâm. Diệp thần thong thả, tập trung tinh thần, bạo phát ra cực kỳ cường hãn một kiếm thần uy. Long Uyên Thiên Kiếm, Thái Dương Xích Hoàng Trảm. Chỉ thấy được một vòng mặt trời gay gắt, ở trước mặt hắn chậm rãi bốc lên. Giống như là vạn trượng ánh sáng, lóng lánh vô cực. Đón vậy vô tận sấm sét băng xương quy luật bạo chém, mặt trời gay gắt tựa như ngang dọc vô địch, bước ngang qua mấy trăm dặm. Và những thứ này sấm sét băng xương quy luật, trong chốc lát lại hình thành đối kháng thế. Chỉ bất quá những thứ này sấm sét lực lượng, giống như là một cái gào khóc đòi ăn cự thú, ngay tức thì dương ra ngút trời miệng to. Trực tiếp đem vậy một vòng mặt trời gay gắt nuốt mất trong đó, hơn nữa ngay tức thì bị nghiền thành vô tận mảnh vỡ, biến mất vô ảnh vô tung. Diệp thần thấy không ổn, quả quyết lui ra. Nghĩ thầm lực lượng thật là đáng sợ. Như vậy khí thế,
nhất định chính là thế không thể đỡ. Minh nữ cười nhạt cực kỳ, cái này Diệp thần thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Lấy là học cái hai, ba chiêu đếm, hơn nữa một cái luân hồi chi chủ tên chữ, là có thể đem mình đánh bại sao? Cái này vô tận cuồng bạo sấm sét, sợ rằng khoảnh khắc tới giữa là có thể đem chìm ngập. Sau đó không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp khống chế vô số tán lạc sấm sét, thêm tạp trước băng xương lực, hướng Diệp thần cuộn sạch đi. Liền liền giả thiên ma đế, tạm thời tới giữa cũng không thể ngăn trở. Ngay tức thì chợt lui mấy trăm bước, sắc mặt vô cùng làm khó xem. Thời khắc này Diệp thần, chính là hai tay nhẹ nhàng huy động. Chỉ gặp hắn tay trái lộ ra, năm ngón tay mở ra, từng đạo chấn động hơi thở lộ ra ra, ngay tức thì hóa là chùm ánh sáng, vậy vô số sấm sét băng xương lực, tán lạc ở chung quanh hắn, ngay tức thì liền ngừng lại. Nguyên bản như vậy cáo kỉnh hung mãnh sấm sét băng xương, giờ phút này lại rơi xuống trên tay hắn. Cuồn cuộn như nước thủy triều, vô cùng là khôn khéo, mà hắn sau lưng, chính là một đạo đen thui ánh sáng đen. Kinh khủng linh hồn hơi thở, nhất thời bốn tản ra. Liền để cho ngươi kiến thức một tí chân chính hỗn độn thần lôi đi. Diệp thần nói nhỏ một tiếng, cái này vô số sấm sét toàn bộ bị hắn hỗn độn thần lôi áp chế. Trong chốc lát tinh thuần vô cùng sấm sét lực, từ băng xương bên trong phân giải ra. Minh nữ há hốc miệng ra, con người bên trong tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cùng lúc đó, chỉ thấy được Diệp thần quanh thân, thậm chí có mơ hồ lóe lên thế, đó lại là một kiện khí thế bàng bạc vô cùng sấm sét khôi giáp. Chỉ thấy được cái này hàng ngàn hàng vạn sấm sét rơi vào trên tay hắn sau đó, giống như là từng cái cuồng rắn, ở nơi đó qua loa bay múa. Diệp thần ánh mắt rét một cái, giơ tay lên trường, hơn nữa huy động Phật quang, một cái tát hướng minh nữ sấm sét lãnh vực, ngay tức thì vỗ xuống đi. Một trường này ngưng tụ ra quá nhiều lực lượng, nhất là luân hồi bá đạo lực lượng. Minh nữ quanh thân toàn bộ lôi vực, đều đang rối rít run rẩy, phát ra từng trận tiếng nổ. Nhưng hắn thời khắc này trạng thái cũng không phải là như vậy dễ chịu, chỉ gặp ở sấm sét băng xương vừa nóng vừa lạnh xen lẫn công kích dưới, coi như lấy hắn thân thể, trên mình vậy xuất hiện không ít vết thương. Dù là có lôi đình này khôi giáp rèn luyện, sắc mặt cũng là đổi được tương đối khó xem. Nhưng hắn biết, chỉ bằng hiện tại, sợ rằng đã không nhịn được. Bởi vì vào giờ khắc này, minh nữ triển hiện ra lực lượng càng cường đại hơn. Trực tiếp chiếu ngược hắn hoàn toàn nghiền ép. Diệp thần không nhịn được một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Ngươi như thế nào? Già thiên ma đế lo âu hỏi. Diệp thần lắc đầu một cái, đưa cho hắn một cái ánh mắt. Xem ra hắn vẫn không quá hết hy vọng, già thiên ma đế lập tức toàn lực thúc giục cửu U Ma Công. Sắc mặt ngay tức thì đổi được đỏ lên vô cùng, mà hắn thân thể cũng là hóa thành vô tận ngút trời ma khí, muốn tiếp tục cùng tiến hành dây dưa. Ha ha, nói hết rồi là chút tài mọn. Minh nữ trực tiếp giơ giơ ống tay áo, ngay tức thì đem những thứ này ma khí văng ra. Chỉ bất quá cửu u lực, đúng là vô cùng huyền diệu. Mà Diệp Tụ Vinh và Huyền lão bên kia, tạm thời khó phân cao thấp. Chỉ thấy được Diệp thần bàn tay nhẹ nhàng vung lên, tai nạn thiên kiếm lộ vẻ hiện ra. Tràn đầy tai nạn hơi thở, giống như cuộn sạch vạn vật thế, vô số kiếm khí, từ hắn trên mình bùng nổ. Thâm trầm lại sáng ngời màu sắc. Trực tiếp từ tai nạn thiên kiếm bên trong bung ra. Chỉ gặp hắn vẫy tay nhẹ nhàng chém tới, chữ thập hình đan chéo ngang dọc kiếm khí, tràn ngập ở giữa thiên địa. Khí thế tương đối hoảng sợ, kiếm quang lưu ảnh biến ảo, phảng phất có một cái tai nạn bao trùm rồng thần, liên quan than nhẹ gầm thét. Lại giống như một cái mới vừa tỉnh lại nóng nảy cự long, dường như muốn vỡ nát cái này thiên sơn vạn thủy. Minh nữ trước mặt sấm sét băng xương lãnh vực. Vào giờ khắc này cũng trở nên có chút lảo đảo muốn rơi xuống. Nàng cường lực lượng thúc đẩy ra trì, mà khi đó, một đạo nghiêm ngặt kiếm quang, giống như xuyên thấu vạn cổ thiên địa, trải qua thời gian và không gian tẩy, trực tiếp hướng nàng lãnh vực chạy tới. Lần này tai nạn thiên kiếm trong đó, kiếm quang đến mức, tất cả loại ngút trời năng lượng nườm nượp không ngừng. Hơn nữa những kiếm khí này vẫn có thể tùy ý biến hóa, giống như hồng quang vậy tươi đẹp. Giống như là một nơi màu máu mênh mông, loáng thoáng vẫn có thể nghe được rào tiếng nước chảy. Đây chính là tai nạn thiên kiếm mang tới, vô tận tai nạn dưới, những thứ này kiếm quang muốn phải nhanh cuộn sạch. Đem toàn bộ lãnh vực, chìm ngập trong đó. Ở nơi này trong nháy mắt,
liền liền minh nữ đều không khỏi được lui về sau một bước. Hắn thực lực lại khủng bố như vậy. Tông môn bên trong cái khác cao tầng, thấy một màn này, cũng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây là bọn họ chưa bao giờ nghe, không chút nào dự liệu đến. Làm sao sẽ phát sinh như vậy tình trạng, đơn giản là làm người ta khó tin. Ngày đó hắn chính là sử dụng qua một chiêu này, hôm nay lại có thể cưỡng ép tương đương minh nữ lãnh vực. Không hổ là luân hồi chi chủ, cũng khó trách sẽ lấy được thiên địa xem trọng. Tạm thời tới giữa, mảnh chiến trường này, lại là đổi được liền minh nữ cũng không làm gì được bọn họ. Mà bây giờ Huyền lão, ở Diệp Tụ Vinh lực lượng ra chỉ dưới, đã là từng bước lui về phía sau. Già Thiên Ma Đế trước khi chiêu thức, đều là dò xét, hắn tu luyện ma công sau đó, cũng không có được quá nhiều thực chiến cơ hội, hôm nay cũng là muốn mượn minh nữ tay rèn luyện một tí. Hiện đang chiến đấu tiến vào ác liệt giai đoạn, vậy hắn cũng không cần lại đóng giữ. Thần bia cần phải ở đó tòa tháp dưới đúng không? Người đi lấy bia, ta đi đối phó nàng. Già Thiên Ma Đế đối Diệp Thần nói. Diệp Thần trần chờ chốc lát, vẫn gật đầu một cái. Nếu bọn họ đã trả giá như thế nhiều, vậy thì nhất định phải đạt được cái kết quả. Già Thiên Ma Đế cảm ngộ cửu u hạt giống, huyễn hóa ra mấy trọng phân thân, coi như là tạm thời cản lại minh nữ. Mặc cho minh nữ hàn băng lôi khí xông lên soát hỗn loạn, cũng không cách nào kích phá vậy mấy đạo phân thân. Một bên khác, Diệp Thần chính là quỷ mị di động, tránh thoát những người đó vây trận, đi tới chấn thần tháp bên cạnh. Nguyện vọng thiên tinh. Hắn thi triển ra một tầng ánh sao, bảo vệ quanh thân, không để cho người khác công đi vào. Diệp Thần lấy được chìa khóa, chính là sắc phong là vương. Chỉ có đem thất đại hồng hoang yêu thánh toàn bộ sắc phong xong, mới có thể hoàn toàn giải khai nơi này phong ấn, lấy ra lôi bia. Diệp Thần thân hình nhanh chóng thoáng qua, định vào trong hư không. Hắn sắc mặt uy nghiêm, ở đó từ từ bay lên chấn thần tháp trước mặt, thả ra một phần luân hồi lực. Chấn thần tháp tựa hồ là được loại nào đó kích thích, ông minh rung động, trầm thấp tiếng vang, ở giữa đất trời này không ngừng vang vọng. Cái đầu tiên cúi đầu xưng thần, chính là Kỳ Lân yêu thánh. Ở nó phải làm sau đó, vô số ánh sáng rực rỡ tràn ngập người, hoàn thành lột xác. Một màn này có thể để cho những thứ khác hồng hoang yêu thánh xem được trong lòng nóng như lửa. Tỳ Hưu yêu thánh nghe lệnh. Diệp Thần miệng phun chân ngôn. Ngay tức thì có vạn trượng ánh sáng rực rỡ bao phủ. Hắn lấy được chìa khóa, hàm chứa nồng nặc thiên uy. Chân chính đại năng cường giả, có thể câu thông vũ trụ, ngang dọc vạn cổ, độc đoán năm tháng sông dài chảy hướng, liền liền đế hoàng, cũng không cách nào kháng cự vô địch cuồn cuộn thiên uy. Hồng Quân lão tổ đem một chút lực lượng ký thác hắn thân, vì vậy hắn có thể ở chấn thần tháp lũ yêu trước mặt lộ vẻ thắng. Thần ở, Tỳ Hưu yêu thánh biến ảo thành hình người. Quần áo trắng tung bay, khí chất xuất trần, lúc này không dám chậm trễ chút nào, nhanh chóng khom người, đợi nghe chỉ thị. Ta phong ngươi là luân hồi bảy thánh một trong, tên là Tỳ Hưu Đại Thánh, đời chấp lục đạo luân hồi một trong, phong là một vực chủ, trợ giúp Kỳ Lân yêu thánh bảo vệ hồng hoang, mong ngươi sống ở hồng hoang, trung thành với luân hồi. Diệp Thần quanh thân, có thần thánh quang chiếu rọi tách ra, rơi vào Tỳ Hưu yêu thánh đỉnh đầu. Tỳ Hưu yêu thánh nhất thời như thể hồ quán đỉnh, hơi thở chấn động, thuần trắng không rảnh dị tượng ánh sáng xông phá chân trời, thẳng để tinh không chỗ sâu. Đạo này ánh sáng sắc bén để cho mảnh thế giới này nhấc lên thao thiên ba lan, hơn nữa mượn này đi sâu vào liền hỗn độn căn nguyên. Cái khác mấy thánh, rối rít tinh thần chấn động, chúng mấy tên yêu thánh vừa mới bắt đầu lựa chọn yên lặng, chỉ là thuận theo Kỳ Lân yêu thánh nói mà thôi. Dẫu sao Kỳ Lân yêu thánh là hồng hoang bảy thánh đứng đầu. Thực lực là nhất, hơn nữa đã từng cùng Hồng Quân lão tổ có tiếp xúc qua. Nó nói, vẫn là có mấy phần độ có thể tin. Nhưng là sau đó, bọn họ là bị Diệp Thần thiên phú cùng thực lực nơi khuất phục. Có một loại vương giả cùng bẩm sinh tới, thô bạo bên lậu, căn bản không cần quá nhiều cố làm ra vẻ. Hơn nữa bọn họ là từ bên trong thấy được chạy khỏi chấn thần tháp hy vọng, cho nên từng cái tài đổi được hưng phấn không thôi. Đến hôm nay, thuần túy là bởi vì Diệp Thần thực lực, tài lựa chọn khuất phục, nhưng không ngờ tới Diệp Thần sắc phong liền Kỳ Lân yêu thánh sau đó, lại có thể dẫn dắt hỗn độn khí cơ, giúp Kỳ Lân yêu thánh tẩy kinh phạt tủy, từ đó đạt tới cảnh giới đột phá. Hai người yêu thánh hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Nói như vậy,
đây chẳng phải là ý nghĩa chúng cũng có thể hưởng thụ cùng điều kiện đãi ngộ. Nghĩ tới đây, hai người yêu thánh nhiều năm qua, tu luyện tới không hề bận tâm tâm cảnh lại có chập chờn. Chúng cho tới nay đều là cao cao tại thượng hồng hoang yêu thánh, là hồng hoang chúng sanh nơi ngưỡng mộ, có thể nói là vô địch tồn tại. Nhưng là sau đó hồng hoang hỗn loạn, lúc xưa đời chết, chúng cũng bị tháp này trấn áp. Còn lại mấy tên yêu thánh, cũng không xem toan nghệ yêu thánh như vậy như cũ cuồng vọng tự lớn. Chúng biết mình thời đại đã chết, sợ rằng nửa đời sau liền đem ở chỗ này trong tháp chấm dứt. Tuy có lòng không cam lòng, nhưng không thể làm gì. Hơn nữa lưu lại ở tháp này bên trong, thực lực hạ xuống 10 phần nhanh. Lại qua trên mấy chục ngàn năm, sợ rằng bọn chúng thần hồn cũng sẽ bị phai mờ. Chỉ có thể ở cô độc chờ đợi bên trong vắng lặng chết đi, đây mới là nhất để cho người tuyệt vọng địa phương. Vốn cho là tấn thăng vô vọng, nhưng mà không nghĩ tới, Diệp Thần chỉ dùng một đạo bổn nguyên lực lượng, liền để cho Kỳ Lân yêu thánh thành công đột phá. Không chỉ có khôi phục dĩ vãng thực lực, còn để cho thực lực gia tăng thật lớn. Cái loại này hiệu suất thật sự là quá dọa người. Hồi lâu, Tỳ Hưu yêu thánh hoàn thành tiên khí thể hồ quán đỉnh, nó bây giờ cách thiên địa yêu thú thần hồn hòa hợp cảnh giới càng gần một bước. Mấy triệu năm qua, chỉ có Hồng Quân tọa hạ bốn đại vương thú đạt tới cái cảnh giới kia, có thể nói Hồng Quân lão tổ bằng vào sức một mình, chế tạo bốn tên thống trị cấp thú vương, trấn áp hồng hoang, uy truyền bốn phương. Bọn họ thân là toàn nghệ yêu ma đệ tử, trong lòng đối sư tôn vô cùng kính ngưỡng, nhưng mà ở đó phần kính ngưỡng sau lưng, còn có đem vượt qua tâm tư. Hiện tại cơ hội sẽ đến. Lần này chúng không chỉ có thể thoát khốn, còn có thể để cho thực lực cao hơn một tầng. Hai người yêu thánh từ nói với anh Dũng, lựa chọn thần phục, trước tiên hoàn thành trước liền lôi lực cọ rửa. Hào hùng lôi lực rửa sạch yêu thú thân thể, tăng cường thần quyết đoán tính, củng cố thân xác, mà nhiều năm qua những ràng buộc vậy được đột phá, để cho mấy đại yêu thánh tâm cảnh, xuất hiện không cùng trình độ hỗn loạn. Nếu như chúng lần nữa đi đến thế giới hiện thật, sợ rằng như cũ có thể xưng vương xưng bá, lưu lại một đoạn bất hủ truyền thuyết. Đa tạ luân hồi chi chủ, từ nay về sau, chúng ta liền nghe lệnh của ngươi. Hai người yêu thánh cởi mở cười to. Thao thiết yêu thánh giãn ra gân cốt, cả người vô cùng thoải mái. Từ nay về sau hắn chính là luân hồi một thành viên, đặc biệt dốc sức tại Diệp Thần. Thằng nhóc này bằng chừng ấy tuổi, thì có kinh khủng như vậy thực lực cùng trầm ổn tâm cảnh, đa mưu túc trí, thật sự là không thể hơn được. Cho dù là năm đó Hồng Quân lão tổ, cũng không từng có như vậy tươi đẹp. Bọn chúng thời đại đã qua, có lẽ đi theo cái kế tiếp thời đại người hướng dẫn, mới là lựa chọn chính xác nhất. Lần này, ta tuyệt sẽ không, để cho người khiêu khích ta uy nghiêm, thao thiết yêu thánh ánh mắt lạnh như băng. Mấy đại yêu thánh tất cả đều thực lực mãnh dài, hồi tưởng lại chuyện năm đó, đều là ánh mắt lạnh như băng. Nếu không phải bởi vì bọn họ khi đó sơ sót khinh thường, cũng sẽ không lật thuyền trong mương, bị khốn đốn này mấy chục ngàn năm. Đến lúc đó đi ra ngoài, lại báo thù cũng không muộn, vậy mấy cái lão già kia hiện tại sợ rằng qua được đặc biệt dễ chịu. Nói đến chỗ này, liền gần đây nóng nảy ôn hòa Kỳ Lân yêu thánh, cũng không khỏi mục hiện lên lãnh sắc. Lúc này, trừ ra toàn nghệ yêu thánh ngoài ra, còn lại hồng hoang sáu thánh cũng đều đã lựa chọn thần phục, hơn nữa đón nhận lôi lực tẩy rửa. Các ngươi là lựa chọn thần phục, vẫn là chết. Diệp Thần thanh âm lạnh như băng vô tình, cuốn sạch thiên địa, đế hoàng âm rung động ông minh, toàn bộ trấn thần tháp kịch liệt lay động, thiếu chút nữa làm văng tung tóe. Hắn nơi nhằm vào là cả trấn thần tháp ở giữa yêu ma. Hiện tại hắn có thể không có ở đây từng cái tới thu phục. Người không phục, trực tiếp diệt. Diệp Thần không hề dự định lưu tình, nếu như nói mấy tên này như cũ không biết phải trái, hắn vậy không ngại động thủ. Dẫu sao già thiên ma đế bên kia không cách nào chống đỡ quá lâu, hắn cần phải mau sớm đuổi đi hỗ trợ. Việc đã đến nước này, trong tháp yêu ma nơi nào còn có dũng khí tiếp tục phản kháng. Hồng hoang mấy thánh cũng dẫn đầu dơ lên quy thuận cờ lớn. Chúng chẳng qua là thực lực nhỏ yếu bộ hạ mà thôi, nào dám phản kháng. Mấy đại yêu thánh bên trong, nhất là hốt hoảng vẫn là toan nghệ yêu thánh. Nó ở Diệp Thần tiến vào tầng thứ 9 lúc đó, liền muốn cầm hắn làm con cờ. Sau đó còn cách một phiến hư không, đối hắn ra tay. Lúc ấy, toan nghệ yêu thánh động chân chính sát ý. Ở nó trong mắt xem ra. Diệp Thần bất quá là một cái nhỏ yếu người tu luyện mà thôi,
cùng con kiến hôi cùng các loại, tùy thời có thể bóp chết. Sau đó nó mới hiểu Diệp Thần thân phận, có thể hối hận cũng đã không còn kịp rồi. Những cái kia yêu ma rối rít lựa chọn thần phục. Chấn thần tháp lần đầu xuất hiện đung đưa kịch liệt, giống như là sắp sụp đổ như vậy, lảo đảo lắc lư. Hỗn loạn không chịu nổi cảnh tượng, phân bố chu thiên. Làm vô số cuồng lưu tạo thành nước lũ hiển hiện ra, toàn bộ Thái Lôi Thần Tông người xem cuộc chiến, ánh mắt cũng nhìn thẳng. Được gọi là trấn áp thiên hạ mọi thứ yêu ma tà ma chấn thần tháp, lúc này lại xuất hiện dị động. Bọn họ không dám tưởng tượng, Diệp Thần thực lực rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, mới có thể bằng vào sức một mình giải khai phong ấn. Toàn nghệ yêu thánh suy đi nghĩ lại, trong lòng thì càng bất an. Gần đây kiêu ngạo nó, lúc này vậy hoảng hồn. Vì còn sống, vì giải thoát, thấp một lần đầu vậy không việc gì. Toàn nghệ yêu thánh hít sâu một hơi. Chúng ta, nguyện ý thần phục. Toàn nghệ yêu thánh sắc mặt chướng hồng, cứng rắn nín nửa ngày mới nói ra mấy chữ này. Bất quá thuộc về tinh không đỉnh Diệp Thần không có cho đáp lại. Hắn cũng không phải là cái mười phần nhớ thù người, nhưng cái này toàn nghệ yêu thánh, còn đắm chìm trong qua lại huy hoàng bên trong. Sau này có lẽ sẽ là cái mối họa. Ngươi đối với ta ra tay là một, ta không hề cùng ngươi so đo, để cho ta cùng ngươi ký kết khế ước, cũng có thể, nhưng thần hồn của ngươi trong đó, nhất định phải trồng ta một viên luân hồi hạt giống. Diệp Thần nhàn nhạt một câu nói, nhưng để cho toàn nghệ yêu thánh sắc mặt đổi được khá là quấn quýt. Rộng mở mình thần hồn, để cho người khác hồn loại tiến vào trong đó, đó chẳng khác nào ở đầu óc bên trong chôn viên bom hẹn giờ. Sống chết đều là điều khiển ở người khác trong tay. Toàn nghệ yêu thánh trước kia cũng là ngang dọc một phe đại yêu, hiện tại nhưng muốn ăn nhờ ở đậu, trong lòng không khỏi nén giận. Không chỉ là nó, liền nó dưới quyền bộ lạc yêu ma, vậy trở nên có chút phẫn uất. Chúng trong lòng tuy có tức giận, cũng không dám lộ ra. Ai để cho bọn chúng tự do cùng giải thoát, tất cả đều nắm ở Diệp Thần trong tay. Nếu như để cho Diệp Thần nhận ra được chúng nơi bộc lộ ra ngoài bất mãn cùng tức giận, sợ rằng một khắc sau, Diệp Thần liền sẽ đem chúng đá ra chấn thần tháp, hay hoặc là không mang đi, vĩnh lưu trong tháp. Vô luận vậy một loại tình huống, đều là chúng không muốn. Toàn nghệ yêu thánh vùng vẫy chốc lát, lấy giọng khẳng định gật đầu một cái. Được, ta đáp ứng ngươi. Diệp Thần cũng nói, yên tâm, chỉ cần ngươi không được phản bội chuyện, tuyệt đối an ổn không lo. Chuyện này kết sau đó, Diệp Thần phất tay áo đi, hắn ý thức trở lại bản thể trong đó. Hồng Hoang bảy thánh mỗi cái thực lực không tầm thường, toàn bộ hoàn thành thần phục sau đó, Diệp Thần liền nghe được, liên tục mấy tiếng lách cách vang động. Hắn nhất thời vẻ mặt chấn động một cái. Đây cũng là chấn thần tháp giải tỏa thanh âm. Diệp Thần thần thức trong đó, một tòa quang tháp chậm rãi thành hình. Cái này chấn thần tháp, đã trở thành hắn huyết mạch một phần chia. Thậm chí cái này chấn thần tháp có thể vẫn cùng khí thế tuyệt cảnh như nhau, trở thành loại nào đó lá bài tẩy. Bất quá trước mắt mà nói, khí thế tuyệt cảnh, vẫn là một đạo kinh khủng bom hẹn giờ. Dựa theo đạo thanh âm kia chỉ dẫn, mình phải đem sát thí đại đế lần nữa chấn áp hồi khí thế tuyệt cảnh. Bất quá dưới mắt, giải quyết nơi này sự việc mới là mấu chốt. Còn như khí thế tuyệt cảnh và sát thí đại đế, đi một bước xem một bước. Lên! Diệp Thần điều khiển chấn thần tháp, dẫn lũ yêu thoát khỏi. Già thiên ma đế đang cùng minh nữ kịch chiến, trong cơ thể hắn ma loại cho dù ngưng luyện đến nảy mầm trình độ, nhưng cuối cùng thực lực có hạn, lúc này đã rơi vào hoàn toàn hạ phong. Mà ở bên kia, Diệp Tụ Vinh cùng Huyền Lão cũng là đánh được không thể tách rời ra. Hai người ra tay một cái, chính là lôi chiêu mặt đối mặt, người tới ta đi, oanh bạo thiên địa. Mà đang ở ngắn ngủi này trong nửa canh giờ. Thái Lôi Thần Tông nội bộ vậy sinh ra biến hóa không nhỏ. Có người cho rằng tông chủ trở về, vậy bọn họ nên nghe đảm nhiệm tại trước một đời tông chủ, không được phản bội môn quy. Hơn nữa Huyền Lão danh không tránh, nói không thuận, còn sử dụng thủ đoạn âm hiểm xoán vị, càng không có tư cách đảm nhiệm tông chủ vị. Vì vậy Thái Lôi Thần Tông phân hóa thành hai phái, nhất phái chống đỡ Diệp Tụ Vinh, khác nhất phái chính là chống đỡ Huyền Lão. Vì thế, những cái kia Thái Lôi Thần Tông người dùm beng, rất nhanh liền biến thành nhiều người đối chiến. Tình cảnh hỗn loạn không chịu nổi, dị thường xốc xếch. Mà nhưng vào lúc này, oanh thanh âm ùng ùng rung động nguyên phiến mặt đất. Các ngươi mau xem, chấn thần tháp giải phong. Người kia thanh âm trong đó, tràn đầy nồng nặc khiếp sợ.
Bọn họ hoàn toàn không cách nào tin, tồn tại vạn năm chấn thần tháp, lại bị nhổ tận gốc, bay vào vân tiêu bên trong, giống như giơ lên trời trụ, thế chân vạc thiên địa. Xuất lĩnh đám người tuyến phong tỏa đường đại trưởng lão, nhất thời nóng nảy. Bàn tay hắn bên trong, lôi quang chợt hiện, thì phải vỗ về phía nhô lên chấn thần tháp. Mà sát thời gian, chấn thần tháp thả ra mãnh liệt ngăm đèn ánh sáng. Khí tức vô hình cuộn sạch mở ra, suối vàng phô triển, vô số cô hồn dã quỷ, tràn đầy không mục đích ở u minh giới trong đó dạo chơi. Chấn thần tháp bên trong phong tỏa chư thiên tà ác yêu ma, đã qua không thiếu cái vạn năm. Lúc này nhô lên, oán linh tụ tập, âm khí cường thịnh. Sấm sét trưởng không có vào âm khí trong đó, giống như châu đất xuống biển, một chút tin tức cũng không có. Đại trưởng lão thấy vậy, thần sắc vậy đột nhiên biến đổi. Không thể để cho bọn họ chạy, nếu không các ngươi tất cả mọi người đều chuẩn bị chôn theo. Đại trưởng lão là thật sự nổi giận. Vô luận như thế nào, hắn đều không thể để cho chấn thần tháp rời đi Thái Lôi Thần Tông. Từng luồng sấm sét ánh sáng từ hắn trên mình bung ra. Đại trưởng lão tóc bạch kim bay lượn, cả người giống như điên cuồng. Hắn thực lực, đứng sau Huyền Minh nhị lão. Nếu như bùng nổ, sợ rằng chấn thần tháp trên bao trùm u minh âm khí, đem sẽ tổn thất hơn phân nửa. Bất quá nhưng vào lúc này, đại trưởng lão nghe được một cái thanh âm. Người cháu trai, thật giống như thực lực chưa ra hình dáng gì. Đại trưởng lão thân thể đột nhiên hơi chậm lại, hắn quay đầu lại, chặt chẽ nhìn chằm chằm trong đám người một nơi. Hắn cháu trai chân hình vũ đang đứng ở đàng kia. Lúc này chân hình vũ, bị một cái mặt không cảm giác lãnh đạm bóng người cho nhẹ nhàng bắt được đầu lâu. Người mau thả hắn, nếu không ta và ngươi không xong. Đại trưởng lão thật là mau muốn điên. Vậy ngươi liền dừng tay, không muốn nhúng tay nữa chuyện này. Diệp thần lạnh lùng nói. Đại trưởng lão ánh mắt lóe lên, do dự bất định. Cuối cùng hắn vẫn là bất đắc dĩ thở dài, lui tới viễn không, không đi quản nữa chấn thần tháp. Diệp thần nhìn hắn lui về phía sau, sau đó vậy buông lỏng chân hình vũ, hóa thành lưu quang chui đi. Chân hình vũ trên trán tầng tầng mồ hôi lạnh còn không lau đi. Hắn thật sự là không nghĩ ra, Diệp thần là như thế nào đi vòng qua mình phía sau. Hắn tự nhiên không biết Diệp thần có linh nhi và hư bia. Hư bia lực lượng, tựa như là không gian mà sống, vô tận quy tắc. Lên! Diệp thần tròng mắt trong đó, màu máu tràn ngập. Bây giờ chấn thần tháp, còn chưa từng cùng hắn hòa làm một thể. Nhưng Huyền Minh nhị lão lúc này lại xem giống như điên, triển khai hung ác tấn công. Diệp Tụ Vinh bị đánh ổn định lui về phía sau, hắn vận dụng quá nhiều lực lượng cùng Huyền lão tiến hành dây dưa, đã chi nhiều hơn thu bộ phận thể lực, dần dần rơi vào hạ phong. Mà một bên khác, Già Thiên Ma Đế phân thân, vậy còn sót lại cuối cùng hai cái. Một đạo phân thân, một đạo bản thể. Hai người đồng thời thở hổn hển. Nhưng nếu là Minh Nữ đánh trúng chân thân, sợ rằng Già Thiên Ma Đế đem sẽ gặp phải trọng thương. Diệp thần còn đắm chìm trong chấn thần tháp cảm ngộ bên trong. Hắn mặc dù thu phục mấy vị hồng hoang yêu thánh, nhưng vì vậy đã tiêu hao hết khí lực, tạm thời không cách nào triệu hoán. Trong ngoài đường, đều đã bị người bao vây. Hơn nữa ở chỗ này trước, bọn họ còn cầm giữ nơi này hư không, để cho người chắp cánh khó thoát. Chúng ta chuẩn bị phá vòng vây, lâu dài lưu ở đất này, chỉ sẽ càng phát ra bất lợi. Diệp thần đối Già Thiên Ma Đế truyền âm nói. Đúng, ta cũng đang có ý đó. Già Thiên Ma Đế ngắm nhìn bốn phía, đang tìm yếu cửa đột phá. Mà ngay lúc này, một món ánh sáng nhạt ở Diệp thần trong mắt trong đó lóe lên, trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn dưới vào hai con ngươi, hết tầm mắt trông về phía xa, liền thấy vậy hộ tông đại trận bên bờ, được mở ra một nơi lỗ nhỏ. Mở ra động người hắn vậy biết. Chính là Diệp Tụ Vinh con trai, Diệp Thế Huy. Diệp Thế Huy bị làm con rối đỡ lên vị, trên thực tế trong tay cũng không bất kỳ quyền lợi. Hắn tu vi không tệ, năng lực vậy cao, nhưng đã trở thành trong tông môn nhân vật trầu rìa. Sấm sét lóe lên, nghiền ép mà qua, bạo liệt hơi thở tan biến, mà Diệp Tụ Vinh thân hình bay ra ngoài, hung hãn đập mặc một tòa hùng vĩ vách núi. Chúng ta đi. Thừa dịp khói tiêu tràn ngập lúc đó. Diệp thần cùng Già Thiên Ma Đế thật nhanh lên đường chạy tới Diệp Thế Uy nơi đó. Diệp Thế Uy đã hướng hắn khiến cho ánh mắt, để cho hắn từ bên kia đi ra ngoài. Đê dài ngàn dặm,
tan rã tại ổ kiến. Chỉ cần có một nơi cửa hang, Diệp Thần liền có thể lấy điểm phá mặt. Muốn đi, sợ rằng không đơn giản như vậy. Huyền Minh nhị lão, bùng nổ cuồn cuộn thiên uy. Hai người liên thủ, sấm sét bảo thuật điên cuồng lóe lên. Một đạo sấm sét sâu như vậy xuyên ra, giống như thiên phạt, hàm chứa hồng mông cổ xưa lực lượng. Diệp Thần vừa định xoay người triệu hoán màu máu bình phong che chở chặn, nhưng ngay lập tức tới giữa, một đạo hơi có vẻ thân ảnh già nua đã tới bọn họ trước mặt. Nơi này do ta để che, các ngươi đi mau, nếu như có thể, đem con trai ta mang đi. Diệp Tụ Vinh cũng không quay đầu lại phải nói. Một giây kế tiếp, nắm đấm của hắn giống như một vòng mặt trời gay gắt, sáng chói nổ lên, nóng rực lôi quang, giống như thiên nạn lụt khó khăn, đường cùng đánh vào. Cho dù là Huyền Minh nhị lão, cũng phải tránh lui một mét. Bởi vì Diệp Tụ Vinh nơi dùng đến bổn nguyên lực lượng chân thực quá mức dày đặc. Hắn đã không có tiếp tục còn sống ý định. Liều mạng như vậy, chính là muốn là Diệp Thần các người tranh thủ một ít thời gian. Ngay chớp mắt, Diệp Thần hai người liền vượt qua mười mấy ngọn núi khoảng cách, đi tới vậy bình phong che chở bên bờ. Diệp Thế Uy đang đứng ở cửa hang, chặt chẽ nhìn chằm chằm mình phụ thân chỗ ở phương hướng. Đôi mắt đỏ bừng, quả đấm nắm chặt, răng cắn được lạc băng vang. Ta muốn giết bọn họ. Diệp Thế Uy cắn răng nghiến lợi, vừa nói thì phải xông vào trong đó. Diệp Thần hai người, đem hắn cản lại. Đừng đi chịu chết, người phụ thân nhưng mà hy vọng ngươi còn sống. Hắn. Diệp Thế Uy lệ rơi đầy mặt. Hắn cùng ta cùng tới lúc đó, liền không có làm xong còn sống dự định, không đi nữa, vậy ngươi phụ thân liền chết vô ích. Già Thiên Ma Đế mạnh kéo Diệp Thế Uy cùng Diệp Thần hai người, từ cửa động kia trong đó mặc cách, chui ra hộ tông đại trận. Bành! Bọn họ mới ra tới không lâu, liền nghe được tiếng sau truyền đến chấn thiên hưởng kịch liệt tiếng nổ. Tiếng chấn động ngàn dặm, khủng bố tuyệt luân. Diệp Thế Uy thân thể run rẩy kịch liệt, nhưng hắn cố nén nước mắt, không quay đầu lại. Sau đó đi theo Diệp Thần hai người cùng nhau, xé ra hư không kẽ hở, tiến vào trong đó. Ta tuyệt sẽ không để cho phụ thân chết vô ích. Diệp Thế Uy lời nói vang vang, hàm chứa nồng nặc cừu hận. Như vậy cừu hận, thời gian không cách nào hóa giải, chỉ có dùng máu tươi mới có thể trừ. Diệp Thần cùng Già Thiên Ma Đế cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể thở dài, vỗ vai hắn một cái tỏ vẻ an ủi. Đại chiến sau này, hai người thực lực hao tổn khá lớn, vì vậy vận dụng hai lần hư bia, tài rời đi thiên lôi núi thần địa giới. Kế tiếp đường. Bọn họ muốn từ tàn tạ vũ trụ đi xuyên qua. Tích chứa trong đó trước hung hiểm, sợ rằng không phải chuyện đùa. Nhưng mà, còn không cùng bọn họ vượt qua vậy phiến lôi vực, phiền toái tới. Vây quanh ở trên trời lôi thần núi vùng lân cận lôi vực, bỗng nhiên lúc này bạo động lực, giống như là nhận được mệnh lệnh quân đội, có tính mục đích hướng Diệp Thần mấy người cuốn tới. Vô cùng vô tận lôi vực, nhất thời biến thành một phiến lôi tương cuồng biển. Mà bọn họ chính là xe mênh mông trên đại dương một chiếc thuyền con, đung đưa không chừng, đường đi cắt ra. Đây là chuyện gì? Diệp Thần vận dụng luân hồi huyết mạch, khôi phục trong cơ thể tiêu hao bộ phận, lấy ứng đối không biết nguy cơ. Già Thiên Ma Đế tựa hồ cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn lại, vậy vô tận lôi biển chỗ sâu nhất, bày một cái sấm sét đại lộ. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, mấy đạo vô cùng cuồng bạo lôi lực, xuyên qua biển sâu, trực kích mấy người. Từng trận mãnh liệt uy áp, hòa lẫn hỗn độn lực, chấn áp xuống tới. Phốc suy. Diệp Thần lấy huyết mạch là thuẫn, ngưng tụ sấm sét, hóa thành trường mâu, hướng lên trên bắn tới. Hắn ngăn ở trước nhất, thế nhưng sấm sét lực lượng quá mức khủng bố, đem hắn rất miễn cưỡng chấn động bay. Già Thiên Ma Đế cùng Diệp Thế Uy, cũng bị một món khác sấm sét trường mâu lật. Mấy người bóng người chật vật rơi xuống đất. Mà một người khác chính là như đế hoàng vậy hạ xuống. Là Huyền lão. Hắn hơi thở như cũ vô cùng khủng bố, hai tay chắp sau lưng, thân sắc lạnh như băng, áo khoác có chút tan vỡ, trên mặt văng tung tóe không thiếu vết máu. Nhưng như cũ khủng bố tuyệt luân. Các ngươi thật lấy vì mình có thể chạy thoát sao? Ha ha, quá mức hy vọng hảo Huyền, nơi này chính là Thái Lôi Thần Tông địa bàn, Thiên Lôi núi thần cho dù mênh mông rộng lớn, ta cũng có thể chính xác tìm được các ngươi tung tích. Huyền lão đầu ngón tay sấm sét không ngừng nhảy, ẩn chứa cực hạn ý định giết người mũi nhọn. Hắn chậm rãi di động ngón tay, chỉ hướng Diệp Thế Uy.
Người đáng chết kia phụ thân tự bạo bỏ mạng, để cho ta cũng bị thương, hôm nay ta liền muốn ở trên mình ngươi đòi lại. Trước thu thập ngươi, lại tới thu thập bọn họ hai cái. Rào rào. Chỉ là ở trong nháy mắt, hắn bóng người liền biến mất không gặp. Biến cố phát sinh, Diệp Thần trước nhất kịp phản ứng, kéo Diệp Thế Uy chợt lui. Một giây kế tiếp, bọn họ vị trí đứng liền xuất hiện một cái lỗ xoáy đen. Đó là lôi đình lực nơi đánh ra đi ra ngoài. Bành! Bành! Huyền lão không có dùng sấm sét triệu hoán, cũng không có sử dụng hóa hình thuật, mà là ở hai tay tới giữa ngưng tụ trưởng tâm lôi. Trưởng tâm lôi là trụ cột nhất lôi tu phương thức công kích, nhưng tu luyện tới trình độ cao nhất, vẫn có không thể so sánh lực sát thương. Huyền lão như vậy hành vi, thuần túy là vì cho hả giận. Hắn phải dùng trưởng tâm lôi, đem ba người sống sờ sờ chụp là thịt bể. Như vậy tới một cái, mới có thể rõ ràng mối hận trong lòng. Hắn tốc độ cực kỳ mau lẹ, giờ phút này thuộc về thiên quân lão tổ đáng sợ thân xác lực lượng bày ra. Mỗi vỗ xuống một trường, cũng do như núi cao nện xuống. Huyền lão thần sắc vô cùng lạnh lùng, ra tay nhưng càng ngày càng nặng. Diệp Thần một trái tim càng trầm càng thấp, thẳng đến rớt đến đáy cốc. Hắn luân hồi khu cố nhiên lợi hại, nhưng vậy không nhịn được cao cường như vậy độ đánh vào. Lại như vậy đi xuống, bỏ mình hồn diệt, chính là khuynh hướng tất nhiên. Ta để che hạ hắn, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Diệp Thế Uy cắn chặt hàm răng. Hai tay tụ lại chung một chỗ, kéo ra khỏi một cái sấm sét roi dài. Roi kia bỗng nhiên chém ra, nhưng là bị Huyền lão bắt được, tiếp theo mãnh lực kéo một cái, đem hắn đi về trước kéo đi, lại hung hăng một chân đạp ở Diệp Thế Uy trên mình. Diệp Thế Uy ngã ở lôi biển trong đó, cả người co quắp. Mà Huyền lão chính là ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn bọn họ. Ngày hôm nay ta liền để cho các ngươi ở từng quyền sấm sét dưới sự xung kích chết đi. Yên tâm, tuyệt sẽ không hơn đánh một quyền. Huyền lão xuất thủ lần nữa, cùng mọi người mở ra kịch chiến. Hắn tay bóp Diệp Thần cổ, đè hắn ngay tức thì bạo lui hơn 10.000 mét, tràn ra vô số lôi tương. Luân hồi chi chủ, hôm nay ta liền để cho ngươi trở thành phế nhân. Huyền lão dữ tợn cười một tiếng, hắn lần nữa ngưng tụ trưởng tâm lôi, mà lần này, hắn nơi nhắm chính xác mục tiêu vị trí là Diệp Thần khí hải. Diệp Thần hết sức vùng vẫy. Nhưng tạm thời không cách nào tránh thoát. Chẳng lẽ mình thật vất vả tu luyện thân xác, liền nếu như vậy bị hủy sao? Hắn có thể không cam lòng. Ngàn cân treo sợi tóc để gặp, một đạo kiếm ảnh nhanh như bôn lôi, từ hắn sau lưng qua lại tới. Nồng nặc ngọn lửa giống như phượng hoàng niết bàn, mở ra hai cánh, mãnh liệt đánh vào. Huyền lão vì né tránh cái này ngọn lửa nóng bỏng, chỉ có thể tạm lánh phong ba, buông tay ra lui về sau hơn ngàn bước. Mà vậy chỉ đỏ rực phượng hoàng, chính là dùng cánh che ở Diệp Thần, hắn lắc mình một cái, ngọn lửa thu thập, huyễn hóa thành một tên hồng bào cô gái hình dáng. Cái này trên người cô gái hồng bào chỉ là tung bay chốc lát, liền hóa là một bộ khôi giáp chiến y, sát thân thể, buộc vòng quanh hắn lồi lõm thích thú thon thả vóc người. Nàng đầu đội ngọc trâm, buộc thành đuôi ngựa, tay cầm một cán ngọn lửa súng trường, tư thế oai hùng hiên ngang, cả người mi mắt mười phần ác liệt. Muốn giết hắn, ngươi còn không hỏi qua ta đâu. Ngươi tới chính là Kỳ Tư Thanh. Tay nàng bên trong súng trường run một cái, lăng không mà rơi xuống, lấy thương là đao, gai tới nửa đường lúc đó, đột nhiên chém xuống, tan ra một đạo lửa cháy mạnh cuồng hoa. Mà vậy cuồng hoa xoay tròn lúc đó, diễn hóa thành chu tước hình dáng, dương cánh gáy vang, sôi trào gầm thét, dị thường tàn bạo bá đạo. Ở nơi này lôi vực ra, trừ mấy người bọn họ. Cũng có thái lôi thần tông người lục tục chạy tới. Nhìn người càng ngày càng nhiều, Diệp Thần nhíu mày. Như vậy thứ nhất bọn họ liền không tốt chạy khỏi. Hơn nữa Kỳ Tư Thanh lại là tại sao chạy tới chỗ này. Một người một ngựa, cực kỳ nguy hiểm. Ngươi là làm sao tới được nơi này? Diệp Thần lập tức hỏi. Kỳ Tư Thanh cũng không quay đầu lại, nàng lôi trong tay súng trường, dùng truyền âm nói, yên tâm, là Nhâm tiền bối để cho ta tới đây. Giúp các ngươi giúp một tay. Diệp Thần nhất thời bừng tỉnh. Nếu là Nhâm tiền bối tự mình giao phó, vậy nhất định lưu có hậu thủ. Luân hồi chi chủ, lại muốn một cái cô bé bảo vệ. Thua thiệt ngươi danh tiếng còn thổi được như vậy vang dội, lúc đầu cũng chỉ là một nhuyễn đản thôi. Huyền lão trong lòng tích úc, tự nhiên cao hứng không tới nơi nào, lúc nói chuyện cũng là châm chọc. Nghe lời này một cái,
Kỳ Tư Thanh nhất thời liền không vui. Cái gì gọi là cô gái nhỏ bảo vệ? Ngươi trước đánh thắng được ta rồi hãy nói. Huyền lão tuét miệng cười một tiếng, tiếp theo chắp hai tay, đột nhiên đẩy tới. Đoạn thời gian này tới nay, Kỳ Tư Thanh võ học căn cơ tiến bộ không thiếu, có thể tốt hơn cùng Chu Tước Lửa dung hợp với nhau, phát huy hắn lực lượng lớn nhất. Bất quá cùng Huyền lão đối chiến xuống, Kỳ Tư Thanh còn là bị chút tổn thương. Dẫu sao nàng thực lực xa kém hơn Huyền lão, như vậy kiên quyết đương đầu, định sẽ gặp bị cắn trả. Võ thần khu. Kỳ Tư Thanh cho gọi ra võ thần hư ảnh, cường đại nữ võ thần hóa thành pháp tướng, xuất hiện ở sau lưng, cùng Huyền lão tiến hành giao chiến. Mà Diệp thần chính là nhanh chóng ăn vào Kỳ Tư Thanh mang đến viên đan dược kia, vào miệng tan đi, theo cổ họng lưu đi toàn thân các nơi, hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Chỉ chốc lát sau, hắn liền khôi phục huyết mạch sôi trào lực lượng. Cái này giống nhau so bát quái thiên đan thuật và thiên tiên cá chép sao cũng phải có dùng, tất nhiên đến từ nhâm phi phàm. Để cho ta tới. Diệp thần kêu một câu. Kỳ Tư Thanh lau mép một cái vết máu, mặt đẹp có chút trắng bệch, hiển nhiên, nàng đụng phải đánh vào không hề nhỏ. Diệp thần đi ra hai bước, liền ngừng không nhúc nhích, cả người giống như pho tượng. Còn đối với mặt, Huyền lão đã ngưng tụ hai luồng khổng lồ trường tâm lôi, hướng Diệp thần đánh tới. Diệp thần tâm vô tạp niệm, chuyên chú một nơi, hắn trong mắt, tựa như chỉ còn lại có thiên địa này càn khôn. Thời gian cùng không gian, tướng hối xen lẫn, đi tới cái này một phiến hư không xó xỉnh. Làm không không lực lượng hạ xuống nơi này lúc đó, sấm chớp mưa bão giống như là đụng phải liền nặng côn đả kích như vậy, nhanh lên thoát đi. Huyền lão vậy bỗng nhiên ngừng thân hình, hắn cảm nhận được liền thanh kiếm kia lên lực lượng kinh khủng, ánh mắt không khỏi được híp một cái. Chỉ nước một kiếm này bình thường cực kỳ, bình thường, nhưng kiếm động lúc đó, hoành đẩy hết thảy trở ngại, đem toàn bộ lôi vực cắt là hai nửa. Huyền lão vội vàng lui về phía sau, hắn cũng không muốn đón đỡ một kiếm này. Đây là võ đạo cực hạn thể hiện, cùng bản thân tu vi không liên quan. Chỉ nước một kiếm, xuyên thấu càn khôn, đổ nghịch thời không, vô cùng mạnh mẽ. Cho dù là trong thế gian nhất là cao cấp cường giả, thấy chỉ nước một kiếm, cũng được tạm lánh mũi nhọn. Dĩ nhiên, vậy chỉ là ở thực lực chênh lệch cũng không quá lớn dưới tình huống. Nếu như chênh lệch quá lớn, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy võ học cảm ngộ cũng chỉ là hổ giấy. Bằng vào Diệp thần bây giờ thực lực, nơi sử ra chỉ nước một kiếm, có thể nói long trời lở đất, hàm chứa không không chung cực nghĩa sâu xa. Cho nên đầy trời sấm sét cũng bị dẫn động, cơ hồ là thoáng qua tới giữa, cái này phiến lôi ngục liền bị cắt một vết thương. Nghịch thiên cải mệnh, bất luận sống chết. Như vậy hung mãnh kiếm ý, bàn về ai cũng không tiếp nổi. Cho dù là Huyền lão, cũng không dám loạn tiếp. Kiếm vô hình quang xuyên qua lôi tầng, đi qua lúc chút nào không một tiếng động, nhưng sau lưng nhưng bộc phát ra vô cùng là uy áp cường đại. Không ít sấm sét tan thành mây khói, tiêu tán đi. Không chỉ là Huyền lão, liền minh nữ các người vậy lui về phía sau rất nhiều. Đầy trời kiếm quang bạo khởi lúc đó, Diệp thần chính là kéo giả thiên ma đế cùng Kỳ Tư Thanh, còn có Diệp Thế Uy, ở dưới sự che chở, tiến vào trong hư không, trốn chạy mảnh địa phương này. Hết thảy các thứ này tới được bất ngờ không kịp đề phòng, cơ hồ để cho người không có phản ứng thời gian. Đến khi kiếm quang có chút tiêu tán, bọn họ thân hình liền đã biến mất không gặp. Cho dù Huyền lão vận dụng theo dõi lôi pháp, cũng không cách nào bắt được mấy người tung tích, bọn họ đã rời đi cái này phiến loạn vực thời không. Đáng ghét, để cho mấy cái này xúc sinh trốn thoát. Hắn mười phần phiền muộn, lần này không có bắt được luân hồi chi chủ, sợ rằng lần sau lại muốn động thủ, sẽ rất khó. Ai có thể nghĩ tới luân hồi chi chủ, lại có thể giảo hoạt như vậy. Tên kia căn bản cũng không phải là muốn cùng hắn liều chết, mà là muốn mượn này không không có sức tính để cho hắn không dám đến gần, rồi sau đó ngay tức thì chạy trốn. Nhưng hắn lại là làm sao sức khôi phục khí. Theo lý mà nói, xuyên qua hư không, cần phải cần rất nhiều linh lực mới đúng. Hoặc giả là vậy đồ đỏ cô gái đoán được thời gian, trước tới cứu viện. Bất kể như thế nào suy đoán, Huyền lão cũng đã không có biện pháp, chỉ có thể trở lại tông môn, thu thập tàn cuộc. Chỉ có cùng hết thảy ổn định sau đó, lại nghĩ biện pháp tìm luân hồi chi chủ tung tích. Diệp thần mang bọn họ xuyên qua tầng này tầng hư không, trở lại Bắc Mãng tổ địa.
làm bước lên mê huyễn quần đảo một khắc kia, Diệp Thần coi như là hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Chuyến này tu luyện tại hắn mà nói, quả thật thu được ích lợi không cạn, nhưng vậy nguy hiểm trùng trùng. Diệp Thần trở lại giường nhỏ, ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Hắn hiện tại cần một người vô cùng hắn yêu chất tu luyện hoàn cảnh, tới khép lại trong cơ thể sấm sét vết thương. Bắc Mãng tổ địa trong đó, có một nơi lưu ly thần cung. Toàn bộ cung điện do vũ trụ mạch mỏ chỗ sâu tinh thạch chế tạo mà thành, đông ấm hạ mát, tản ra óng ánh chói lọi, lại có để dành thiên địa linh lực đặc thù chức năng. Một khối này khu vực, hư không mê loạn, đồng thời vậy ẩn chứa phong phú vật chất tài nguyên. Tinh thạch thì là một cái trong số đó. Diệp Thần ngồi ở lưu ly cung nán lại 3 ngày 3 đêm, cuối cùng là đem mình thương thế bên trong cơ thể phục hồi như cũ. Làm hắn xuất quan lúc đó, Nhâm Phi Phàm đã ở trong lương đình chờ. Chuyến này đi trước hao phí không ít thời gian, thu hoạch như thế nào? Nhâm Phi Phàm ngồi ở trên ghế, hắn vĩnh viễn là mãi mãi không đổi anh tuấn công tử hình dáng, mặc một bộ bạch bào, ống tay áo mang theo một món lưu vân ký hiệu. Nếu như nhìn kỹ lại, thì sẽ phát hiện Nhâm Phi Phàm cũng không có ngồi ở trên ghế, hắn cùng cái ghế còn có nửa chỉ khoảng cách. Vì vậy Diệp Thần liền đem khoảng thời gian này thu hoạch, nói cho Nhâm Phi Phàm nghe. Nhâm Phi Phàm nghe giải thích, bên là gật đầu, thần sắc sửng dưng. Diệp Thần chủ yếu nói vật tổng cộng có khác biệt. Thứ nhất dạng chính là thánh lôi biển trong đó, năm đó hỗn độn lôi đế lưu lại di vật. Âu, hỗn độn sơ khai thời kỳ, vậy đó là thuộc về thiên địa căn nguyên vật, ngươi nếu là có thể đạt được, liền cũng có thể chứng minh, người vận khí là cực tốt. Nhâm Phi Phàm du lịch vũ trụ nhiều năm, tự nhiên kiến thức rộng. Theo như hắn nói, hỗn độn sơ khai niên đại, khoảng cách lúc này đã vô cùng là xa xôi, muốn tìm được hoàn chỉnh vật kiện, đều vô cùng không dễ. Dù là chỉ là một quyển bí tịch, đều cần khí vận mới được. Cái thời đại kia còn sót lại vật, phần lớn đã biến mất ở lịch sử bụi bặm bên trong. Nhâm Phi Phàm lộ ra một chút thần hồn, tiến vào Diệp Thần khí hải bên trong, xác nhận vậy tơ hỗn độn thần lôi thân phận. Đạo này hỗn độn thần lôi nếu là có thể trưởng thành tới trạng thái tột cùng, sẽ thành là bên cạnh ngươi một lớn trợ lực, thậm chí có thể hóa hình ra, tương lai ngưng tụ thành thật thể hỗn độn lôi long. Hỗn độn lôi long. Diệp Thần nghi ngờ trong nháy mắt, tức giống như là nhớ ra cái gì đó, không khỏi được kinh ngạc. Nhâm tiền bối nói hỗn độn lôi long, là hoang cổ trước khi bá chủ long tộc sao? Nhâm Phi Phàm cười gật đầu, đúng, ở Hồng Quân tọa hạ 4 lớn thú vương xuất hiện trước, hỗn độn lôi long vẫn là bá chủ cấp yêu thú khác, có thể cùng nhân loại tu sĩ ngồi ngang hàng. Chỉ là đáng tiếc sau đó, theo biến đổi, thời đại hồng hoang tồi tệ hoàn cảnh, cho hỗn độn lôi long nhất tộc tạo thành mãnh liệt đánh vào. Cho nên mới sẽ từng năm giảm thiểu, cuối cùng thẳng đến biến mất. Diệp Thần chợt cảm thấy có chút thương tiếc. Nếu như hỗn độn lôi long nhất tộc có thể còn sống sót, sợ rằng cùng bầu trời rồng thần là một cấp bậc. Trừ cái này ra, Nhâm Phi Phàm còn nhắc nhở, hỗn độn thần lôi nơi tạo ra hỗn độn lôi long, hoặc giả là trong đó thủy tổ. Dẫu sao cái này đạo lôi đình, là khai thiên tích địa lúc cũng đã có. Diệp Thần nói thứ hai kiểu đồ, chính là chấn thần tháp. Cũng bị mọi người gọi làm chấn yêu tháp. Hắn lẻn vào Thái Lôi Thần Tông, mục đích chủ yếu là vì lấy được lôi bia, hoàn thành luân hồi huyết mạch thăng cấp. Sau đó không nghĩ tới, đem toàn bộ chấn thần tháp cũng cho trở tới. Mà ở chấn thần tháp trong phạm vi, thì là có một ít thứ. Lôi bia liền treo tại chấn thần tháp trên vách tường, mà vậy đạo cửu U Ma Lôi, tựa hồ tích trữ tại chấn thần tháp bên trong, bình thường mắt thường không cách nào phát hiện. Âu, Hồng Hoang 7 Thánh. Đó là thời kỳ hồng hoang cấp yêu thánh, mặc dù không coi là rất mạnh, nhưng cũng là vô cùng là không kém, thằng nhóc ngươi đi một chuyến, lại mang về khác biệt bảo vật cao cấp, vận khí cũng không tệ lắm. Nhâm Phi Phàm cười nói, Diệp Thần đạt được càng nhiều, thực lực càng mạnh, hắn cũng càng cao hứng. Diệp Thần nói, Nhâm tiền bối, cái này hồng hoang yêu thú vào năm đó là dạng gì tồn tại? Nhâm Phi Phàm nói, theo ta biết, năm đó hồng hoang yêu thú chính là một đại tộc. Hơn nữa cùng nhân tộc lâu dài có hợp tác, cho nên quan hệ không tệ. Diệp Thần nói, vậy Hồng Hoang 7 Thánh là cấp bậc gì? Nhâm Phi Phàm nói, đứng sau Hồng Quân tọa hạ 4 lớn thú vương, bất quá Hồng Hoang 7 Thánh cuối cùng nhưng là bị một cái nhỏ địa tinh lừa, chuyện này còn truyền xuống, trở thành kỳ văn dị sự. Âu, nói từ chỗ nào? Diệp Thần nhất thời có tâm tò mò.
Lúc đầu năm đó Hồng Hoang Bảy Thánh cũng không phải là bởi vì yêu thắng liệt thái mà sàng lọc, mà là gặp phải một cái địa tinh lừa dối. Vậy chỉ địa tinh thuật lừa gạt vô cùng là cao siêu, thậm chí liền Hồng Quân Lão Tổ cũng thiếu chút nữa bị hắn lừa gạt. Địa tinh đem Hồng Hoang Bảy Thánh bán ra sau đó, được một nhóm lớn tuyệt cao bảo vật, từ nay về sau liền không gặp bóng dáng. Bấm ngón tay tính toán, khoảng cách hiện tại sợ rằng đã qua mấy trăm ngàn cái năm đầu. Lấy địa tinh tuổi thọ tới xem, vậy tên lường gạt sợ rằng đã sớm chôn cất yên nghỉ. Diệp Thần không để ý nữa những thứ này, mà là đem Già Thiên Ma Đế kêu tới, từ trong tháp lấy ra tòa kia thần bia. Dưới đáy tháp chân áp, chính là vậy một món đen thui ma khí, lúc này còn tản ra mênh mông lực lượng. Khối kia thần bia thu nhỏ lại sau đó, liền chỉ có một tấm lệnh bài số đo, nhưng lấy tay nhỏ sờ, vẫn có thể cảm giác được trên đó khắc vẽ nham thạch đường vân. Những văn lộ kia có một cái tuyến, quanh co khúc khuỷu, nối thẳng hướng chỗ cao nhất. Đưa tay bao trùm trên đó, nhắm lại tâm thần, trong đầu liền có thể thể nghiệm đến trong đó bộ phận cảnh tượng. Mà Diệp Thần tiếp theo, chính là phải giúp Già Thiên Ma Đế hấp thu vậy đạo cửu U Ma Lôi. Hai người tìm được một phiến rộng rãi bình nguyên, Già Thiên Ma Đế vận dụng thuật pháp kết hợp Diệp Thần triệu hoán ra vậy một món cửu U Ma Lôi. Ma Lôi giống như một chút khói đen, bồng bềnh không chừng, hoàn toàn không nhìn ra nửa phần uy lực tới. Nhưng ngay tại Ma Lôi tiếp xúc tới mặt ngoài thân thể ở một chớp mắt kia. Phảng phất có một nơi hư thần giới, bàng bạc vô biên, bát ngát xa xưa. Không phải âm tào địa phủ, cũng không phải suối vàng, cùng chúng như nhau ám trầm âm u, nhưng địa ngục nhưng bát ngát liền vô số lần. Đơn giản hấp thu này lôi sau đó, Già Thiên Ma Đế liền đứng dậy cáo từ. Hắn còn cần tiến hơn một bước, tương kỳ luyện hóa, đây là chỗ mấu chốt. Diệp Thần dĩ nhiên biết hắn muốn đi đâu, nhưng cái này là Già Thiên Ma Đế mình lựa chọn, hắn không có quyền can thiệp. Vậy đoàn cửu U Ma Lôi, giống như là một con cá chết vậy, động cũng không động, nằm ở Già Thiên Ma Đế đầu vai, hoàn toàn không có trong truyền thuyết như vậy xuyên thủng thiên địa giang hải tình thế. Tựa như đang đợi sau cùng thẩm phán. Già Thiên Ma Đế đi liền sau đó, Diệp Thần lại gọi tới Kỳ Tư Thanh. Hắn dự định đem vạn vật mẫu kiếm quyết sự việc nói cho Kỳ Tư Thanh, dẫu sao Kỳ Tư Thanh thừa kế Huyền Cơ Nguyệt vận mệnh chủ, hẳn chấp trưởng một nửa kia vạn vật mẫu kiếm quyết, nhưng còn thiếu một cái người dẫn đường, một khi Kỳ Tư Thanh hoàn toàn chấp trưởng vậy một nửa vạn vật mẫu kiếm quyết, cũng có thể để cho nàng có cùng mình song kiếm hợp bích năng lực. Kỳ Tư Thanh nghe xong, khá có chút kinh ngạc, nàng tuy gặp qua rất nhiều cảnh đời, nhưng chín tầng trời thần thuật có thể cũng không phải là vật phàm. Chỉ có đứng ở chóp đỉnh nhất những người này mới có thể sử dụng. Bất quá nàng đang không ngừng dung hợp vận mệnh đứng đầu thời điểm, nhưng là phát hiện vạn vật mẫu kiếm quyết. Nàng đã thử chấp trưởng, nhưng vạn vật mẫu kiếm quyết bề ngoài bao quanh một đạo cực kỳ tối tăm phù văn gõ, không cách nào mở ra. Diệp Thần đóng chặt hai tròng mắt, một chỉ điểm ra, hắn đưa tới mình vậy một nửa vạn vật mẫu kiếm quyết, ngay tức thì hóa là một đạo quang, xuyên thấu Kỳ Tư Thanh thân thể. Ở một mảnh hư vô mờ mịt không gian bên trong, Diệp Thần vậy một nửa vạn vật mẫu kiếm quyết chạm tới vậy tối tăm phù văn bao gồm một nửa kia. Ngay tức thì biến dạng phù văn, một đạo sáng chói ánh sáng chiếu sáng cái này mảnh không gian. Mà Kỳ Tư Thanh ấn đường vậy xuất hiện một đạo chữ viết cổ xưa, chữ viết biến mất, Kỳ Tư Thanh bên người vây quanh một chuôi ánh sáng nhàn nhạt kiếm nhỏ. Chính là một nửa kia vạn vật mẫu kiếm quyết. Nguyện vọng thiên tinh. Sau đó, Diệp Thần liền triệu hoán ra nguyện vọng thiên tinh, bảo vệ Kỳ Tư Thanh, để cho hắn bắt đầu từ từ luyện hóa. Dung luyện bảo vật, thủy chung là một chuyện cá nhân. Được, ngươi yên tâm, ta sẽ tương kỳ luyện hóa. Kỳ Tư Thanh cười nói. Diệp Thần thả trò chuyện mấy câu sau đó, liền đi ra động phủ, hắn đi tới một nơi bằng phẳng đất trống trải, bàn tay lộn một cái, tòa kia chấn thần tháp liền xuất hiện ở trong đó. Đi ra đi. Diệp Thần nhất thời hô. Ước chừng qua ba hơi thở thời gian, tòa kia chấn thần tháp lầu một cửa, chậm rãi lóe lên, một tên người khoác áo dài trắng người đàn ông trung niên dẫn đầu bước ra. Hắn chính là Hồng Hoang Bảy Thánh đứng đầu, Kỳ Lân Yêu Thánh. Lúc này Kỳ Lân Yêu Thánh đã thoát khỏi trói buộc, được lần nữa hô hấp chư thiên vạn đất linh khí. Bái kiến chủ thượng. Kỳ Lân Yêu Thánh sau khi đi ra, đi liền lễ nói. Hắn đã có rất nhiều năm chưa từng gặp qua chấn thần tháp bên ngoài thế giới. Không cần đa lễ. Diệp Thần khẽ mỉm cười. Ngay sau đó, Tỳ Hưu Yêu Thánh vậy đi ra.
Bọn họ hai người là sớm nhất tiếp nhận truyền thừa, mở ra lôi quang tẩy rửa yêu thánh, vì vậy đạt được lôi lực phúc trạch cũng chỉ càng nhiều. Hơn nữa bọn họ thực lực vậy khôi phục 7-8 thành, tuy nói bản thể hiện tại còn bị khốn tại chấn thần tháp bên trong, nhưng đã có thể đi ra tự do đi đi lại lại. Vì vậy đối với bọn họ mà nói, lúc này không hề coi là trói buộc. Chấn thần tháp phong ấn còn chưa hoàn toàn mở ra, vì vậy Diệp Thần còn được cẩn thận nghiên cứu. Tiếp theo chính là hắn cảnh quan trọng. Lôi bia. Từ thu thập luân hồi huyền bi tới nay, Diệp Thần đã có rất nhiều huyền bia, cùng trong cơ thể thần mạch chung nhau sử dụng, có thể bộc phát ra cực kỳ uy lực cường đại. Mà luân hồi huyền bi, thường thường đại biểu lục đạo luân hồi. Sáu nói, chính là trời nhân đạo, súc sanh đạo, A-tu-la đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo. Bất kể là luân hồi huyền bi, vẫn là trước đó nguyên phù, đều có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa, thậm chí tựa như chính là luân hồi mà sống. Thiên nhân đạo, đối ứng canh kim nguyên phù, đại biểu trời người kim quang, khoáng đạt cuồn cuộn. Nhân đạo, đối ứng quang minh nguyên phù, đại biểu quang minh vĩ đại, nhân đạo vĩnh tồn. Súc sanh đạo, đối ứng hắc ám nguyên phù, đại biểu súc sinh kiếp nạn, hắc ám xa vào. A-tu-la đạo, đối ứng sấm sét nguyên phù, đại biểu ma đạo thiên uy, như sấm diệt thế. Ngạ quỷ đạo, đối ứng kịch độc nguyên phù, đại biểu quỷ đói gào khóc, lưu độc vạn cổ. Địa ngục đạo, đối ứng mậu thổ nguyên phù, đại biểu địa tàng thế giới, vạn cổ bất diệt. Mà Diệp Thần trong cơ thể luân hồi huyền bi, dung vào sáu nói, vậy phù hợp sáu nói, bất quá càng nhiều hơn chính là tính đặc thù, trần bia, phong bi, viêm bia, linh bia, độc bia, ám bia chờ một chút. Rất nhiều huyền bia vần quanh người, có thể bộc phát ra cực kỳ cường đại lực lượng. Một khối này lôi bia, là rất nhiều huyền bia trong đó, so với là đặc thù tồn tại. Bởi vì khối này lôi bia, lệ thuộc tại có thể hấp thu phạm vi. Không chỉ có thể sử dụng tại thi triển thực lực, làm đồ sắc bén sử dụng, còn có thể dùng để đề thăng luân hồi huyết mạch thuần độ. Vậy là lục đạo luân hồi pháp, quán chú một chút máu tươi mới. Diệp Thần nhắm hai mắt lại, thu hồi tâm thần, tinh thần lực ngưng tụ ở nơi này khối chìm nổi không chừng lôi trên bia. Cùng lúc đó, lục đạo luân hồi, đồng thời bùng nổ, nhất thời đem luân hồi huyết mạch lực lượng tăng lên tới đỉnh cấp. Hắc ám quang minh, sấm sét mậu thổ, canh kim đổ sộ độc vân. Vân rất nhiều mộ đạo đồng loạt vận chuyển, ở Diệp Thần trong cơ thể hình thành một cái lại một cái tuần hoàn chu thiên. Mỗi chuyển một lần, liền sẽ cùng lôi bia sinh ra một phần liên lạc. Huyết mạch lực lượng hoàn toàn bùng nổ, không chút do dự nào, đem lôi bia cuốn vào trong đó. Mà Diệp Thần trong cơ thể thì là có sấm sét phóng thích, xanh nhạt ánh sáng thời khắc bay lên, ở máu trong đó di động. Quá trình này ước chừng kéo dài 3 ngày 3 đêm, đến khi trong cơ thể sấm sét dần dần thở bình thường lại, mới tính hoàn thành luyện hóa. Thời khắc tối hậu, hỗn độn thần lôi vậy chạy đến quyên góp náo nhiệt, ở lôi bia bao quanh cái không ngừng, lại mơ hồ thả sinh ra đồng tình. Khi cuối cùng một chút sấm sét lực lượng hấp thu xong sau đó, Diệp Thần mở ra hai tròng mắt. Trong mắt lóe lên một tầng xanh nhạt màu sắc, cả người ánh mắt nhìn như càng thâm thúy. Hôm nay, khoảng cách hồi phục lôi bia thần mạch có lẽ còn thiếu một bước cuối cùng. Nhưng vậy là gian nan nhất một bước. Kỷ Tư Thanh cùng Diệp Thần lúc gặp lại, nhìn chằm chằm hắn con ngươi nhìn hồi lâu, nói. Càng xem, càng cảm thấy như tinh không vậy động lòng người. Diệp Thần dở khóc dở cười, như vậy hình dạng, há chẳng phải là đem hắn cùng cô gái xinh đẹp liệt là nói chuyện. Hoàn thành lần thực tập này sau đó, Diệp Thần liền ở Bắc Mãng Tổ Địa nghỉ ngơi chừng 10 ngày. Trong đó chính là không ngừng luyện hóa lôi bia, sau đó liền cùng Chấn Thần Tháp ở giữa lũ yêu liên lạc. Bất quá Diệp Thần có chút nghi ngờ phải, Tiểu Hoàng đi tới chỗ nào. Cái này chừng 10 ngày, một mực không thấy vậy đứa nhỏ. Căn cứ ác mộng thần tộc trưởng lão mà nói, Tiểu Hoàng đi theo hai người tộc nhân đi ra ngoài du lịch, đến nay không về. Nói xong là 10 ngày sau liền sẽ trở về, nhưng hiện tại đã qua 10 ngày thời gian, hoặc giả là trên đường có chút trì hoãn đi. Như vậy nói một chút, đám người liền không nghĩ nhiều nữa. 3 ngày trước, một cái vô hình đất thần bí. Đây là một phiến hoang vu đất đai, cát vàng đầy trời, luôn luôn liền sẽ lướt qua một hồi gió cát bạo lôi. Nơi này là rất xa thám hiểm chi địa, một tòa đồ tam giác kiến trúc cổ xưa, cao vút ở nơi này phiến hoang vu trên đất. Cho dù thỉnh thoảng có người lui tới,
ở viễn cổ di tích trước mặt vẫn lộ vẻ được nhỏ bé. Bất quá nơi địa phương này, linh lực mỏng manh, cũng không có nhiều ít tự nhiên tài nguyên, tự nhiên sẽ không có người nguyện ý tới. Kiến trúc cổ xưa nội bộ, lòng đất sâu hơn tầng địa phương, một bộ khổng lồ quan tài lẳng lặng nằm ở nơi đó, phảng phất đặt mấy ngàn năm, mà chưa từng có người động tới. Mà bỗng nhiên tới giữa, quan tài trên thoáng qua một chút kim quang. Một người đang nhanh chóng hướng quan tài nơi này đi tới, giống như đi ở trong bóng tối bóng dáng, im hơi lặng tiếng. Bất quá hắn ăn mặc, nhưng cùng chung quanh hắc ám hoàn cảnh hình thành mãnh liệt tương phản. Này toàn thân người bị vải trắng túi, liền mặt cũng đắp lên, chỉ để lại hai cái con ngươi còn ở bên ngoài. Nếu như nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện vậy hai cái con ngươi lại là đen thui, không có con ngươi, vô cùng trống rỗng. Hắn dừng ở chỗ tòa này quan tài bên cạnh, yên tĩnh không tiếng động, yên lặng chờ đợi, hình như là đang nghênh tiếp cái gì. Rốt cuộc, từ vậy quan tài trong đó, truyền ra một tiếng khàn khàn. Phong ấn cắt ra kẽ hở, cần phải bao lâu? Từ quan tài bên trong truyền tới một đạo khàn khàn thanh âm tang thương, tựa như trải qua mấy chục nghìn năm lắng đọng, trong thanh âm mang không nói ra được mệt mỏi cùng lãnh đạm. Cái này cả người bọc vải trắng người, lập tức quỳ xuống, trên đất so vạch mấy cái. Cái gì? Phong ấn đã nứt ra một nửa. Lần này, không có chút nào tình cảm chập chờn thanh âm lại có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Được, tốt, bổn hoàng bị người phản bội, bị chôn ở chỗ này lâu như vậy, rốt cuộc có thể chạy khỏi. Không biết ta tộc nhân có mạnh khỏe hay không, chờ ta đi ra ngoài xem, những cái kia nhân loại nhỏ yếu có phải hay không vẫn cùng trước kia như nhau. Quan tài trên phát ra ánh sáng nhàn nhạt, cái này đạo quang tựa hồ đang cùng nắp quan tài đối kháng. Mà chấm dứt tại, nắp quan tài chậm rãi bị mở ra, một cái tay từ quan tài bên trong đưa ra ngoài. Đây là một cái già nua bàn tay gầy guộc, đồng thời hiện lên quỷ dị màu xám xanh. Mà khô cằn người từ quan tài bên trong đứng lên, nếu như để cho người ở nửa đêm gặp phải sợ rằng sẽ cảm thấy có chút sợ hãi. Bởi vì là một bộ xương khô bò dậy. Bất quá làm bộ xương khô này chui ra quan tài, tiếp xúc tới cái này linh khí trong trời đất lúc đó. Liền tự động hấp thu, đang lấy nhanh chóng phục hồi như cũ, gầy đét vóc người vậy dần dần đầy đặn đứng lên. Loại cảm giác này, thật tốt à, không biết thế giới bên ngoài thế nào, là thời điểm đem ta tộc nhân tìm trở về. Hắn thân thể chậm rãi phù không, hưu một tí liền xông phá phía trên tất cả trở ngại, thẳng xông lên trời cao. Oanh! Kiến trúc cổ xưa bầu trời thoáng qua một đạo hỏa lưu tinh, chỉ bất quá hoang vu ban đêm, không có mấy người thấy thôi. Vậy đạo hỏa sao rơi, cực nhanh nhảy lên rất nhanh liền đi tới trong hư không. Hắn vung tay lên một cái, uy vũ thổ bạo khôi giáp liền tự động bao trùm tới, ở sau lưng hình thành một cái uy phong lẫm lẫm áo choàng. Người này mặc dù khôi phục hình người, thế nhưng cái đầu vẫn là khô lâu, đối với con người trống rỗng, không nhìn ra bất kỳ cảm tình sắc thái. Ta vương quốc, đã biến thành bộ dáng này sao? Xem ra cái này mấy chục ngàn năm qua, thế gian biến hóa rất lớn. Liền ta vương quốc đều biến thành hoang mạc đất đai. Khô lâu người lầm bầm lầu bầu, từ trên đi xuống nhìn xuống, đập vào trong mắt là một mảng lớn liên miên không dứt đất vàng sa mạc. Vương quốc biến mất, ngược lại không muốn chặt, chỉ cần ta vậy triệu tướng sĩ còn ở, liền sẽ lập tức bỏ dậy. Hắn ở trong bóng tối nhẹ nhàng điểm một cái, rung động lan truyền, rất nhanh, liền phát hiện cách đó không xa ba đạo bóng dáng. Hình như là ba đầu ác mộng thần tộc thần thú, trong đó một đầu hơi thở tựa hồ có chút đặc thù. Vừa vặn bổn hoàng hiện tại thiếu một đầu thú cưỡi, liền đi xem một chút đi. Khô lâu người thân hình chớp mắt, liền xuyên qua cái này phiến hắc ám vùng, đi tới hư không bên ngoài. Chỉ là như vậy qua lại hư không năng lực, thì không phải là vậy cường giả có thể làm được. Khô lâu người thấy ba đầu ác mộng thần tộc đang đi đường, trong đó có hai đầu lớn, một đầu nhỏ. Đầu này thần thú da lông trơn mượt, tướng mạo cũng là không kém, vậy thì nó. Khô lâu thân người hình chớp mắt, vượt qua hai tầng hư không, liền đi tới vậy ba đầu thú vật trước mặt. Cái này ba đầu thần thú, chính là tiểu hoàng cùng trong tộc hai người trưởng lão. Chúng một nhóm ba người đi ra ngoài du lịch, hiện tại chính là đường về trên đường. Tiểu hoàng trở về lúc đó, cũng không có dùng hư không qua lại, mà là du lịch chư thiên vạn giới, một đường lên đường. Cũng là vì kiến thức một tí đường này đồ phong cảnh. Bất quá trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một người lặng yên không một tiếng động,
quả thật để cho tiểu hoàng sợ hết hồn. Các hạ là ai, có chuyện gì không? Một cái ác mộng thần thú nghi ngờ đánh giá khô lâu người, mở miệng hỏi nói. Khô lâu người im lặng không lên tiếng, mà là nhìn về phía tiểu hoàng. Tiểu hoàng bị cái này không giải thích được ánh mắt, nhìn chăm chú được trong lòng phát mao. Ba người gặp đối phương cũng không nói chuyện, liền muốn đi vòng tới đi, lúc này khô lâu kia người lên tiếng. Tiểu thần thú, tới làm ta thú cưỡi đi, đi theo ta quét sạch tất cả đại thế giới. Cùng nhau xưng bá. Khô lâu người lời này để cho ba đầu ác mộng thần thú đều ngẩn ra, nhất là tiểu hoàng. Tiểu hoàng bên trái xem bên phải xem, liếc nửa ngày, lúc này mới xác định đối phương nói chính là mình. Ngươi nói muốn ta làm ngươi thú cưỡi. Tiểu hoàng thần sắc dần dần đổi được lạnh lùng, nó giữa cổ họng truyền ra mơ hồ gầm nhẹ. Đúng, ngươi còn có tăng lớn bản thể, vậy thì thích hợp hơn. Mấu chốt ngươi đỏ xanh hai con ngươi, phảng phất có loại nào đó mị lực. Khô lâu người thấy vậy càng phát ra ngạc nhiên mừng rỡ. Tiểu hoàng và hai người tộc nhân lúc này đã là lông măng chợt nổi lên, răng nanh lộ ra, một khắc sau là được xông tới cùng người này chém giết vật lộn. Ác mộng thần tộc kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, há có thể khoan dung những người này làm nhục. Tiểu hoàng không nói hai lời, lộ ra răng nhọn, liền theo gió mà động, sau lưng biến thành ác mộng hai cánh đột nhiên chớp mắt, sắp đến hoa cả mắt. Nó muốn để cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa kiến thức một tí, cái gì là chân chánh tuyệt thế hung thú. Cái gì là chân chánh thái cổ di trùng. Ha ha, đối mặt nhanh nhẹn như vậy tiểu hoàng, khô lâu người chỉ là khẽ cười một tiếng, giơ tay lên, một phiến nhu hòa sát ý, hóa thành cuồn cuộn nước lũ. Trận kia cát vàng có cực mạnh hấp lực. Tiểu hoàng vậy cảm nhận được liền trong đó khó hiểu lực lượng, lúc này hư không chập chờn, thay đổi phương hướng. Lần nữa vượt qua hư không tới, lần này nó là đánh lén khô lâu người bên phải. Bành! Nhưng khô lâu người sau lưng dài mắt tựa như cát bụi, lần nữa ngưng tụ đến, hình thành một cái chậm rãi ngọa nguậy vòng xoáy. Vậy hai người ác mộng thần thú cũng biết tiểu hoàng đụng phải ngạnh cha tử, vì vậy thân thể rung lên, một trái một phải, nhanh chóng xông lại. Vậy hai người ác mộng thần thú gia nhập chiến cuộc, miệng răng phun, tất cả loại phù văn giống như là mưa đá, rối rít rơi xuống. Bất quá khô lâu kia người một chút cũng không bị ảnh hưởng, ngược lại càng phát ra có hứng thú. Xem ra bổn hoàng lựa chọn là đúng, các ngươi đúng là cực tốt thú cưỡi. Khô lâu người giúp đầu ngón tay, ngưng ra mấy cây cát vàng dây thừng, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, đùng một tí, trói tiểu hoàng thân thể. Tiểu hoàng ngửa mặt lên trời sư tử gầm, nhưng phát hiện mình cái gì cũng làm không được. Trong cơ thể hắn lực lượng thật giống như bị phong tỏa. Buông ta ra, nhanh lên một chút buông ta ra. Khô lâu người nắm dây thừng đầu kia, đem tiểu hoàng lôi trở về, thuận tiện lại ngưng tụ ra mấy sợi dây thừng. Cát vàng chế thành lưu động dây thừng, đang chuẩn bị bộ tới, trong đó một đầu ác mộng thần thú động dùng toàn lực xé hư không, đem mình đồng bạn nhét vào. Ồ, bản lãnh lại cường hãn như vậy, thân xác không kém, còn có qua lại hư không năng lực. Cái tộc quần này, bổn hoàng trưng dụng. Khô lâu người không có lại để ý cái này hai đầu ác mộng thần thú, trực tiếp xoay người rời đi. Chỉ bất quá hắn ở trong cát vàng bầy một nơi ảo cảnh, ác mộng thần thú chui vào, cũng đừng nghĩ mới đi ra. Mà mấy ngày sau, vậy chỉ ác mộng thần thú đem về Bắc Mãng tổ địa, đem việc này cho biết tộc nhân. Cái gì, ngươi nói tiểu hoàng bị người khác cướp đi làm vật để cưỡi. Diệp thần nghe được tin tức này. Phản ứng đầu tiên là ngây ngẩn. Hắn đầu óc bên trong hiện ra tiểu hoàng vậy mập mạp dáng vẻ ngây thơ, thần sắc không khỏi đổi được cổ quái. Cướp đoạt người nó có biết hay không tiểu hoàng bản thể thời gian cũng không thể kéo dài quá lâu. Diệp thần bỗng nhiên lúc này hỏi một câu. Giấc mộng kia nói mớ thần thú trong chốc lát ngây ngẩn, lại cũng không biết nên trả lời như thế nào. Diệp thần không khỏi tức cười. Hắn ở tiểu hoàng trong cơ thể gieo sinh mạng hồn trồng. Nếu như tiểu hoàng gặp nguy hiểm tánh mạng, hắn sẽ lập tức cảm ứng được. Đã như vậy, vậy thì đi xem một chút đi. Rốt cuộc là người nào, lại có thể cướp ta đồng bạn. Kỷ Tư Thanh luyện hóa vậy một nửa chín tầng trời thần thuật, dự định nhau nhau muốn thử, vậy cùng theo cùng nhau. Rất nhanh, Diệp Thần liền xuyên qua cái này phiến hư không, đi tới cát bụi phân bố đất hoang vu. Đầu kia ác mộng thần thú chính là nói nơi này. Ồ! Làm Diệp Thần thấy tòa kia đứng sừng ở trong sa mạc kiến trúc cổ xưa lúc đó, không khỏi có chút ngạc nhiên.
Đồ tam giác kiến trúc, tu được vô cùng là nguy nga lộng lẫy, phía dưới kiến trúc thể, bị cát vàng che giấu, không cách nào xem xác thực. Diệp thần không có hô kêu, mà là lấy ra Long Uyên Thiên Kiếm, tùy tiện vung lên, huyết long tiếng gầm gừ, chấn nhiếp ở nơi này phiến hư không phía trên. Từ vậy cũng tam giác cổ xưa trong cung điện, đi ra không thiếu bọc vải trắng người. Ồ, mùa hè nóng bức trời nóng, bọn họ vì sao phải mặc được như vậy kín? Không chỉ là Diệp thần nghi ngờ, liền Kỷ Tư Thanh đều có chút ngạc nhiên. Những cái kia cái bọc vải trắng ra hỏa chỉ trỏ, không biết đang nói gì, đem Diệp thần cho làm phiền, trực tiếp một kiếm vỗ xuống, liền không nghĩ tới cuối cùng kiếm quang rơi vào một nơi màn hào quang trên. Vậy một nơi màn hào quang, tản ra màu vàng nhàn nhạt ánh sáng, cơ hồ là cùng nơi này cát vàng hòa làm một thể. Phong cách cổ xưa kiến trúc gặp phải công kích, mà một cái khô lâu người vậy từ trong đi ra, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm đám người. Các ngươi là ai? Vì sao phải tới bổn hoàng địa bàn quấy rối? Diệp thần nói, cầm tiểu hoàng trả cho ta. Tiểu hoàng. Khô lâu người sửng sốt một tí, chợt phản ứng lại, hắn lắc đầu một cái, hơn nữa chỉ hướng sa mạc bên kia. Ác mộng thần thú tương lai sẽ trở thành là bổn hoàng thú cưỡi, đi theo bổn hoàng càn quét chư thiên, thống nhất tất cả đại thế giới. Hiện tại ta chính tướng nó thả ở bên kia tiến hành đặc huấn. Diệp thần các người nghe vậy, liền qua lại đi, gặp được vậy phiến gò cát phía sau cảnh tượng. Định nhãn vừa thấy, tiểu hoàng đang cát trong ruộng tu luyện, kinh khủng, hoàn toàn quên mất mình còn là một tù binh. Tiểu hoàng. Diệp thần kêu một tiếng. Tiểu hoàng bên trái xem bên phải xem, cuối cùng nhìn về Diệp thần chỗ ở vị trí, tuét miệng cười một tiếng, một điên chạy tới. Chủ nhân ngươi tới à? Tiểu hoàng lao vào Diệp thần trong ngực, ở hắn trên y phục cả một cái. Diệp thần giơ tay lên, chính là một cái bạo lật, lần sau không muốn khắp người cát đi ta nơi này tới. Tiểu hoàng rất là dùng sức gật đầu một cái, vội vàng nói, chủ nhân, ta phát hiện một cái bí mật. Ngươi nói, cái này phiến gò cát dưới lòng đất, có một tòa cung điện lớn. Hơn nữa tuyệt không bình thường. Diệp thần con ngươi đông lại một cái, ngươi xác định. Tiểu hoàng gật đầu một cái, mười phần khẳng định, nó chạy đến vậy gò cát ngay chính giữa, ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Đột nhiên, bốn phương tám hướng có từng cái cùng cát cùng màu rồng thần bay lên. Làm những thứ này rồng thần cát trên người thối lui sau đó, Diệp thần các người lúc này mới phát hiện, lúc đầu chúng đều là khô lâu. Diệp thần cùng Kỷ Tư Thanh, đang dự định đi xuống xem, bất quá lúc này khô lâu người đi tới. Hắn người mặc trường bào, đỉnh đầu vương miện, tức giận nói, ai cho phép các ngươi tự mình tiến vào ta địa cung. Tự tiện xông vào người chém. Hắn vừa dứt lời. Vậy bốn phía gò cát trong đó thì có mấy chục tên khô lâu người nhô ra. Những cái kia đều là khô lâu binh lính, từng cái người khoác huyền sắc khôi giáp, tay cầm trường mâu đại kích. Diệp thần vận dụng luân hồi mắt, nhìn thấu hư không, vậy gặp được những thứ này khô lâu binh lính chân chính tướng mạo. Những thứ này khô lâu binh lính nơi bụng, đều sẽ có một cái màu vàng nhạt trận văn chậm rãi lưu truyền, đó chính là mạng môn chỗ. Không đúng, tòa trận pháp này. Diệp thần đột nhiên con người đông lại một cái, nếu không phải hắn chấp trưởng trận tự quyết, tất nhiên không sẽ phát hiện. Có thể cái này sau lưng cũng quá mức sợ hãi. Diệp thần bỗng nhiên phát giác một hồi quen thuộc hình dáng. Cũng không cùng hắn cẩn thận nghiên cứu, những cái khô lâu kia binh lính liền đánh tới. Diệp thần không hề muốn ở phía trên này lãng phí thời gian, trực tiếp rút ra Long Uyên Thiên Kiếm, giải quyết hết tất cả khô lâu binh lính. Cũng chính là một kiếm này. Trực tiếp chạm phá phong cách cổ xưa kia kiến trúc phòng ngự màn hào quang, đem ngàn dặm cát vàng phá vỡ một đạo sâu đậm chỗ rách. Khô lâu vương lúc này mới ý thức được, mình chọc một tôn sát thần. Vì vậy lập tức ngậm miệng lại, không dám lại nói bậy bạ. Bất quá Diệp thần đối hắn không có hứng thú gì. Hắn hiện tại ngược lại là đối những binh lính kia trên mình trận văn hứng thú. Khô lâu vương thấy vậy, thật giống như có chút do dự. Thủ hạ hắn bị đối phương một kiếm càn quét, hơn nữa không còn sức đánh trả chút nào, mà chính hắn, vậy không có nắm chắc. Các ngươi rốt cuộc là ai? Khô lâu người có chút hối hận. Cướp cái gì thú cưỡi không tốt, nếu không phải là cướp cái lông xù đồ. Hơn nữa tiểu hoàng tới chỗ này sau đó, không phải ở trong sa mạc tu luyện, chính là đến địa cung trong đó, hành tung lơ lửng không chừng. Khô lâu vương muốn lúc ra cửa ngồi cái thú cưỡi.
uy phong một cái, cũng không tìm được ở nơi nào. Diệp Thần đám người đi tới nơi này, tránh hợp tâm ý của hắn. Đối với lần này, Diệp Thần các người cũng là dở khóc dở cười. Khô Lâu Vương chính là khu vực này cha truyền con nối quân vương, năm đó trước khi chết, vận dụng đặc thù phương pháp, đem mình cùng bộ phận người làm, binh lính phong tích chữ. Diệp Thần đám người nhất thời rõ ràng, Khô Lâu Vương bất quá chỉ là một khối tiểu thế giới đất phong vương mà thôi, sau khi chết vận dụng loại nào đó phương pháp thần bí, đem mình phong tích chữ. Nhưng Diệp Thần lại có chút nghi ngờ, tiểu hoàng thực lực tuy nói không mạnh, nhưng đối phó với một cái nhân tộc trong đó nhỏ phong vương, cần phải dư sức có thừa mới đúng. Có thể vì sao cũng không địch hắn, ngược lại bị bắt. Nếu như Diệp Thần đoán không lầm, hẳn cùng vậy phương pháp luyện chế có liên quan. Khô Lâu Vương mang bọn họ tới xuống đất cung điện, lúc đầu dưới đất này mới thật sự là ẩn thân chi địa. Rộng rãi đại điện, cơ hồ xuyên qua toàn bộ dưới đất. Mà ở đó đại điện hai bên, mọc như rừng một hàng thân mặc khôi giáp, tay cầm súng trường đại đao binh lính. Khô Lâu người chỉ có thể nói rõ bộ phận tình huống, bởi vì hắn sau khi tỉnh lại, rất nhiều trí nhớ đều biến mất. Liền năm đó như thế nào luyện chế, cũng không nhớ rõ. Đi tới địa cung này chỗ sâu, Diệp Thần phát hiện không thiếu hình dáng không đồng nhất phù cốt, tán lạc các nơi, hơn nữa mỗi một khối trên xương, cũng có khắc thật nhỏ điêu văn. Những thứ này xương, cần phải không phải là phàm vật. Thằng nhóc, ta biết đây là vật gì, có lẽ sẽ đối với ngươi có chút trợ giúp. Thật không nghĩ tới, ngươi cái này luân hồi chi chủ khí vận như vậy nghịch thiên. Hoàng lão thanh âm, bỗng nhiên truyền ra. Diệp Thần có chút nghi ngờ, còn người đông lại một cái, hỏi tiền bối, lời này hiểu thế nào? Hoàng lão đáp, ngươi có thể phát hiện những người này đặc thù. Diệp Thần nghe lời nói này, đuổi cẩn thận tra xem, trừ bọn họ trên mình mang theo thần bí đường vân ra, cũng không phát hiện những thứ khác địa phương đặc thù. Bọn họ đều là sau khi chết mới bị chế thành khô lâu, mà đợi ngày sau sống lại. Hoàng lão giải thích, Diệp Thần lúc này mới chú ý tới chi tiết, hắn cẩn thận tra xem, quả thật không có phát hiện những cái khô lâu kia có ám sát, phỏng, hoặc là nghẹt thở các loại tử vong dấu vết. Nói cách khác, những người này hoàn toàn là sau khi chết, lại dùng bí pháp sống lại. Như nếu thật sự là như thế, như vậy hạng bí pháp, có thể nói là bảo vật tuyệt thế. Dẫu sao tại địa cung bên dưới sống lại khô lâu, khi còn sống đều là người bình thường, nếu như đem bọn họ giết chết chế thành khô lâu, là kiện đặc biệt tàn nhẫn chuyện. Tựa như cùng khô lâu kia người, tử vong trước bất quá là một cái nhỏ phong vương mà thôi, nhưng hóa thân là khô lâu, lần nữa sống lại sau đó, thực lực nhưng đổi được vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí liền dưới trạng thái bùng nổ tiểu hoàng, đều không địch hắn. Trong này khẳng định có giấu một ít bí mật. Thằng nhóc, đem quyển bí tịch này tìm được, thật tốt tu luyện, đem ngươi sẽ luyện liền một bộ bất hủ khu, là chân chính trên ý nghĩa bất hủ. Hoàng lão trong lời nói, có một chút thán phục. Thằng nhóc này vận khí là thật tốt, đi tới chỗ nào liền sẽ đụng phải bảo vật. Dựa theo hoàng lão mà nói, quyển bí tịch này, có thể là thế gian độc nhất vô nhị. Bởi vì nó có thể để cho người chân chính cải tử hồi sinh. Bình thường cải tử hồi sinh cũng thành lập ở nhất định cơ sở bên trên. Thái chân cảnh dưới cường giả, cho dù thân xác bị đánh được nghiền, chỉ cần còn có một giọt máu ở đây, là được ngưng luyện sống lại. Nhưng pháp này thiên về điểm cũng không cùng. Nếu như đem sửa đổi tới luân hồi thần thân thể trên, cho dù luân hồi thần thân thể bị đánh được liền một giọt máu đều không còn dư lại, vậy cũng có thể từ tại chỗ sống lại. Hơn nữa lần nữa sống lại sau đó, ngưng luyện thân thể sẽ so với trước kia cường đại hơn. Diệp Thần nghe lời nói này, không khỏi chắc lưỡi hít hà, nói như vậy, quyển bí tịch này công hiệu, ngược lại là tương tự với Phượng Hoàng Niết Bàn. Diệp Thần ở chung quanh đây vòng vo một vòng, thậm chí vận dụng luân hồi thiên nhãn tới xem xét, những thứ này khô lâu đều là không thu hoạch được gì. Nơi này cũng không có cái gọi là bí tịch, thậm chí liền chữ viết ghi lại cũng không có. Chuyển, Diệp Thần bỗng nhiên dừng bước. Hoàng lão, có lẽ người ta đều nghĩ sai. Ừ, người có gì ý tưởng? Diệp Thần cười một tiếng, nhìn bốn phía, ánh mắt quét một vòng sau đó, mới chậm rãi mở miệng nói, thật ra thì đúc thành những thứ này khô lâu sống lại, căn bản cũng không phải là loại nào đó bí tịch hoặc là phương pháp, mà là trận pháp. Hoàng lão nói, người nói cũng có đạo lý, cái này ở giữa thiên địa, tất cả loại trận pháp nhiều vô số kể, quái lạ,
có hại người được gọi là cấm thuật, có cứu người thì là thủ hộ thần trận, không biết cái này cùng trận pháp, là thật là xấu xa. Là thật là xấu xa, thí một tí liền biết. Diệp Thần để chống tâm thần, từ từ bay lên trời, hắn nhắm hai mắt lại, vận dụng một chút trận tự quyết lực lượng, để tâm đi cảm thụ chung quanh đây trận pháp. Ở hắn trong ý nghĩ, từng đạo trận văn dần dần phác họa thành hình. Hắn mở hai mắt ra lúc đó, ánh mắt đột nhiên phong tỏa một nơi. Là cái này tam giác kiến trúc khu vực trung tâm, cũng là khô lâu kia người chỗ ở lăng mộ. Diệp Thần tựa như nghe được loại nào đó triệu hoán, ở hắn chỉ dẫn dưới, to lớn quan tài yên tĩnh nằm, hơn nữa còn lập được một khối đá bia. Diệp Thần ở bia đá kia phía dưới phát hiện một cái xiềng xích, xuyên qua dưới đất. Xem ra nơi này chính là tâm trận chỗ. Chỉ tiếc loại này đại trận điều kiện hạn chế vô cùng là nghiêm ngặt, cũng không phải là có thể tùy tiện bố trí. Diệp Thần trong lòng ngầm nói đáng tiếc. Nhưng hắn vẫn là ngồi xuống, ngồi xếp bằng tại trước tấm bia đá. Thằng nhóc, nghiêm túc ngộ đạo, cho dù là không có tâm trận cùng với trận phù, người nắm giữ Phạm Thiên Thần Công ở giữa trận tự quyết, cũng có thể ngộ thông đạo này trận pháp, năm đó ta có thể trở thành thế gian cấm kỵ, bằng vào chính là này cùng ngộ bản lãnh. Hoàng lão mở miệng nói, hắn ở Diệp Thần bên người đợi lâu như vậy, đã sớm đem Diệp Thần coi là hậu bối. Nếu có lời nói xuất phát từ đáy lòng, định sẽ bật thốt lên. Diệp Thần cũng nhớ tới liền đủ loại chuyện cũ. Bất quá những cái kia đều là qua lại mây khói, không cần lại sách. Diệp Thần đem nơi có tâm tư đặt ở trước mắt cửa này trên trận pháp, chỉ gặp hắn ý niệm nơi đến địa phương, ánh sáng lưu chuyển, dần dần sáng lên ánh sáng nhàn nhạt mang. Mà ở chỗ này cùng dưới tình huống, ước chừng qua 8 giờ, Diệp Thần lúc này mới mở hai mắt ra, trong con ngươi một phiến trong sạch. Thì ra là như vậy, ta biết. Diệp Thần mới vừa hiểu được cửa này trận pháp, liền nghe được cách đó không xa Kỳ Tư Thanh kêu lên. Ngẩng đầu nhìn lại, cái huyệt động này chẳng biết tại sao nhiệt độ giảm xuống rất nhiều, nham thạch mạt sao đều kết nổi lên băng cặn bã. Những cái kia băng vụn rối rít lên cao, rơi xuống xuống. Nhìn qua cũng không có bất kỳ dị thường. Bất quá liền ở cách Diệp Thần không tới 10 mét lúc đó, băng trưởng nhanh chóng rơi xuống, hung hãn đánh tới đây. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Diệp Thần phản ứng tăng thêm một bậc. Hắn lật trưởng vỗ đất, người nhẹ như yến, nhất thời lui đến nơi khác. Diệp Thần triệu hoán ra từng đạo linh lửa, ở huyệt động này trong đó cháy, đem tất cả băng phách cũng cho bốc hơi. Mà hắn giang bàn tay ra, cuồng bạo hấp lực nhắm ngay nào đó cái vị trí, ngay sau đó, cả ngọn núi rừng cũng đổi được chấn động đứng lên. Cho dù Diệp Thần kiến thức rộng, cũng không nghĩ tới trận pháp này lại sinh ra ý thức của chính mình, ở hắn sắp phá giải cuối cùng một đạo ẩn núp trận văn lúc đó, dẫn đầu đối hắn phát động tấn công. Hừ, muốn đổi khách thành chủ, sợ rằng ngươi còn non một chút. Diệp Thần cũng không để ý trận pháp này phản công, ngược lại thì tăng nhanh tốc độ hấp thu. Đem mấy viên viên châu loại hạt châu toàn bộ hút vào trong túi. Làm xong những thứ này, hắn mới chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí. Trận pháp này tinh túy, hắn coi như là học được. Mang tiểu hoàng rời đi cái này mảnh đất giới sau đó, nơi này lần nữa khôi phục yên lặng. Nhưng không lâu lắm, làm khô lâu người lúc xoay người, nhưng gặp được gương mặt. Khô lâu người cả người đột nhiên run lẩy bẩy. Ngươi, ngươi! Bất quá khô lâu người nói còn chưa kịp nói xong. Bởi vì một cái tay bóp ở liền hắn nơi cổ, làm cổ chỗ xương cốt đường vân nhất thời vỡ vụn. Cái này đạo kẽ hở, một mực từ cổ lan tràn tới bụng, mà bụng trận văn vậy dần dần biến mất. Rào 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 rào. Khô lâu vương cả người biến thành một chồng xương bể. Mà giết chết hắn người nọ, cơ hồ toàn bộ thân thể cũng che giấu ở hắc ám bên trong, chỉ có một đôi tròng mắt như ẩn như hiện. Rốt cuộc đến khi ngươi, luân hồi chi chủ, đạo thân ảnh kia cười khan hai tiếng, sau đó sẽ độ xoay người, biến mất ở mờ mịt hắc ám bên trong. Diệp Thần các người mang tiểu hoàng, trở lại tổ địa. Ác mộng người thần tộc cũng lấy là tiểu hoàng xảy ra đại sự, sốt ruột không được, hiện tại vừa thấy, rốt cuộc thì thở phào nhẹ nhõm. Diệp Thần liền tìm chỗ động phủ, lần nữa bế quan. Chỉ bất quá hắn trong lòng một mực còn băn khoăn một chuyện. Diệp Lạc Nhi hôm nay thế nào? Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, bay lôi thần tôn vậy còn ở thiên lôi thần phong, hoàn toàn có thể cho Diệp Lạc Nhi cung cấp che chở. Bất quá giải quyết hoàn tu luyện sự việc sau đó, Diệp Thần lại gặp một cái mới vấn đề khó khăn,
Ứng Hồng Nhan tỉnh lại rồi. Ban đầu hắn cúi người vừa hôn, mượn Ứng Hồng Nhan trí âm lôi lực, tuy không trên thân thể thống khổ, nhưng Ứng Hồng Nhan vậy ngủ say dòng dã nửa tháng, tài tỉnh lại. Ta đây là, ở nơi nào? Ứng Hồng Nhan vừa tỉnh lại, nguyên lấy vì mình là ở Thái Lôi Thần Tông, nhưng không nghĩ đi tới địa phương xa lạ. Diệp Thần không thể làm gì khác hơn là đem Thiên Lôi Thần Phong bên trong nơi sự tình phát sinh cho biết tại nàng. Nghe nói chuyện nguyên nhân hậu quả, Ứng Hồng Nhan khiếp sợ được không nói ra lời. Thật ra thì, ta đối cái đó tông phái vậy không có cảm tình gì, hiện ở khi xuất hiện, ngược lại là loại giải thoát. Ứng Hồng Nhan bình tĩnh nói. Chẳng biết tại sao, chỉ cần có Diệp Thần ở bên người, nàng liền cảm giác được trên thế giới này tất cả địa phương đều là có thể đi. Ở hắn ngủ say trong quá trình, Diệp Thần dùng trúc xanh ao là hắn sắp xếp thân thể, Ứng Hồng Nhan sau khi tỉnh lại, phát hiện mình lại đột phá một cảnh giới. Diệp sư huynh, ta cũng không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào. Ứng Hồng Nhan cẩn thận cảm thụ một phen trong cơ thể lôi lực, mặc dù yên lặng, so với trước kia mạnh mẽ rất nhiều. Diệp cô nương, nếu ngươi tổn thương đã tốt, vậy ta liền đưa ngươi về nhà đi. Diệp Thần đối hắn nói. Ứng Hồng Nhan trong lòng có chút thất lạc, nhưng cũng không có biểu hiện ra, chỉ là cười lắc đầu một cái. Ngươi không cần lo lắng ta, trời đất bao la, đều là nhà, vừa vặn ta cũng muốn đi ra ngoài xem, hiếm có cái loại này cơ hội. Vậy thì trân trọng, không nên khách khí. Ứng Hồng Nhan đơn giản thu thập một phen, liền bước lên đường về. Nàng chẳng muốn hồi tông môn, càng thì không muốn về gia tộc, ngược lại không như sóng hành động chân trời. Đi bên ngoài đi lên một lần. Trước khi đi, Ứng Hồng Nhan bỗng nhiên xoay người lại, tiến tới Diệp Thần bên tai, lặng lẽ nói hai câu. Ứng Hồng Nhan nói xong còn xông lên Diệp Thần nháy mắt liền hạ mắt, sau đó liền nụ cười yêu kiều đi. Diệp Thần đối với lần này vậy khá là không biết làm sao. Lúc đầu Ứng Hồng Nhan con bé này, đã sớm đoán được Diệp Thần mục đích thật sự, chỉ bất quá vẫn không có điểm phá. Quả nhiên, người phụ nữ một chút cũng không tốt lừa gạt. Diệp Thần ở trong động phủ, đem trong cơ thể lôi pháp quy tắc từng bước hoàn thiện, hơn nữa thao túng sấm sét, chui luyện thân xác. Ở mặt khác, chấn thần tháp cấm chế thả được càng ngày càng rộng, trừ Kỳ Lân yêu thánh và Tỳ Hưu yêu thánh, còn dư lại Hồng Hoang bảy thánh tất cả đi ra. Vạn năm qua, bọn họ đây là lần đầu tiên lần nữa bước lên chư thiên vạn giới đất đai. Trong đó có chút yêu thánh, không khỏi sẽ sinh lòng cảm khái. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, còn có thể trở lại chư thiên vạn giới đất đai, thật sự là không cách nào kể lể à. Ha ha, thoát khốn cần phải cao hứng mới là, cuối cùng vẫn là phải cảm ơn Luân Hồi Chi Chủ. Ta tánh mạng chính là Luân Hồi Chi Chủ cứu. Vô luận có chuyện gì, Luân Hồi Chi Chủ mở miệng là được. Hồng Hoang thất đại yêu thánh, người người đều là lúc đó xưng bá một phe đại yêu, thực lực phi phàm. Vô cùng mạnh mẽ, mặc dù hôm nay tu vi rơi xuống không thiếu, nhưng cũng không mất là một đạo mạnh mẽ trợ lực. Mà chấn thần tháp trong đó có 7 chi bộ đội, đều là chúng năm đó xuất lĩnh thân vệ quân, cộng lại ước chừng có mấy trăm ngàn. Ngoài ra một phần chia chính là những thứ khác tán yêu, đại yêu, trong đó cũng có thực lực so với là vượt trội đại yêu. Nếu Diệp Thần đã thu phục chấn thần tháp ở giữa mấy triệu yêu tộc, vậy thì chế tạo một chi lệ thuộc tại Luân Hồi yêu quân. Những thứ này yêu toàn quân đều là Hồng Hoang yêu thánh nơi mang ra ngoài tinh duệ bộ đội, so với vực ngoại trong thế giới hiện thật vương loại yêu tộc tới, mạnh hơn không thiếu. Vì luyện binh, cũng là vì chui luyện tự thân. Diệp Thần đích thân ra trận, cùng những cái kia đại yêu so tài đối chiến, nắm giữ không có kiếm ý, vĩnh hằng kiếm đạo cũng thay đổi được càng phát viên mãn. Không ngừng chiến đấu, không ngừng cảm ngộ, quả nhiên là tăng lên thực lực bản thân tốt nhất con đường. Yêu tộc tướng sĩ so với nhân tộc chiến sĩ tới, trời xanh tính càng hào phóng, không câu nệ tiểu tiết, vì vậy đối với thắng thua cũng không có nhiều như vậy quan tâm. Thất đại yêu thánh quân đội, thu được Diệp Thần tiếp viện, từ vừa mới bắt đầu chưa gượng dậy nổi, buông tuồng sống qua ngày, biến thành hiện tại huấn luyện gian khổ. Diệp Thần hoàn toàn có lý do tin tưởng, mình nơi quản hạt dưới yêu tộc quân đội, sẽ thành được càng ngày càng lớn mạnh. Như nếu thời gian dài, đối kháng Vũ Hoàng Cổ Đế cùng với Thái Thượng Thế Giới thế lực, cũng nhất định có quyền phát biểu. Huấn luyện sau một khoảng thời gian, Diệp Thần liền khai triển chiến trường đối kháng thi đấu. Tiếng trống trận như trời lôi gầm thét, thân thể tráng tựa như thần tháp chiến sĩ oai hùng phi phàm, khí thế hung hăng.
khỏe mạnh có lực cánh tay nổi gân xanh, mỗi vung một tí, mãnh liệt tiếng trống trận liền truyền khắp chân trời, chấn động được mọi người tâm thần run rẩy. Bảy đại bộ đội tướng sĩ, ở mỗi người yêu thánh đại nhân dưới sự dẫn dắt, hóa thành tinh thần nước lũ, mang theo sắt thép thế, tựa như thiêu đốt hừng hực ngọn lửa cháy mạnh tinh thần, oanh oanh liệt liệt, thế không thể đỡ. Đến cuối cùng, Diệp Thần dứt khoát đem Kỳ Tư Thanh, Tiểu Hoàng vậy kêu đến. Chu Tước Niết Bàn, dục hỏa sống lại, Kỳ Tư Thanh và Tiểu Hoàng các người thậm chí cùng mấy đại yêu thánh giao chiến, đánh được dễ sợ. Mà Diệp Thần chính là ngồi ở một bên, tâm thần nặng định, tiến vào luân hồi mộ địa bên trong. Hỗn Độn Lôi Đế cùng Hỗn Độn Viêm Đế, đang ngồi ở biến thành bờ sông, uống trà nói chuyện phiếm. Hai vị tiền bối, cũng như này nhàn hạ thoải mái, mang theo ta đi. Diệp Thần vừa nói, liền ở đó sông Thanh Thủy bên ngồi xuống. Chúng ta mới vừa hàn huyên tới ngươi, ở ảo tưởng, nếu như ngươi đem chúng ta năm cái lão già kia hoàn toàn bộ thức tỉnh, sẽ là như thế nào tình cảnh? Hỗn Độn Lôi Đế cười trêu ghẹo nói. Nếu như đem chúng ta năm cái lão già kia nhũ tạp tới một chỗ, ngươi là có thể gom đủ tất cả hỗn độn lực. Có lẽ có thể theo dõi đến Nguyên Thủy Hồng Mông phương pháp. Diệp Thần nghe lời nói này, hơi có ý động. Xin tiền bối dạy bảo. Hỗn Độn Viêm Đế không nhanh không chậm, chậm rãi nói tới. Lúc đầu cái này Nguyên Thủy Hồng Mông phương pháp, cũng là đản sanh vô thiên địa sơ khai, nhưng lúc đó cũng đã không gặp tung tích. Bọn họ năm người sau đó vậy thử nghiệm chung nhau tìm, như cũng một chút tin tức cũng không có. Cho tới sau này bọn họ mới phát hiện, thiên địa sơ khai, hỗn độn ra đời một nhóm người kia là không cách nào có được Nguyên Thủy Hồng Mông phương pháp. Chỉ có người đến sau mới có thể có cơ hội. Hỗn Độn Viêm Đế búng tay, chỉ gặp một đoàn ngọn lửa, từ hắn đầu ngón tay nhảy ra, hình dáng rất giống một đóa từ từ nở rộ hoa sen. Chỉ bất quá cái này hoa sen, là diêm dúa màu đỏ. Đem ngươi lửa này tiếp theo, nó tên là một liên thần hỏa, không có thượng thần lửa bảng, là ta đặc biệt dùng để theo dõi siêu tầm một loại ngọn lửa, nó có thể mang ngươi cảm giác được ly hỏa cảnh hơi thở. Diệp Thần dè đặt nhận lấy vậy đóa diêm dúa nở rộ sen lửa. Chỉ gặp mới vừa đụng chạm vậy sen lửa, hắn liền như côn trùng vậy trượt nhập ra thịt bên trong, cùng thân xác hoàn thành dung hợp. Thậm chí đạo linh lửa Nhan Tuyền Nhi đối với lần này cũng lộ vẻ được đặc biệt kích động. Diệp Thần chỉ cảm thấy được trong kinh mạch có hơi lửa đốt cảm giác đau, nhưng sau này chính là dòng nước ấm dồi dào. Đa tạ tiền bối quà tặng. Diệp Thần chắp tay thi lễ. Cái cây đuốc này không tính là đặc biệt lợi hại, nhưng là đi thông ly hỏa cảnh một cái chìa khóa. Ly hỏa cảnh trong đó, lưu lại Hỗn Độn Viêm Đế còn sót lại vật, một khi xuất thế, đem sẽ đưa tới vô số người cạnh tranh. Đến lúc đó, mình nếu là có chìa khóa, là được chiếm tiên cơ. Thằng nhóc, ta mong đợi đem ngươi ngọn lửa dùng đến như sấm như vậy. Không thể để cho cái này lão già kia nói, giáo ta không bằng hắn. Bất quá ngươi nắm giữ cực kỳ hiếm thấy đạo linh lửa, sợ rằng chuyện này đối với ngươi mà nói, có thể so với tu luyện sấm sét tới dễ dàng hơn. Hỗn Độn Viêm Đế trêu ghẹo nói. Xin tiền bối yên tâm, ta định sẽ cực kỳ tu luyện, đến lúc đó, định sẽ để cho hỗn độn tên vang khắp thiên địa. Diệp Thần tự nhiên biết rõ, Hỗn Độn Lôi Đế cùng Hỗn Độn Viêm Đế hai người, đản sanh vu hỗn độn trong đó, mới tại Hồng Mông thời đại, là vì càn khôn trước. Hai người mặc dù phía sau bởi vì đủ loại nguyên nhân mà bất ngờ chết, chỉ để lại tàn phá thần hồn, nhưng lịch duyệt cùng kiến thức còn ở. Vô luận là thời đại hồng hoang vẫn là thời đại viễn cổ, bọn họ đều có trải qua, hơn nữa hiểu được vậy tạm thời đời ẩn chứa đạo nghĩa. Chỉ là thiên đạo vô tình, lại thực lực cường đại, vậy sẽ theo thời gian trôi qua mà dần dần mất đi. Cho dù là Hồng Quân lão tổ rời đi thế giới hiện thật, là chư thiên vạn giới cổ kim người thứ nhất. Nhưng ai có thể biết, hắn phải chăng chứng đạo thành công? Hay là ở một cái khác duy độ thế giới, thân tiêu bỏ mạng, im hơi lặng tiếng. Một ngày nhanh hơn một ngày cao, thiên đạo cuối vẫn là thiên đạo, người có thể nghịch thiên, thế nhưng chỉ là ở tương đối trong hoàn cảnh mà thôi, tuyệt đối không cách nào nắm giữ thiên đạo. Bất quá tức đã là như vậy, bọn họ hai người cũng từng huy hoàng qua, để lại bất hủ truyền thuyết. Đến tàn hồn đang lúc hấp hối. Còn có thể đụng tới Diệp Thần thiên phú như vậy chắc tuyệt người, bọn họ vô cùng tự nhiên vui vẻ yên tâm. Hỗn Độn Viêm Đế tính tình, tới được càng cởi mở, yêu ghét rõ ràng. Hỗn Độn Lôi Đế tâm tư yên lặng, đối với người ngoại giới mà nói,
hắn tính tình càng lạnh như băng, so với hỗn độn ngũ đế một người khác mà nói, còn muốn càng khó hơn sống chung. Hỗn độn viêm đế phiêu nhiên nhi khởi, đi tới mộ bia trước mặt, đưa tay vừa kéo, chậm rãi kéo ra khỏi một đạo mãnh liệt ngọn lửa. Cái này đạo hỏa diễm giống như sóng lớn, đón gió phiêu vũ, đến hỗn độn viêm đế trong tay lúc đó, nhưng là biến thành một viên hạt châu. Vậy đạo hỏa diễm, phun trào ra nồng nặc linh lực, cơ hồ chính là ở trong nháy mắt, tóe ra vô cùng mênh mông lực lượng. Đối với như vậy lực lượng, Diệp Thần chỉ có rung động. Ngươi có thể đem hắn gọi là hỏa diễm linh, và ngươi đạo linh lửa hội tụ vậy nha đầu có chút tương tự, bất quá nó là đi theo ta, cùng nhau từ trong hỗn độn đi ra, chỉ là hiện tại, mất đi ly hỏa dễ chịu, đã sắp xỉ mất đi. Cái này một đoàn nho nhỏ ngọn lửa hạt châu, mặc dù nhảy lóe lên, nhưng cũng không có tương đối phù hợp linh trí. Mặc dù sinh được rực rỡ tươi đẹp, nhưng trong thực tế chỉ là trống rỗng mà thôi. Hỗn độn viêm đế vừa nói, chia tay ra, nhẹ vỗ nhẹ vào hạt châu này bên trên. Phóng thích một chút ngọn lửa lực đi, cái này đứa nhỏ sẽ cảm ứng được trên mình ngươi hỗn độn khí tức, tiến vào trong cơ thể của ngươi, đến lúc đó có thể vì ngươi sử dụng. Diệp Thần nghe vậy, tâm niệm vừa động. Đạm bạc ngọn lửa, lơ lửng đi ra, hình thành một tầng mịn hỏa linh. Diệp Thần bị tầng này ngọn lửa bao quanh, thân hình chậm rãi bay lên, chính hắn chính là xem một cái thiêu đốt phượng hoàng, sau lưng hiện ra đối với hoa mỹ ngọn lửa cánh. Xanh thành ngọn lửa lực lượng ở trong người sôi trào, không tiếc khuấy bình tĩnh khí hải. Chỉ gặp hỗn độn thần lôi sát thời gian vọt ra, giống như là một cái hung mãnh chân long. Lôi cùng lửa tới giữa, có thể hỗ trợ lẫn nhau, nhưng lại đối lập với nhau. Hỗn độn thần lôi bá một tí, từ trong khí hải xông tới, nhất thời, lóe sáng lôi quang khắp nơi kích động, giống như một đầu nổi giận cự thú, đem ngọn lửa này lôi châu xít sao bao vây. Ngọn lửa linh tựa hồ cũng không nghĩ tới, tên này lại táo bạo như vậy, cứ việc không có linh trí, vậy hù được lui về phía sau hai bước. Diệp Thần ngược lại có chút kinh ngạc, hắn trước kia có thể không có thấy hỗn độn thần lôi sinh ra qua phản ứng như thế. Hôm nay gặp được ngọn lửa này linh, phản ứng lại mạnh như vậy mãnh liệt, làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần đem trong cơ thể biến cố, nói cùng hai lôi hỗn độn thần đế nghe, hai người nghe vậy, nhất thời cười lên. Không cần kinh hoàng, ta ngọn lửa này linh, chỉ là một viên nho nhỏ hạt châu mà thôi, cùng hắn hỗn độn thần lôi chênh lệch khá xa, hai người ở thực lực xê xích không nhiều dưới tình huống, có thể sống chung hòa bình, nhưng nếu là chênh lệch quá lớn, liền sẽ xuất hiện cái này cùng tình huống. Diệp Thần nhất thời rõ ràng, chợt đổi được như có điều suy nghĩ. Hắn lúc này, tựa hồ ý thức được một cái vấn đề. Vậy cũng không cách nào hoàn toàn nắm trong tay hỗn độn thần lôi. Theo lý mà nói, hỗn độn thần lôi hiện tại ở vào trong cơ thể hắn, có mình cá tính. Có nhiều lần cũng xuất hiện loại tình huống này. Hỗn độn thần lôi đối với ngoại giới vật thể sinh ra mình phán đoán, giống như là bướng bỉnh bất tuần ma vương. Nhưng Diệp Thần nhưng cũng không cần hắn có như vậy cá tính. Hắn muốn là tuyệt đối phục tòng. Vì vậy Diệp Thần thần sắc nhất thời lạnh lẽo, đầy trời sấm sét vạn pháp, hướng khí hải chỗ sâu vào tới, phá vỡ như vậy bình phong che chở. Nồng nặc thô bạo mãnh liệt dâng trào, ở toàn bộ khí hải trong đó kích động không ngừng. Hỗn độn thần lôi dừng một tí, chợt điều khiển sấm sét đi lên phóng tới, lại là ngăn cản Diệp Thần phóng ra huyết quang. Diệp Thần kinh ngạc sau này, chợt trở nên có chút tức giận. Cái này đạo hỗn độn thần lôi quả nhiên chưa có hoàn toàn nghe theo chỉ thị của hắn, còn có tự mình tư tưởng. Đã như vậy, vậy hắn vậy sẽ không khách khí. Hỗn độn thần lôi thì như thế nào? Nếu là ta sử dụng, vậy thì nhất định phải được nghe mệnh lệnh ta. Diệp Thần hai tay kết ấn, bổn mạng nguồn ở trong cơ thể di động, hội tụ thành hai cổ cuồn cuộn sóng, mang theo bọc luân hồi huyết mạch, bung ra cao nhất thần thái. Hỗn độn thần lôi mấy đạo lôi quang, bị hắn toàn bộ nuốt mất, mà lúc này, hỗn độn thần lôi rốt cuộc ý thức được Diệp Thần nổi giận. Khí hải bên trong truyền tới một tiếng kêu gào, hỗn độn thần lôi giống như là bị thua yêu thú, ảo não tránh liền trở về. Nhưng Diệp Thần lại sao sẽ tùy tiện thả qua nó. Thoáng qua tới giữa, vô cùng tia sáng chói mắt, xuyên qua toàn bộ kinh mạch. Mãnh liệt đợt sóng, hội tụ thành mất đi huyết mạch, như cùng một cây đắc si ma xâm kiếm, treo ở hỗn độn thần lôi phía trên, uy nghiêm hiển hách, dị tượng muôn vàn. Hỗn độn thần lôi hù được không dám nhúc nhích, co rúm ở khí hải một góc,
sợ hãi bên trong lại có một chút mê mang. Diệp Thần vận dụng huyết mạch lực lượng đem đồng phục sau đó, liền đem viên kia ngọn lửa linh thu hồi lại, giống vậy chứa ở khí hải bên trong. Trừ cái này ra, hắn đem một chút luân hồi bổn nguyên lực lượng ngưng luyện thành quả cầu hình dáng, bọc ở ngọn lửa khéo léo bề ngoài, để cho hắn nhìn như giống như một vòng thiêu đốt tiểu thái dương. Phịch, thái dương lực, hỏa liệu nóng bỏng, trong thoáng qua tràn ngập ra, đem cái này phiến khí hải không gian nuốt mất. Mà lôi lực vậy tự động bay lên, lóe lên ánh sáng rực rỡ. Hai người tới giữa, dần dần hình thành một loại đặc biệt cách cục, rơi vào vi diệu thăng bằng trong đó. Mà Diệp Thần bề ngoài vậy hiện ra kinh người cảnh tượng, hắn ngồi xếp bằng tại trong hư không, cả người nơi hiện ra ác liệt hoàn toàn không cùng. Bên trái có thể nói là lửa cháy bừng bừng liệu nguyên, hừng hực không ngừng, bên phải chính là sấm sét vờn quanh, uy áp kinh người. Hai cổ hoàn toàn bất đồng khí tức cường đại vào thời khắc này hòa làm một thể, lẫn nhau phân biệt, nhưng lại lẫn nhau hòa vào nhau. Hai đại hỗn độn thần đế thấy một màn này, đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt con ngươi trong đó hiện ra vẻ khiếp sợ. Khá lắm, lại có thể đem ngọn lửa linh cùng ngươi hỗn độn thần lôi hòa làm một thể, không hổ là hai người chúng ta nhìn chúng học trò nha, ha ha, ngươi ánh mắt cuối cùng là chính xác một lần. Hỗn độn viêm đế nhất thời vui vẻ cười to, mừng rỡ không thôi, đồng thời còn không quên tổn hỗn độn lôi đế một cái. Hỗn độn lôi đế chính là dở khóc dở cười, bất quá nhìn về phía Diệp Thần trong ánh mắt, tràn đầy vui vẻ yên tâm. Bọn họ hai người lại có thể ở thời khắc tối hậu tìm được truyền nhân, thật sự là một kiện làm người ta mừng rỡ sự việc. Vô luận như thế nào, trong lòng cuối cùng có xếp đặt. Không nghĩ tới hỗn độn thần lôi có một ngày cũng sẽ bị người khác áp đảo, ha ha, ta là càng ngày càng cảm thấy thằng nhóc này thú vị, lại xem hắn có thể sáng tạo tốt biết bao giai tích đi. Hỗn độn viêm đế cười nói. Hắn cuối cùng một chút linh hồn căn nguyên, cũng ở đây ly hỏa chi địa, chờ Diệp Thần. Chỉ cần Diệp Thần có thể tới ly hỏa chi địa, vào tay hắn còn để lại đồ, thực lực kia liền có thể lại lên một tầng lầu. Mà Diệp Thần khí hải bên trong, ngọn lửa cùng lôi lực đan vào lẫn nhau, hình thành âm dương lưỡng cực, thăng bằng chế ước khuynh hướng. Diệp Thần chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí, đem ngọn lửa này linh thu vào bên trong cơ thể sau đó, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mình linh lực trong cơ thể lại tăng liền một phần khoảng cách, đột phá đã không xa. Hơn nữa từ luân hồi mộ địa sau khi đi ra, Diệp Thần chính là đi tới hư không chi địa, hắn nếu lại lần thử nghiệm thu phục lôi bia. Mấy ngày qua, hắn một mực ở thử nghiệm luyện hóa lôi bia, nhưng gặp những ràng buộc, thời khắc tối hậu, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá. Hỗn độn viêm đế đem ngọn lửa linh truyền cho hắn sau đó, Diệp Thần đào đào ra một chút liên lạc, vì vậy liền đi tới nơi này bên, lần nữa thử nghiệm luyện hóa lôi bia. Mà trên thực tế, lôi bia đã tự thành một nơi thế giới nhỏ. Diệp Thần hiện tại đã tới chỗ này dưới vách đá bên ngoài. Chỉ đợi đả thông, tiến vào trong đó. Diệp Thần ngồi xuống, liền bắt đầu đột phá. Trong thoáng chốc, màu đỏ sáng mở lóe lên không ngừng, thanh âm ô ô nhiếp tâm hồn người. Một khối sấm sét răng đầy bia đá, ở Diệp Thần trong cơ thể chìm nổi, khi thì xoay tròn, khi thì dừng lại. Diệp Thần trước mắt, xuất hiện một phiến sấm sét bao la cảnh tượng, ở đó vô số điện quang lóe lên sau lưng, tựa hồ có một phe thế giới nhỏ. Nơi đó chắc là lôi bia bia cửa, chỉ có đánh vỡ cửa này, phương có thể đi vào trong đó. Chợt, Diệp Thần hai tay kết ấn, triệu hoán ra trong cơ thể sâu sấm sét màu xanh ra trời, trong tay điện mang không ngừng bay lượn, lại ngưng tụ thành một tấm hình dọn ra, phong cách cổ xưa tao nhã, hàm chứa cường đại lực lượng. Hắn đây là đang lấy sấm sét tạo vật, bằng điện quang xuyên thấu. Chân chính lôi bia, cũng không phải là tốt như vậy hấp thu. Ẩn chứa trong đó nồng nặc thiên địa lực, hơn nữa bên ngoài lưu lạc nhiều năm, cũng không từng có người biết được rốt cuộc phát sinh qua chuyện gì. Đoạn này lực lượng quá huyền diệu, liền Diệp Thần cũng không cách nào trong vòng thời gian ngắn đem phá giải. Hắn mắt nhìn mình trong cơ thể chỗ kia lôi bia, ánh mắt xuyên thấu, mà trong cơ thể hắn lôi lực dần dần hóa thành một tòa ngưng lúc cổ đỉnh. Vù vù. Diệp Thần sau lưng, lôi quang bay lên, xây dựng mà thành thần vòng, phơi bày u hắc tử lôi màu sắc. Cũng chính là vào lúc này, chân trời truyền đến một tiếng vang thật lớn, phảng phất có cửa gì hộ sắp mở ra. Cùng lúc đó, Diệp Thần vậy điều khiển linh niệm, xuyên qua vậy đạo lôi đình vạn quân cấm địa. Bất quá ở giây phút sau cùng,
Diệp Thần gặp phải trước đó chưa từng có ngăn trở. Định Nhãn vừa thấy, ở đó hỗn độn mê mang trong thế giới, lại có một bóng người lập ở trước cửa, yên lặng tường hòa, nhưng ra tay nhưng vô cùng là mạnh mẽ. Diệp Thần nhất thời kinh ngạc. Hắn coi như là rõ ràng, lúc đầu lôi bia bên trong, còn có một đạo tàn niệm, đang chờ đợi. Đạo này tàn niệm, tập vũ trụ tinh hoa, chứa sấm sét trái cây. Có lẽ cái này thì như trước luân hồi huyền bi thủ bia người. Âu, lại quỷ dị như vậy. Vậy thì để cho ta đi thử một chút đi. Diệp Thần vừa nói, liền bắt đầu thúc dục trong cơ thể vô tận lôi lực. Đi qua đoạn thời gian này tới nay rèn luyện, hắn lôi lực có không nhỏ tăng trưởng. Bành! Hắn sau lưng, có một cái thể hình cường tráng hư cá chụp sóng lên, trên mình miếng vảy đường vân, giống như là có một từng đạo lôi quang, không ngừng lóe lên, hợp thành thần bí đồ đằng. Lôi bia trung thần bí thủ bia người, tựa hồ là cảm giác được cái này đạo lực lượng mạnh mẽ. Hắn không sợ chút nào, mà là nhẹ nhàng đi về trước một chút, lực lượng vô hình nhanh chóng lan truyền, đem cái này đạo thanh thế kinh người công kích cản ở bên ngoài. Thần bí thủ bia người thân thể phân tản ra, hóa thành từng đạo u hắc sấm sét, đen nhánh ngoài mặt, hiện ra một tầng nhàn nhạt màu đỏ sáng bóng. Những thứ này u hắc sấm sét, tổng cộng có 12 nói, hơn nữa đạo đạo khí thế kinh người, phảng phất là chấn thủ chư thiên mạnh nhất môn hộ. Phá! Diệp Thần nhíu mày, khẽ quát một tiếng. Nơi mi tâm của hắn, có một đạo hình cung lôi quang, phát ra chói mắt thần mang. Vậy thần mang đột nhiên đến, cơ hồ là ở ngắn ngủi ngay tức thì, sẽ mặc phá không gian chỗ sâu bình phong che chở. Lôi quang cùng thần mang lẫn nhau đối lập, Tư Lạp thanh âm bên tai không dứt. Mà Diệp Thần một lần lại một lần đánh thẳng vào lôi bia nơi tác phẩm xây phòng tuyến, càng đánh càng dũng, thể xác cùng lôi đạo quy luật dung hợp được càng ngày càng hòa hợp. Hắn cả người tựa như tắm vu lôi quang bên trong, chói lọi thần thánh, khí tượng uy nghiêm. Nhưng vào lúc này, khoảng cách cái này phiến hư không chi địa, vạn bên trong địa phương xa. Già Thiên Ma Đế một mình ngồi xếp bằng xuống, giống vậy ở vào u ám địa điểm. Trước mặt hắn, để một đoàn mất đi sấm sét. Vậy đạo lôi đình toàn rúc vào một chỗ, yên tĩnh không nhúc nhích, nhưng là tản ra chập chờn nhưng hết sức kinh người. U hắc sấm sét trên, quấn vòng quanh hóa không ra hắc phụ, đó là cửu u lực lượng, xuất xứ từ đầy đất ngục chỗ sâu, liên thông nhân gian cùng u minh. Thế giới hiện thật người cơ hồ không dám tiếp xúc vật này, bởi vì một khi có tiếp xúc thì có thể bị cửu u lực lượng dây dưa tới, từ đó rơi vào ác ma nơi phủ xuống vực sâu. Già Thiên Ma Đế yên tĩnh ngồi xếp bằng, điều chỉnh khí tức trong người, chỉ chốc lát sau mở mắt ra. Cái này đạo cửu u ma lôi, có thể xúc tiến hắn thực lực tăng trưởng, tự chữa trong cơ thể ám ma đạo vết. Mà đem thân thể tự chữa tốt sau đó, chính là mang theo một món cửu u hơi thở, có thể tốt hơn xúc tiến hồn trồng sinh trưởng. Như vậy tới một cái, khoảng cách ma tổ vô thiên đoạt xác mình thân thể lại gần một bước. Ma tổ vô thiên cũng chính là có ý tưởng này, mới đưa Diệp Thần phái đến thần bí hư không sấm sét chi địa, cướp lấy như vậy bảo vật. Đang khôi phục, thực lực cùng át chế hồn loại tới giữa. Già Thiên Ma Đế nhất định phải có một cái lựa chọn. Đã như vậy, vậy thì tới đi. Già Thiên Ma Đế rốt cục thì hạ định quyết tâm, hắn ánh mắt nhìn về phía trước, kiên định lại đoạn tuyệt, tựa như xuyên phá liền vạn cổ năm tháng. Ma đạo khí tức kinh khủng cuộn sạch ra, không ngừng rửa sạch cái này đạo cửu u lôi lực. Một lần lại một lần, điên cuồng đánh vào. Cái này đến cửu u ma lôi minh lộ vẻ đụng phải liền khiêu khích, do vừa mới bắt đầu yên lặng đổi được cáu kỉnh. Đen sẫm ma lôi tựa như được loại nào đó triệu hoán, từ hư không chỗ sâu trào hiện ra, toàn bộ đánh phía Già Thiên Ma Đế. Đụng phải liền khiêu chiến, nhất định phải cho đánh lại. Cửu u ma lôi cấp tốc bành trướng, cơ hồ cùng núi cao cao bằng, cơ hồ chính là ở nơi này ngay tức thì, bạo sông lên lên, hóa là một tấm, đủ để thôn phệ tinh không miệng to. Tràn đầy vô biên tế, kinh khủng dữ tợn. U minh hắc ám lực lượng thả ra ngoài. Đem cái này mảnh hư vô chi địa hoàn toàn nhuộm thành màu đen. Bình bịch, toàn bộ địa giới, cũng chỉ có thể nghe được Già Thiên Ma Đế tiếng tim đập. Nhưng lúc này, thần ở không vô tận trong bóng tối Già Thiên Ma Đế, nhưng là lộ ra một nụ cười. Bởi vì hắn cảm ứng được đếm ngoài vạn dặm, còn có một người cùng hắn cùng tiến hành đột phá. Đó là Diệp Thần hơi thở. Nếu có sống chết huynh đệ đi cùng, vậy thì không sợ hết thảy. Bắc Mãng tổ địa vùng lân cận hư không địa giới,
Diệp Thần trong mắt lôi quang lóe lên, hắn hết tầm mắt trông về phía xa, nhìn về phía một hướng khác. Hắn tự nhiên vậy cảm ứng được Già Thiên Ma Đế động tác, lúc này cau mày. Như vậy cửu U Ma Lôi tuy nói có thể khôi phục thực lực cường đại, nhưng cũng là biến hình ở là ma tổ vô thiên đánh hạ đoạt xác cơ sở. Hắn cùng Già Thiên Ma Đế cũng hết sức rõ ràng, một khi hấp thu đạo này cửu U Ma Lôi, liền sẽ rơi vào hoàn cảnh xấu, thế cục bất lợi. Nhưng Diệp Thần chưa bao giờ sẽ chừng người khác ý kiến, nếu Già Thiên Ma Đế muốn bằng vào này lôi, tăng lên thực lực, vậy hắn cũng sẽ không tiến hành ngăn trở. Ngược lại sẽ lấy lực lượng lớn nhất, dành cho chống đỡ. Lúc này hắn tuy cùng Già Thiên Ma Đế ở vào không cùng địa điểm, nhưng cũng trải qua giống nhau đột phá. Diệp Thần hít sâu một hơi, đây là hắn lần thứ 10 phát động công kích. Mà lần này, hắn nơi phóng thích ra linh khí trong đó, lại nữa chỉ có sấm sét còn có một phiến phiến ngọn lửa. Hỗn độn thần lôi cùng ngọn lửa linh, sinh ra loại nào đó phản ứng vi diệu. Hai cổ lực lượng lại có thể dần dần dung hợp, hơn nữa phóng lên cao, do như núi lửa phun ra, lớn diện tích đỏ tươi sấm sét trực tiếp chìm ngập nơi đây. Huyết sắc này lôi lực, giống như ánh mặt trời lặn hoàng hôn, khắp nơi đều là. Phá cho ta! Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, hắn lòng bàn tay đi xuống đẻ đi, thả ra nồng nặc sấm sét. Mà đạo này lôi quang, giống như là quả cầu trạng mặt trời. Hắn năm ngón tay phơi bày ra hình dáng kỳ dị, giống như sâu ngày tinh thần, quăng ra lôi lực lúc đó, hỗn độn lực lượng tầng tầng nổ lên, toát ra hoa mỹ tia lửa. Nhất thời, cái này phiến hư không trở nên đỏ như máu mờ mịt, lôi quang sôi trào, hai cổ lực lượng hội tụ thành một bó cường đại ánh sáng, trực tiếp xuyên thấu vậy tự thành hệ thống thế giới nhỏ. Trấn thủ ở môn hộ chỗ những cái kia sấm sét trùng tia sáng, vậy rối rít bị đánh tan. Liền vào giờ khắc này, lôi bia thủ bia người bị Diệp Thần đánh bại, mà thế giới mới môn hộ vậy từ từ mở ra. Thuần túy sấm sét giống như là nhanh như tia chớp, dần dần tiêu tán đi, Diệp Thần chính là nhìn về vậy lôi quang tràn ngập lôi bia thế giới nhỏ, đứng dậy, bước đi vào trong đó. Bất quá ngay tại sắp nhập cái này lôi bia tiểu thế giới lối vào trước, Diệp Thần ngừng lại, hắn nhắm hai mắt lại, luân hồi thần hồn đã mặc cởi ra, vượt qua ngàn vạn dặm thời không, đi tới một chỗ khác. Mà cùng lúc đó, ở đạo lý này đọc dò xét dưới, có một đạo bóng người vậy chậm rãi độc, chính là rơi vào minh tư trạng thái Già Thiên Ma Đế. Hắn vận dụng trong cơ thể căn nguyên ma lực, cùng cái này cửu U Ma Lôi tới giữa sinh ra mãnh liệt đồng tình, đem thu cho mình dùng. Già Thiên Ma Đế tự như vậy cảm nhận được liền Diệp Thần nhiệt tình mời, vì vậy dùng giống nhau thủ đoạn vội tới Diệp Thần truyền tin tức. Hai người đồng thời nhận như vậy bảo vật. Rồi sau đó, Diệp Thần bước vào lôi bia thế giới, nơi này sấm sét lóe lên không ngừng, có 10 phần nồng đậm uy áp. Già Thiên Ma Đế đem cái này tia cửu U Ma Lôi hút vào bên trong cơ thể, còn thu được mới tinh hắc ám lực lượng. Nhất ma nhất lôi, nhất quang nhất ám. Hai người tới giữa linh khí hấp thu hình thành mãnh liệt so sánh, nhưng lại phối hợp chặt chẽ gần xa. Cơ hồ là ở ngắn ngủi ngay tức thì, hai đạo khí tức cường đại phóng lên cao. Vậy hai đạo hơi thở xuyên qua thương khung, tiến vào hư không chỗ sâu. Bọn họ phân biệt luyện hóa riêng mình bảo vật. Diệp Thần đem cái này lôi bia luyện hóa, chạm tới một chút lôi phạt bổn nguyên chân lý. Trọng yếu nhất là trong cơ thể hắn luân hồi huyết mạch đều bị hấp dẫn tới đây, từ nơi này lôi bia hình thành quang vòng bên trong tuần hoàn trải qua. Những thứ này lôi lực, chính là tăng lên luân hồi huyết mạch phẩm chất phương pháp tốt nhất. Diệp Thần định thần lại. Hắn đã hoàn thành đột phá, hiện tại chính là muốn cọ rửa trong cơ thể luân hồi huyết mạch. Chỉ cần đem đại sự như thế hoàn thành, vậy hắn liền không uổng chuyến này. May mắn cuối cùng, hắn hoàn toàn để cho cái này lôi bia trở lại mình trong cơ thể. Trong cơ thể hắn luân hồi huyết mạch cuồn cuộn như nước thủy triều, trong mơ hồ mang theo một chút cuồng bạo lôi lực. Mà ở một bên khác, Già Thiên Ma Đế vậy tiến hành sau cùng rèn luyện. Hắn vốn là ma khu. Hơn nữa ma tổ vô thiên ở trong cơ thể gieo hồn trồng, dùng hắn ma đạo thiên phú đổi được cường đại hơn. Cực độ đen thui lực lượng, giống như là từ vậy vô cùng rất xa dưới đất tràn ra. Làm Già Thiên Ma Đế lần nữa đứng dậy thời điểm, vậy cuối cùng một chút cửu U Ma Lôi hóa là chấm ánh sáng, chiếu vào hắn ấn đường trong đó. Già Thiên Ma Đế hơi thở nhất thời hoàn toàn viên mãn, linh hồn tiến vào cảnh giới mới, trên trán vậy đạo ấn nhớ như ẩn như hiện. Nhìn qua khá là uy nghiêm. Cái này hai người đồng thời đột phá,
lĩnh ngộ được cảnh giới mới, một quang một minh, coi như là vạn cổ tới nay khó gặp thiên địa dị tượng. Mà đây hai cổ dị tượng dây dưa chung một chỗ, liền dẫn phát chư thiên vạn giới chấn động. Ánh mắt có thể đạt được hư không chỗ, đều có hai đạo đột phá hơi thở đưa tới hỗn loạn. Nhất là làm Diệp Thần xuyên qua thời không đi tới Giả Thiên Ma Đế ở địa phương đó lúc đó, hai người hơi thở hợp hai là một. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giống như ánh sao tràn ngập, cầu vòng sâu trời, một đạo ánh sáng đâm rách thái thượng thế giới, tất cả người của đại gia tộc, đều là chính mắt nơi gặp. Vạn Khư Thần Điện người tự nhiên vậy phát hiện cảnh tượng như vậy, nhanh chóng báo cáo cho trong thần điện các vị trưởng lão. Những trưởng lão kia tới đây sau đó, cẩn thận vừa thấy, lại phát giác luân hồi huyết mạch hơi thở. Không tốt, chỉ sợ là luân hồi chi chủ lại đột phá, mà lần này, hắn lấy được đồ tựa hồ cũng không đơn giản. Có một tên quyền cao chức trọng trưởng lão nhất thời nhíu mày, rơi vào suy tư. Mấy người khác chính là nhanh chóng xác nhận người này là hay không là Diệp Thần. Dẫu sao chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nếu như tính sai, Vũ Hoàng tức giận có thể là tội chết. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền hoàn toàn xác định. Mau đem việc này báo cáo cho Vũ Hoàng bệ hạ, cái này luân hồi chi chủ, có lẽ lại đổi được cường đại hơn. Ừ, tên đệ tử kia phải làm không dám thở ơ, lập tức liền đem việc này báo cáo cho bế quan ở giữa Vũ Hoàng cổ đế. Lúc này, Vũ Hoàng cổ đế đang ngồi ở trong động phủ của mình tu luyện. Trong động phủ đạo đạo trúc xanh, chính là trúc xanh hồ tiên. Diệp Thần trúc xanh ao xa xa kém hơn chỗ này trúc xanh hồ tiên. Hắn quanh thân hòa hợp sôi trào, sương mù vần quanh, giống như là một phiến tiên cảnh như vậy tường hòa. Nhưng là làm hắn nghe thủ hạ người nơi tin tức truyền đến sau đó, trận kia khí thế bỗng nhiên biến mất. Hắn có vô cùng là thông suốt thiên địa mắt, lúc này vậy xuyên thấu qua hư không, gặp đến bên ngoài phát sinh cảnh tượng. Cái thằng nhóc đó, lại có thể lại đột phá. Đi, truyền ta ra lệnh, triệu tập trưởng lão đường hội nghị. Cùng lúc đó, vực ngoại. Diệp Thần và Giả Thiên Ma Đế tự nhiên không biết thái thượng thế giới chấn động, hai người chính là đã chạm mặt. Thật đáng mừng, không nghĩ tới người hiện tại đã chạm tới trong truyền thuyết vậy đạo lực tính. Vậy nhưng là chân chính cửu u lực lượng, chính là thế gian hết thảy bóng tối phát nguyên địa. Diệp Thần nhìn Giả Thiên Ma Đế trong tay lóe lên vậy đoàn lửa đen, mở miệng nói. Giả Thiên Ma Đế cười một tiếng. Chúng ta tới giữa liền không cần khách khí. Đi, ta mang ngươi đi một chỗ, có lẽ sẽ đối với ngươi rèn luyện còn có trợ giúp. Giả Thiên Ma Đế vừa nói, mang Diệp Thần đi tới ở vào hư không chỗ sâu một cái lôi trì, nơi này sấm sét uy lực không hề như thế nào mạnh mẽ, lại hết sức thích hợp hấp thu. Đi qua hơn lần đụng sau đó, vừa vặn có thể dùng những thứ này ôn hòa sấm sét tới bồi bổ đạo vết. Diệp Thần cùng Giả Thiên Ma Đế nhìn nhau cười một tiếng. Hai người đều là đột phá tới cảnh giới toàn mới. Diệp Thần một lần hành động bước vào thái chân cảnh 6 tầng thiên, tương đương với vượt qua một đạo danh giới, thực lực lại lần nữa tăng vọt một đoạn lớn. Mà Giả Thiên Ma Đế cũng lĩnh ngộ mới ma đạo quy luật, cửu u ma lôi ở trong cơ thể hắn ngưng tụ thành một đoàn đạo nghĩa. Im hơi lặng tiếng, xem trong suốt đầm nước như vậy. Nhưng chỉ cần có tiếp xúc, liền hiểu ý thần dạo dực, lấy được cửu u lực lượng, thực lực bạo tăng một đoạn lớn. Ở giữa thiên địa, dị tượng hiện lên, đã quấy dày chư thiên vạn giới chúng sanh. Vô luận là Vạn Khư Thần Điện vẫn là Hắc Ám Cấm Hải, trong trời đất này cao cấp cường giả đều có phát giác. Nhưng bọn họ tâm tình mỗi người không giống nhau. Đối với Vạn Khư Thần Điện mà nói, luân hồi chi chủ chính là bọn họ xưng bá thế giới hiện thật trở ngại lớn nhất. Vạn Khư Thần Điện dùng hết tất cả loại biện pháp, đều không có thể ngăn cản Diệp Thần, ngược lại ở Diệp Thần trong tay hao tổn không thiếu thần điện tinh anh. Liền Vũ Hoàng thế gia cường giả trẻ tuổi, cũng bỏ mình hết mấy, đều là chết ở luân hồi chi chủ trong tay. Bọn họ căm giận, nhưng không thể làm gì. Toàn bộ Vạn Khư Thần Điện thần thánh trong đại sảnh, rất nhiều Vũ Hoàng thế gia con em trẻ tuổi đều là im lặng không nói, bọn họ cũng cảm nhận được liền vậy đạo chấn thiên hơi thở. Như vậy có thể tưởng tượng, luân hồi chi chủ thực lực lại tăng lên một đoạn lớn. Không chỉ có như vậy, kèm theo luân hồi chi chủ hơi thở cùng bính phát, còn có khác một cổ sâu thẳm ma đạo lực. Bọn họ không cách nào nhận đó là cái gì, nhưng Vũ Hoàng cổ đế nhưng rất rõ ràng. Cửu u lực lượng, đó là Hắc Ám chi hải chỗ sâu ma vương, tài có thể có vô cùng lực lượng.
Ma tổ vô thiên, không nghĩ tới ngươi lại đem đồ đựng làm truyền nhân tới đào tạo, bất quá hết thảy các thứ này, cũng chỉ là vì chính ngươi lót đường đi. Vũ Hoàng cổ đế nhắm mắt trầm tư, hắn không mở miệng, thần thánh trong phòng khách tất cả mọi người đều chỉ có thể lựa chọn yên lặng. Trong đầu thoáng qua rất nhiều ý niệm sau đó, Vũ Hoàng cổ đế rốt cục thì chậm rãi mở ra hai tròng mắt, hắn thần sắc bình tĩnh vô cùng, cũng không dâng lên bất kỳ gợn sóng nào. Đang dưới đài đám người suy tính, Vũ Hoàng cổ đế lần này sẽ phái ai đi hạ giới, Chu Diệt Luân hồi chi chủ lúc đó, Vũ Hoàng cổ đế nhàn nhạt lên tiếng. Vũ Hoàng Dực, người đi một chuyến thiên lao, đem thân đồ thiên âm mang tới. Vũ Hoàng cổ đế hạ lệnh. Đám người nghe vậy, đều rối rít sửng sốt một chút. Thân đồ thiên âm chính là thân đồ gia tộc gia chủ, thực lực cường đại, cho dù dõi mắt thái thượng thế giới, vậy coi như một khối một trong cường giả. Chỉ bất quá bởi vì thân đồ Uyển Nhi đứng ở luân hồi chi chủ một khối, đối kháng vạn khư thần điện, cho nên Vũ Hoàng cổ đế ban đầu vậy thì có kiếm chuyện mượn cớ. Lúc ấy nói không nói nhiều, trực tiếp dẫn mấy vị thần điện trưởng lão phong tỏa thân đồ gia tộc, hơn nữa đem thân đồ thiên âm giải vào thiên lao. Thân đồ thiên âm đại chiến mấy tên thần điện trưởng lão, bộc phát ra vạn trượng ánh sáng rực rỡ, giống như vũ trụ chiến thần, uy phong lẫm lẫm, không thể nhất thế. Nhưng nàng cuối cùng không địch lại vạn tự thần điện cường giả đứng đầu, cho dù không có Vũ Hoàng cổ đế ra tay, một vị khác vạn khư thần điện đại năng bàn tay vung lên, liền thả ra vô cùng mạnh mẽ lực, thẳng đem thân đồ thiên âm thu phục. Vậy một tầng cấm chế, chính là do khói đen ngưng tụ thành, phiêu hô không chừng, nhưng lại làm cho không người nào có thể phá giải. Cái này một công pháp cùng thân đồ thiên âm mộng tự quyết rất có hiệu quả như nhau chỗ, nhưng lại so mộng tự quyết nhiều một phần xa xưa và thần bí, cho nên hai người đụng vào nhau, thân đồ thiên âm tự nhiên chỗ ở phía dưới. Giờ phút này, thiên lao chỗ sâu, không gian bịt kín, thân đồ thiên âm đang chịu đựng mình mộng cảnh cắn trả. Thời khắc này nàng, bị vô số ác mộng ác ma vần quanh, trong đầu hiện ra cực kỳ thảm thiết hình ảnh, cả người thân thể cũng có đau nhức. Vậy do mượn thân đồ thiên âm nghị lực, chịu đựng lần này thống khổ, cũng không coi vào đâu vấn đề, nàng trong lòng nhất không bỏ được vẫn là gia tộc cùng con gái. Con cái mình lấy được võ uy thiên kiếm, nhưng là vừa không có hoàn toàn lớn lên. Thân đồ thiên âm rất sợ nàng dưới xung động, liền chúng Vũ Hoàng cổ đế đầu này cáo giả mưu kế. Vô luận thân đồ gia tộc biến thành như thế nào, chỉ cần võ uy thiên kiếm người chấp trưởng còn ở, vậy thì có hồi phục hy vọng. Thân đồ thiên âm ở vào ảo cảnh bên trong nửa mê nửa tỉnh lúc đó, nghe được thiên lao bên ngoài có tiếng bước chân dần dần truyền tới, dương mắt nhìn, là một tên dài kỳ dị sừng thanh niên đi tới phòng giam trước. Tới trước thanh niên chính là Vũ Hoàng Dực, hắn một chút đều không lo lắng thân đồ thiên âm sẽ chạy trốn, trực tiếp cầm một đạo võ ấn chìa khóa, mở ra chỗ này thiên lao cấm chế. Đi thôi, Vũ Hoàng đại nhân cho đòi ngươi đi trước. Vũ Hoàng Dực lạnh lùng nhìn nàng một mắt, chợt xoay người đi ra ngoài. Thân đồ thiên âm rõ ràng, Vũ Hoàng cổ đế sẽ không vô duyên vô cớ cho đòi nàng đi, vì vậy hít sâu một hơi, đi theo đối phương bước chân. Nàng xuyên thấu qua một nơi cửa không gian, đi tới thần thánh đại điện. Chỉ là một nơi đại điện, liền bò lồm ngồm ở bình nguyên bên trong, giống như một đầu ngủ say viễn cổ cự long, thần thánh nguy nga, không thể xâm phạm. Như vậy cũng có thể gặp vạn khư thần điện cao quý địa vị, ở toàn bộ chư thiên vạn giới, đều là độc nhất đương tồn tại. Nàng vượt qua vậy thật dài nấc thang, mỗi đi một bước, liền sẽ tiếp nhận được thần thánh thẩm phán. Như vậy đau nhức xâm nhập tới, làm nàng trước mắt biến thành màu đen. Lúc này nàng đã bị phong ấn linh lực tu vi, thân xác chỉ so với người bình thường cường thượng một chút. Vì vậy đối mặt này cùng uy áp lúc đó, lộ vẻ được phá lệ cố hết sức. Làm nàng rốt cuộc vượt qua những thứ này thật dài nấc thang lúc đó, đã đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc. Tiếp theo liền đi vào thần thánh đại điện, gặp được một đám vạn khư thần điện cao tầng. Những người đó ngồi trên phía trên cao nhìn xuống nhìn nàng, giống như đang thẩm phán. Mà ở vào chỗ cao nhất Vũ Hoàng cổ đế chính là sắc mặt uy nghiêm, cả người kích động vô hình khí tức hùng hồn, thật giống như không uyên biển, để cho người nhìn không tới cuối. Đây cũng là đời này người thứ nhất thể hiện. Cho dù đối phương cũng không tận lực phóng thích uy áp, nhưng vô hình tới giữa, tự thân khí thế đã hồn nhiên sẵn có, không thể ngăn trở. Hắn thân thể như sao cầu hoành lập, uy nghiêm hiện ra hết. Con người giống như tinh không chỗ sâu bí cảnh như vậy,
thần bí thâm trầm, làm người ta tim sinh kính sợ. Giơ tay lên gian thì có chói lọi bao phủ, phẳng như một phiến ngân hà từ trước mặt xuyên qua. Thần đồ thiên âm, người ở trên trời tù đã nán lại có không ngắn thời gian, có từng tỉnh ngộ. Vũ Hoàng cổ đế chất vấn, giống như đại lộ tiếng sấm, ở thần đồ thiên âm bên tai nổ vang, chấn triệt linh hồn người, thẳng tới hồn phách chỗ sâu. Nhưng thần đồ thiên âm ý chí lực vô cùng là kiên định, cũng không có bị cái này cổ uy nghiêm nơi áp đảo, ngược lại là ngẩng đầu lên, không sợ hãi chút nào cùng Vũ Hoàng cổ đế đối mặt. Ta cũng không tội ác, vì sao phải tỉnh ngộ? Nàng thanh âm, kiên quyết lại lạnh như băng. Cứ bên trái một tên thần điện trưởng lão, nhất thời giận không kềm được, vỗ bàn lên. To gan, lại dám và Vũ Hoàng đại nhân nói như vậy, người thần đồ gia tộc còn muốn tiếp tục giữ lại sao? Lên tiếng gầm lên người, cũng là một tên quyền cao chức trọng trưởng lão, hắn nóng nảy bốc lửa, một lời không hợp liền có thể cùng người giao thủ. Nhưng thần đồ thiên âm chỉ là nhàn nhạt quét hắn một mắt. Lời nói này, sợ rằng còn không có phần ngươi chen miệng. Một lời vừa ra, để cho người hộc máu. Người trưởng lão kia nhất thời thì phải triệu hoán lôi tiên, thì lấy hình phạt. Bất quá làm hắn tiếp xúc tới Vũ Hoàng cổ đế ánh mắt lúc đó, cả người nhất thời chấn động một cái. Vũ Hoàng cổ đế mặt mũi bình tĩnh vô cùng, không buồn không vui, nhưng cái này tên trưởng lão nhưng là biết, mình nếu như lại chen vào nói, sợ rằng những ngày kế tiếp cũng không tốt hơn. Hắn vội vàng đem cúi đầu, lui tới phía sau, không dám lại qua nhiều lời tiếng nói. Vũ Hoàng cổ đế lúc này mới đưa mắt di chuyển trở về, lần nữa bỏ vào thân đồ thiên âm trên mình. Con gái người trợ trụ vi ngược, công khai cùng ta vạn khư thần điện đối nghịch, phản kháng thái thượng thế giới. Mưu toan lật đổ tất cả đại thế gia thống trị, cái này chẳng lẽ không đủ để ghi hận sao? Vũ Hoàng cổ đế vừa mở miệng, liền đứng tại thiên đạo góc độ, thuận theo lập tức thiên đạo tới đả kích thần đồ thiên âm. Đứng ở nơi này một điểm cao chỗ lời bàn, cơ hồ làm cho không người nào có thể phản bác. Thần đồ thiên âm im lặng không nói. Có giúp hay không ai, đó là thần đồ Uyển Nhi mình quyết định, nói cho cùng nàng không cách nào can thiệp. Nhưng nàng nhưng không thể nhìn con gái bị khi dễ. Vũ Hoàng cổ đế vẫn luôn có tóm thâu những thế gia khác ý tưởng, hôm nay ra chuyện này, dĩ nhiên là lấy trước nàng thân đồ nhà khai đao. Thân đồ thiên âm tự nhiên sẽ không thừa nhận, đây là sai lầm cử chỉ. Có câu nói cửa thành cháy, vạ lây người vô tội, thân đồ gia tộc có thể nói là gặp phải hãm hại, nhưng tuyệt không thể đem thân đồ Uyển Nhi ý cá nhân áp đặt tới cả gia tộc trên đầu. Nếu như là như vậy, vậy toàn bộ thân đồ nhà cũng sẽ đắp lên tầng này cấm chế, đứng ở vạn khư thần điện phía đối lập. Đến lúc đó, Vũ Hoàng cổ đế thậm chí có thể tự mình ra tay, một cái ý niệm, liền có thể diệt thân đồ gia tộc hơn phân nửa người. Như hắn như vậy thế gian cường giả đỉnh phong, không có thể tùy ý dính đạo quả, chọc tới nhân quả. Nhưng nếu là đối lập kẻ địch, hắn đại khả vẫy tay diệt, không cần gánh vác phân nửa thiên đạo cắn trả. Vì vậy những này qua tới nay, vạn khư thần điện một mực muốn nàng thừa nhận sai lầm, tốt đem toàn bộ thân đồ gia tộc kéo đến vạn khư thần điện phía đối lập, đến lúc đó, Vũ Hoàng cổ đế liền có thể tùy ý ra tay, danh chánh ngôn thuận đem nàng đánh chết. Thân đồ thiên âm tuyệt không thể để cho thân đồ gia tộc trở thành giết gà dọa khỉ con gà kia. Cho tới nay, nàng thái độ 10 phần cương quyết, không chịu ra mặt. Nhưng hiện tại nàng đã bị gác ở trên lò lửa, không ngừng cháy, là không, là đúng hay sai. Hôm nay cũng được cho một cái đáp án. Con gái ta một người làm việc, một người làm, cùng gia tộc cũng không liên lạc, mà ta giống như vậy. Thần đồ thiên âm chậm rãi nói ra những lời này. Nàng tình nguyện ôm trên toàn bộ xử phạt, cũng sẽ không để cho vạn khư thần điện tìm được mượn cớ tới công thành chinh phạt, đến lúc đó vốn là như lục bình giống vậy thần đồ gia tộc đối mặt, có lẽ đem sẽ là chân tránh tai họa ngập đầu. Phải không? Vũ Hoàng cổ đế cười nhạt, tựa như hết thảy nắm chắc phần thắng. Thấy hắn như vậy nụ cười, thần đồ thiên âm nhất thời cảnh giác, nàng biết rõ tâm cơ của đối phương vô cùng là âm trầm, hơn nữa thủ đoạn âm hiểm cay độc, xa không phải người thường có thể so sánh. Hắn đem mình thả ra, nhất định là đang mưu tính cái gì. Bất quá còn không cùng thần đồ thiên âm suy tính rõ ràng, Vũ Hoàng cổ đế búng tay, phòng khách này bên trong vang lên một giọng nói. Mộng, mê, thình lình thanh âm. Để cho thân đồ thiên âm kịp phản ứng, nàng vội vàng lui về phía sau hai bước, rồi sau đó liền cùng một đôi từ đỉnh đầu dò xuống con ngươi, bốn mắt nhìn nhau.
đôi tròng mắt kia giống như là hắc động vậy thâm thúy u ám, hơn nữa trong đó còn tô điểm ánh sáng lòe lòe tinh thần, để cho người ước chừng liếc mắt nhìn, cũng đã lõm sâu trong đó. Đây là cái đầu gì? Phòng khách bên trong có người thán phục, bởi vì bọn họ chỉ có thể gặp đến đại điện phía trên một món khói đen tung bay tới, càng dày đặc càng ngưng, sau đó liền xuất hiện cái quái vật này. Quái vật kia vây quanh thân đồ thiên âm vòng vo mấy vòng, lại lộ ra một chút thèm thuồng vẻ. Đây là nuốt mộng ma thú, chính là từ thất lạc thời không bên trong tới, lưu ly đến đây, hắn có cực kỳ cường đại ác mộng lực lượng, thậm chí so với ác mộng thần thú nhất tộc tới còn muốn càng bá đạo hơn. Vũ Hoàng Cổ Đế giải thích, cái này cái gọi là nuốt mộng ma thú, bao phủ ở khói đen hắc vụ trong đó, chỉ có thể nhìn rõ sở nó đầu lâu, cùng mãnh hổ có chút giống nhau. So với ác mộng thần thú, nuốt mộng ma thú chút nào không kém, giống vậy ở mộng lãnh vực 10 phần liền được. Ngay tại nháy mắt tức thì, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, nuốt mộng ma thú hưu một tí chui vào thân đồ thiên âm đầu óc bên trong, từ đó biến mất không gặp. Liền bên cạnh mấy tên trưởng lão cũng không phản ứng kịp, chỉ có cùng Vũ Hoàng Cổ Đế một người, ổn định như thường. Hắn đã sớm hiểu được cái này nuốt mộng ma thú tập quán, hôm nay liền muốn xem, uy lực rốt cuộc như thế nào. Nuốt mộng ma thú, hiện tại do ngươi tới nắm trong tay người phụ nữ này thân thể, hơn nữa thả ra trọng thương đe dọa giả tưởng, để cho thân đồ gia tộc những người khác đều biết tộc trưởng lâm nguy, hiểu không? Nuốt mộng ma thú thần phục với Vũ Hoàng Cổ Đế, đối với hắn ra lệnh, tự nhiên lập tức thi hành. Thân đồ thiên âm thân thể chấn động một cái, run rẩy sau này, khôi phục hình dáng cũ, nhưng nàng con ngươi trong đó, đã không có như vậy đen trắng xen nhau màu sắc. Tiếp theo chỉ có một phiến đen nhánh, dị thường lạnh như băng vô tình. Vũ Hoàng Cổ Đế thấy vậy hiệu quả, hài lòng gật đầu một cái. Có thể, đi Thiên Trụ Sơn, thả ra ngươi hơi thở, từ sẽ có người tới tìm. Vũ Hoàng Cổ Đế cho nuốt mộng ma thú ra lệnh, chợt, tên này điều khiển thân đồ thiên âm thân thể, xoay người đi trở về. Thân đồ thiên âm thần hồn đã bị chen đến trong thân thể chỗ sâu, nàng lúc này không có biện pháp chút nào, chỉ có thể làm cuống cuồng. Hơn nữa lúc này, nàng hết sức rõ ràng Vũ Hoàng Cổ Đế mục đích ở chỗ nào. Chính là muốn lợi dụng nàng, tới đưa tới con cái mình thân đồ Uyển Nhi, từ đó đem bắt. Có thể Vũ Hoàng Cổ Đế vì sao phải như vậy? Thân đồ thiên âm thần hồn lưu lại ở thân thể chỗ sâu, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ có nghĩ đến một loại có thể. Luân hồi chi chủ lại thắng. Chỉ có luân hồi chi chủ được thế, Vũ Hoàng Cổ Đế mới biết nghĩ biện pháp đi hết sức chèn ép hắn. Nhất niệm đến đây, thân đồ thiên âm tâm tình lại có thể buông lỏng chút. Sự thật chứng minh, luân hồi chi chủ vẫn là có mấy cây bàn chải. Nuốt mộng ma thú điều khiển nàng đi Thiên Trụ Sơn thời điểm, Vũ Hoàng Cổ Đế đã phái ra không ít người âm thầm đi theo, hơn nữa mai phục ở vùng lân cận. Chính là vì chờ đợi thân đồ Uyển Nhi đến. Thân đồ Uyển Nhi, nhưng mà một lớn tiền đặt cuộc. Cũng là lập tức có hy vọng nhất giết chết luân hồi chi chủ tồn tại. Thân đồ thiên âm, lần này con gái ngươi nếu như chịu cùng ta Vạn Khư Thần Điện hợp tác, chung nhau chu diệt luân hồi chi chủ, ta có thể rất nhiều ngươi thân đồ gia tộc khôi phục hình dáng cũ, hơn nữa có cơ hội leo lên đệ nhất thế gia ngai vàng. Vũ Hoàng Cổ Đế thanh âm chậm rãi truyền tới. Thân đồ thiên âm đối với lần này nhưng khịt mũi coi thường. Vũ Hoàng Cổ Đế mà nói, nàng liền một cái tiêu điểm ký hiệu đều sẽ không tin. Hiện tại chỉ có chờ đợi tình hình yên tĩnh phát triển. Chí ít nàng có thể khẳng định, con cái mình tạm sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng. Ngay tại Vạn Khư Thần Điện rất nhiều cường giả rối rít hoàn thành bố trí lúc đó, thái thượng thế giới một chỗ khác xó xỉnh, vạn dặm cổ lâm trong hang núi, đối với mắt đẹp thông suốt mở ra. Xinh đẹp nũng nịu đồ đỏ thân ảnh nhất thời xoay mình lên, đi tới một tòa đỉnh núi, thiếu nhìn phương xa, thả ra một chút thần niệm. Đó là nương thân. Người này chính là thân đồ Uyển Nhi. Nàng mang bộ phận tộc nhân trốn vào liền cái này vạn dặm cổ lâm trong đó, tìm kiếm phản kích cơ hội. Còn có hai cái thân đồ gia tộc cường giả nhảy lên đỉnh núi, tới tra xem tình huống. Tiểu thư đã xảy ra chuyện gì? Vậy thuộc hạ lên tiếng hỏi. Thân đồ Uyển Nhi như cũ thiếu nhìn phương xa, chỉ bất quá ánh mắt đổi được càng phát ra thâm thúy. Mẹ ta được thả ra. Nàng lạnh nhạt nói. Mấy người còn lại nghe vậy hai mắt nhìn nhau một cái. Nhất thời cả kinh thất sắc. Bọn họ tộc trưởng thân đồ thiên âm, nhưng mà bị mấy đại cường giả cho liên thủ trấn áp,
đến nay sống chết không biết trước, cũng chính là bởi vì mất đi thủ lãnh chấn giữ, toàn bộ thân đồ gia tộc mới biết đổi được một phiến hỗn loạn. Phản đồ nặng Dương Cờ Xí tuyên bố tiếp quản thân đồ gia tộc, mà bọn họ những người này chỉ có thể bị buộc chạy ra khỏi gia tộc thánh địa, ở thái thượng thế giới lén lút còn được né tránh truy binh, bụi văng đầy người, vô cùng là chật vật. Bất quá may mắn tiểu thư tốt ở nơi này một chàng tai nạn trong đó nhanh chóng lớn lên, đã trở thành một mình đảm đương một phía nhân vật. Tiểu thư trong tay cầm võ uy thiên kiếm, ngày sau nhất định sẽ trở thành là toàn bộ thân đồ gia tộc nhân vật dẫn quân, nghiền ép tất cả người cạnh tranh. Vì vậy bọn họ tin chắc, mình đi ở một cái con đường chính xác trên. Bất quá lúc này lại bỗng nhiên có gia chủ tin tức, khó tránh khỏi sẽ cho người sinh lòng nghi vấn. Thân đồ Uyển Nhi là một người thông minh, tâm niệm chuyển động tới giữa, nàng cũng đã đoán được 7-8 phần. Chỉ sợ là vạn khư thần điện bên kia thiết kế, dẫn nàng đi trước. Nhưng vô luận là núi đao vẫn là biển lửa, vì nương thân, nàng cũng phải đi lần trước chuyến. Các ngươi thật tốt ở chỗ này, coi giữ trận địa, ta đi thăm dò xem một phen, nếu như có tình huống gì, đem sẽ lấy ý niệm ý thức thông báo các ngươi, đến lúc đó, các ngươi là được đi phía đông. Tiếp tục tìm vậy kiểu đồ, khôi phục ta thân đồ gia tộc ngày xưa vinh quang, hiểu chưa? Thân đồ Uyển Nhi lúc này đã có lãnh tụ hình dáng, lúc nói chuyện thần sắc nghiêm túc, giao phó được hết sức rõ ràng. Tiểu thư, chúng ta. Hai người kia còn muốn mở miệng nói gì, bất quá lại bị thân đồ Uyển Nhi cắt đứt. Yên tâm đi, ta không chết được, cho dù không cách nào cứu ra nương thân, ta cũng sẽ chạy ra khỏi nơi đó. Nói xong. Thân đồ Uyển Nhi liền không nói thêm nữa, mà là hóa thành một đạo lưu quang chạy về phía chân trời, nơi đó chính là chạy tới thân đồ Thiên Âm sở tại địa phương hướng. Thân đồ Uyển Nhi tâm tình cuống cuồng, nhưng lại không có đánh mất lý trí, nàng đang suy nghĩ, như thì không cách nào cứu ra nương thân, như thế nào mới có thể thoát khỏi khốn cảnh. Ngay tại nàng qua lại Vân Tiêu để gặp, bên trái phía trước bỗng nhiên có một phiến hồng quang hạ xuống, không có dấu hiệu nào, lặng yên không một tiếng động. Đạo tia sáng này chậm rãi ngưng tụ thành một cái bồng bềnh con sông, vắt ngang ở trong hư không, phảng phất là từ thần bí tình cảnh dòng nước chảy tới đây. Ngươi là người phương nào? Thân đồ Uyển Nhi dừng lại bước chân tiến tới, nhìn về màu đỏ con sông ở địa phương đó, đầy mặt vẻ cảnh giác. Vậy màu đỏ con sông như cũ dòng nước chảy không ngừng, cũng không trả lời nàng nói. Giữa lúc thân đồ Uyển Nhi muốn lúc rời đi, cái này đạo con sông chậm rãi chảy bình. Dần dần ngưng tụ thành một đạo yểu điệu hư ảnh. Thân đồ Uyển Nhi ngẩn người, nàng cảm nhận được liền vô cùng là khí tức không giống tầm thường, khi nhìn thấy hư ảnh này diện mạo lúc đó, nàng thần sắc không khỏi hơi biến một chút. Người tới mặt mũi mặc dù không thấy rõ, nhưng ước chừng từ bồng bềnh ra hơi thở tới xem, vô cùng là xa xưa lâu dài, tựa như một tòa tiên sơn đứng sừng sững tại trước, liếc nhìn lại vô cùng vô tận, không thể leo lên. Ngươi là Thái Thượng Thiên Nữ. Thân đồ Uyển Nhi cùng Thái Thượng Thiên Nữ tới giữa cũng không từng có quá nhiều giao tình. Vậy hồng hà nơi ngưng tụ thành bóng người, nhất thời vung tay áo bào, chấm hồng quang, phiêu tán ra, hóa là nhẹ nhàng con bướm. Ngươi lại có thể nhận ra ta cái này đạo hư ảnh tới, xem ra thực lực cũng không tệ lắm. Vậy đạo hồng hà hư ảnh cười nói, chính là Thái Thượng Thiên Nữ thanh âm. Thân đồ Uyển Nhi nghe vậy, trong lòng nhất thời nghi hoặc không thôi. Nàng cùng Thái Thượng Thiên Nữ tới giữa chưa bao giờ có đồng thời xuất hiện, có thể bây giờ đối phương nhưng vì sao tìm tới nàng. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Thái Thượng Thiên Nữ hiện tại đã cùng Vũ Hoàng Cổ Đế quyết liệt, mình khai tông lập phái, sáng lập Nguyện Vọng Thần Giáo, hai người tới giữa minh tranh ám đấu, có thể nói là đấu được như dầu sôi lửa bỏng. Nàng không thể nào sẽ vì Vũ Hoàng Cổ Đế tới đánh lén mình. Hơn nữa Thái Thượng Thiên Nữ cùng Diệp Thần tới giữa quan hệ không cạn. Nàng đến tìm mình, hoặc giả là bởi vì Diệp Thần chuyện. Diệp Thần vậy tiểu tử, gần đây lại tại hạ giới chơi đùa chút sự việc, thực lực càng phát ra cường đại, có lẽ không lâu sau, hắn liền có thể đi tới Thái Thượng Thế Giới, giúp ngươi khôi phục gia tộc năm xưa vinh quang. Thái Thượng Thiên Nữ cười nói, đối với Diệp Thần tràn đầy hy vọng, Diệp Thần thực lực càng mạnh, nàng cũng chỉ càng vui vẻ yên tâm. Dĩ nhiên, này loại vui vẻ yên tâm cũng không phải là ân cần. Mà là quan hệ đến tự thân lợi ích thỏa mãn. Nàng nuôi heo ăn được càng tốt, thịt lớn lên càng nhiều, liền càng có thể là nàng cung cấp liên tục không ngừng nguồn năng lượng. Có lẽ làm nàng tiến vào cuối cùng cái cảnh giới kia, gặp phải không cách nào đột phá những ràng buộc lúc đó,
con heo này đem sẽ phát huy không tưởng tượng nổi tác dụng. Thái thượng thiên nữ vậy phát giác Diệp Thần bùng nổ ngút trời hơi thở. Như vậy kỳ ngộ sinh ra thiên địa lực, liền nàng cũng không cách nào dò xét, có thể nói là áp đảo thông thường quy luật bên trên, có thể đạt tới hồng mông hỗn độn, đạo nghịch càn khôn. Hắn có chuyện phải làm của mình, ta sẽ không liên lụy hắn, hơn nữa từ mặt khác mà nói, chỉ có vạn khư thần điện ngọn núi lớn này sụp đổ ngã xuống, thần đồ gia tộc tài có thể lần nữa quật khởi, nếu không vĩnh viễn không ngày nổi danh. Thần đồ Uyển Nhi trả lời. Ở về điểm này, ta cùng ngươi ý tưởng nhất trí. Thái thượng thiên nữ xòe bàn tay ra, đi về trước thay đổi, nhất thời thì có quang vũ bay xuống xuống, ngưng tụ thành phiến phiến đẹp lạ thường cánh hoa, đến thần đồ Uyển Nhi trước mặt. Thần đồ Uyển Nhi đỉnh đầu bay tới hai phiến đỏ mưa cánh hoa, rất nhanh, liền cùng nàng ra hòa làm một thể, một hồi tinh tế xúc cảm chìm vào ra. Ta biết ngươi phải đi doanh cứu ngươi mẫu thân, vậy hết sức rõ ràng đây là vạn khư thần điện bày cục, bất luận là từ chủ tâm vẫn là cái khác, ngươi cũng không thể không đi, vì vậy ta liền tặng ngươi một ít bùa hộ mạng, thời khắc nguy cấp có thể giữ được tánh mạng. Thái thượng thiên nữ chậm rãi nói, tiếp theo ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Mà thân độ Uyển Nhi sau lưng võ uy thiên kiếm, lại là run rẩy bay lên không, chậm rãi tới trong hai người gian. Người võ uy thiên kiếm mặc dù mạnh mẽ, nhưng tạm thời còn cũng không mở rộng đến trạng thái hoàn mỹ, nếu như phối hợp nguyện vọng hồ tiên lực lượng, có lẽ có thể thu hoạch không tưởng được ngạc nhiên mừng rỡ. Thái thượng thiên nữ làm xong những thứ này, thân hình bắt đầu tiêu tán. Thân độ Uyển Nhi trong lòng khá là giật mình. Đối phương tặng cho dư nàng đồ. Chính là nguyện vọng hồ tiên ở giữa linh thủy, cho dù là một giọt, cũng có rất lớn công hiệu. Mà nàng lấy được nguyện vọng linh thủy, đủ để đem cả người từ đầu đến chân võ trang. Ngươi giúp ta, là vì Diệp Thần đúng không? Thần độ Uyển Nhi hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Thái thượng thiên nữ nụ cười trên mặt dạo dực, khuynh quốc khuynh thành, đẹp vô cùng. Ngươi nếu như chết trận, Diệp Thần nhưng mà sẽ thương tâm, vạn nhất làm trễ nãi tu luyện tiến bộ. Ta kế hoạch chẳng phải là muốn bị lỡ. Nàng lời của theo thân hình toàn bộ tản đi, chút nào không dấu vết, tựa hồ từ chưa từng tới vậy. Thái thượng thiên nữ bóng người dần dần biến mất, để lại vậy một món hồng quang, phụ ở thân độ Uyển Nhi toàn thân các nơi. Thân độ Uyển Nhi chính là hít sâu một hơi, đem võ uy thiên kiếm triệu hoán tới, nắm trong tay, ánh mắt bên trong, thoáng qua một chút kiên quyết thần sắc. Nàng hồi tưởng lại mình trước trải qua đủ loại. Thời điểm đó nương thân, nhiều lần để cho nàng đưa vào nguy hiểm, có thể bây giờ nghĩ lại, trong lòng hận ý sớm đã biến mất. Nương thân, vô luận như thế nào, ta định sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi cứu ra. Thần độ Uyển Nhi thân hình thông suốt biến mất, giống như một đạo sao rơi tia chớp, vội vã đi. Hắc ám chỗ sâu, hư không chi địa. Diệp Thần cùng Già Thiên Ma Đế tóe ra chấn động hơi thở, truyền tới hắc ám cấm hải, toàn bộ ngày cũng minh đều có nơi chấn động. Hỏa lôi xen lẫn, hoảng sợ xuất thế. Cửu u ma lực, càn quét tinh không. Thân ở trong đại điện ma tổ vô thiên, dĩ nhiên là cảm nhận được liền loại biến hóa này. Lúc này, hắc ám cấm hải bên trong. Ngày cũ minh thánh địa, cổ xưa cấm khu thần bí u ám, trừ ma tổ vô thiên ra, cơ hồ không người có thể ra vào. Tổng đàn cung điện bàng bạc thở mạnh, cách tầng phân phối, san sát, tự có một cổ phong cách cổ xưa rộng lớn khí thế. Mà ở chỗ này, ma tổ vô thiên ẩn ở một phiến u ám trong rừng trúc, đợi hắn mở mắt ra lúc đó, trước mặt tấm đá xanh đường tựa như hóa là một cái ma đạo, bốn phía giấy lên u minh ánh nến. Mà hắn mặt mũi, chính là ở ánh nến ánh chiếu dưới, như ẩn như hiện. Ma tổ vô thiên ngồi ở đây cái tấm đá xanh đường cuối, mượn cái này giấy lên u hắc ánh nến, nhìn kỹ lại, có thể mơ hồ phân biệt ra được, điều này tấm đá xanh đường cũng không phải là chất liệu thông thường chế. Từng vòng thần bí đường vân bày, giống như một đóa từ từ nở rộ màu đen hoa sen. Một bước cả đời liên, một nhóm một càn khôn. Nơi này khắc ấn hoa sen, hàm chứa một loại đặc thù nào đó đạo nghĩa, hoa tâm mở cửa, đối diện ma tổ vô thiên, đối với ma tổ vô thiên tu luyện có loại nào đó xúc tiến tác dụng. Mà ma tổ vô thiên chính là ngồi xếp bằng tại vạn liên trung tâm. Hắn mặt mũi lạnh lùng, lại lộ ra một chút thần bí. Ngũ quan như đao tước phủ phách vậy anh Tuấn, mà đầu kia tóc dài đen phi tản ra, cho hắn tăng thêm một chút vô hình cảm giác thần bí. Thành tựu ngày cũ thời đại còn sống sót cao nhất cường giả đỉnh phong, ma tổ vô thiên tự nhiên có hắn chỗ hơn người.
nếu không cũng không cách nào ở những thế gia khác đánh vào dưới còn sống sót. Hắn quanh thân có đống xương trắng tích, giống như tất cả chiếm cứ quái vật lộ vẻ được có chút kinh khủng dữ tợn, mà ở nơi này phiến sâu trong rừng trúc, có ám máu màu đỏ khí, theo mặt đất leo tới đây, chậm rãi tiến vào trong cơ thể hắn. Khí tức quỷ dị, hóa thành từng cái trường xà, đem ma tổ vô thiên cả người gói lại. Cuối cùng là thành công không? Rốt cuộc có cái người thứ hai có thể lãnh ngộ thiên vũ tiên cửa nơi truyền thừa cửu u lực, thiên vũ tiên môn, trọng trấn có hy vọng. Ma tổ vô thiên nhàn nhạt nói, trong mắt có vẻ vui vẻ yên tâm ý. Già thiên ma đế lúc này thân xác, chế tạo càng ngày càng hoàn thiện, lực lượng, thiên phú cường đại hơn, hắn cũng càng thêm thích. Nếu không phải bởi vì hắn cũng cần một cái mới thể xác, vô cùng có thể đem già thiên ma đế thu vì mình truyền nhân. Dẫu sao già thiên ma đế thiên phú, vậy vô cùng là xuất chúng. Có thể nói là vạn dặm chọn một ma đạo tư chất. Chỉ là đáng tiếc, hắn nếu như muốn giữ được tánh mạng, nhất định phải tìm được một cái mới đồ đựng. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, chỉ có trước lấy mình làm chủ. Bất quá từ mặt khác mà nói, đồ đựng càng tốt, hắn tương lai thần hồn độ thích ứng thì cũng càng cao. Dựa theo bây giờ phát triển khuynh hướng, đến khi hồn trồng xong toàn nở rộ ngày hôm đó, sợ rằng cái này cái thân xác cũng đã đổi được vô cùng hoàn mỹ. Thậm chí có thể để cho hắn vượt qua vũ hoàng cổ đế, trở thành cái này thời đại mới người thứ nhất. Ma tổ vô thiên hiếm thấy xuất hiện một chút ba động tâm tình. Tu luyện tới bọn họ như vậy cảnh giới, nơi truy đuổi đồ, đã sớm cùng thế tục không liên quan, vì chính là vậy vô thượng thiên đạo. Ma tổ vô thiên phục hồi tinh thần lại sau đó, cửu u ma nhãn xuyên thấu tầng tầng cấm chế, gặp được trong hư không còn tồn lưu trước một màn kia. Diệp thần cùng già thiên ma đế sinh ra dị tượng, lúc này còn chưa hoàn toàn tiêu tán, ở đó lạnh như băng vũ trụ chi địa, lôi ánh sáng và lửa diễm dấu vết còn ở tản ra dư nhiệt. Đây chính là bọn họ hai người nơi phóng thích ra thiên địa căn nguyên, kinh hãi chư thiên vạn giới, trải qua hồi lâu không suy. Đối với già thiên ma đế đột phá, ma tổ vô thiên cảm thấy mừng rỡ, bởi vì hắn cảm giác được mình đã ở già thiên ma đế trong cơ thể gieo hồn trồng, chỉ đợi sau này mọc rễ nảy mầm, là được đoạt xác. Nhưng là đối với Diệp thần, ma tổ vô thiên có chút lo âu. Tên này là luân hồi chi chủ chuyển thế, từng có cổ ngữ nói, luân hồi đại lộ, cửu cửu quy nhất. Hơn nữa dựa theo Diệp thần phát triển khuynh hướng tới xem, biểu hiện ra tiềm lực, đã vượt xa tiền nhậm luân hồi chi chủ. Cái này, sau này sẽ là ngày của mình đại họa trong đầu. Nghĩ đến đây, may là lấy ma tổ vô thiên trải qua cũ mới thời đại vô số chiến tranh, tay cầm trọng quyền, sinh sát đoạt dư, cũng là không khỏi có chút nhức đầu. Luân hồi chi chủ khí vận, xa không võ giả tầm thường có thể địch. Hắn vậy đã thử hơn loại thủ đoạn, nhưng cuối cùng đều là không công mà về. Ngược lại để cho Diệp thần thành công chạy khỏi, hơn nữa lần nữa lúc trở về, thực lực lại tăng lên một cái nấc thang. Ma tổ vô thiên đang suy tư lúc đó, bỗng nhiên lúc này phát giác đến từ lên trước mặt không gian dị động. Đó là, võ uy thiên kiếm. Hắn mặc dù không có ở vào thái thượng thế giới, nhưng như cũng có thể cảm giác được thái thượng thế giới dị thường thay đổi. Chỉ có tám đại thiên kiếm, mới có thể sinh ra như vậy náo động hiệu quả. Tay cầm uy vũ thiên kiếm hẳn là thân đồ nhà cái đó nha đầu đi, vì sao quyết tuyệt như vậy? Ma tổ vô thiên ánh mắt híp một cái, lẩm bẩm nói, bất quá hết thảy các thứ này cùng hắn không có quan hệ gì, hắn chỉ cần yên tĩnh chờ đợi. Ngày cũ mình cấm địa, lần nữa rơi vào hắc ám, đổi được không muốn người biết. Mà lúc này thái thượng thế giới, nhưng dẫn phát một hồi không nhỏ phong lôi. Thiên trụ đỉnh, là thái thượng thế giới nổi danh thánh đỉnh một trong, thuộc về cao nguyên đỉnh, bốn phía vắng lặng không rừng, đập vào trong mắt, đều là một phiến màu nâu sa mạc. Ở cánh đồng hoang vu này chi địa, còn có không thiếu dị thú sống sót, chúng thành đoàn kết đội, khắp nơi kiếm ăn. Bất quá lúc này, bình thường ở cánh đồng hoang vu này lên cân vương xưng bá dị thú, lúc này chỉ dám co rúm ở nham thạch trong góc, không dám nhúc nhích. Bởi vì còn có so bọn họ càng cường đại hơn gia hỏa đến nơi này, những thứ này dị thú mặc dù không việc gì linh trí, nhưng ai mạnh ai yếu, ai có thể chọc ai không có thể chọc, bọn họ rất rõ ràng. Bộ phận vạn khư thần điện cường giả mai phục ở phụ cận đây, còn có một phần chia chính là ở vạn dặm ra ngoài, thong thả đứng, như núi bất động. Đối với bọn họ mà nói, đối phó thần đồ Uyển Nhi như vậy bé gái, căn bản chưa dùng tới bọn họ ra mặt.
Thiên trụ sơn đỉnh núi, gió cực mạnh thổi qua, gào thét vượt quá, giống như cự thú ngủ say tỉnh lại, mà có một đạo bóng người đứng ở trên đỉnh núi, yên lặng không nói. Làm thân Đỗ Uyển Nhi chạy đến thời điểm, phát hiện mình mẹ bóng người, nhưng nàng nhưng cũng không có thời gian đầu tiên xông lên. Mà là thả chậm phi hành nhịp bước, chậm rãi lập trên không trung, định nhãn nhìn về phía đỉnh núi. Ngươi là ai? Hồi lâu sau này, thân Đỗ Uyển Nhi mở miệng hỏi nói. Thân Đỗ Thiên Âm cười. Lúc này nàng, mặc dù cất giữ thân Đỗ Thiên Âm bề ngoài, nhưng thần hồn đã không phải tự mình. Ngươi cảm thấy ta là ai? Nàng vừa mở miệng, cũng không phải là trước khi giọng nói, mà là đổi được không nam không nữ, nghe khá là chói tai. Thân Đỗ Uyển Nhi thần sắc hoàn toàn trầm xuống, nàng nâng lên võ uy thiên kiếm, chỉ hướng thân Đỗ Thiên Âm, lạnh lùng nói, cầm mẫu thân ta thả. Bị nuốt mộng ma thú thao túng thân Đỗ Thiên Âm, cũng không có nghe nàng mà nói, ngược lại là giơ tay lên, một hồi hư ảo chớp sáng phiêu hướng bầu trời, chạy thẳng tới thân Đỗ Uyển Nhi đi. Thân Đỗ Uyển Nhi nhất thời thần sắc biến đổi, lùi tới mấy ngàn mét ra ngoài, đúng như dự đoán, nàng mới vừa nơi đợi địa phương đã bị cường đại kia mộng tự quyết cho ăn mòn. Tên này dài trẻ tuổi tướng mạo, còn thi triển ra mẹ tuyệt kỹ, nếu như thân Đỗ Uyển Nhi đoán không lầm, nó hẳn là vận dụng loại nào đó phương pháp, chiếm dụng mình mẹ thân thể. Như vậy hành vi, thân Đỗ Uyển Nhi tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Nàng ánh mắt bỗng nhiên đổi được lạnh như băng, mái tóc dài bay lượn, khí sát phạt, trình độ cao nhất rủ xuống. Võ uy thiên kiếm thế vô cùng cường đại, mà thân Đỗ Uyển Nhi hệ thống tu luyện 10 phần phù hợp võ uy thiên kiếm đặc chất, hai người ăn nhịp với nhau. Kiếm khí nơi mang theo tiếng nổ vang, ầm ầm vang lên. Sát thời gian, một đạo kiếm vô hình quang, bổ ra vần quanh đỉnh núi gió lớn. Một kiếm này tựa như hàm chứa vô cùng cuồng nộ, ào ào, như sóng biển vậy không thể dừng lại. Muôn vàn kiếm khí, ánh chiếu chư thiên, quả quyết sát phạt. Bây giờ thân Đỗ Uyển Nhi, đã sớm không phải trước cái đó hành động theo cảm tình thiếu nữ, đi qua những này qua tới rèn luyện, trên người nàng lãnh tụ khí chất bộc phát thành thục. Nhất cử nhất động tới giữa, lòng tin 10 phần, không ra tay thì thôi, ra tay một cái, liền muốn chặt đứt đối phương đường lui. Nếu là có lanh mắt người, mà có thể thấy thân Đỗ Uyển Nhi trên mình ngưng tụ khí vận càng ngày càng mạnh. Nàng ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, mặt không cảm giác, tinh xảo không tì vết mặt đẹp lúc này rút đi những ngày qua non nớt, thay vào đó là thành thục. Chỉ là đứng ở chỗ này, liền khí thế bừng bừng, tựa như du ngoạn thiên đạo nữ hoàng. Khống chế được thân Đỗ Thiên Âm thân thể nuốt mộng ma thú, tựa hồ là không nghĩ tới thân Đỗ Uyển Nhi vừa lên tới, liền phát ra như vậy chiêu thức bén nhọn. Nó điều khiển thân thể, vội vàng lui về phía sau, coi như là tránh ra một kích này. Làm cái này côn trùng muốn vận dụng thân Đỗ Thiên Âm thân thể để chiến đấu lúc đó, nhưng phát hiện thân Đỗ Thiên Âm đã kinh bị thương không nhẹ, không cách nào phát huy ra thời kỳ tột cùng thực lực. Hơn nữa nó chiếm cứ thân Đỗ Thiên Âm thân thể, cho dù thân Đỗ Thiên Âm lúc này người yếu lực suy, nhưng nàng vẫn là cưỡng ép ngăn trở, rốt cục thì phá hỏng nuốt mộng ma thú nguy cơ. Thân Đỗ Uyển Nhi đột phá tới trên đỉnh núi, liền muốn cưỡng ép mang đi thân Đỗ Thiên Âm. Bất quá lúc này, mai phục ở người lân cận đi ra, đó là mấy tên cường đại thần điện trưởng lão, bọn họ phân tán ở mấy phương hướng.